Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Lôi Chúa Tể thật đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng. Lúc này mới ngắn ngủn ra ngoài hai lần, một lần Khấp Huyết Bảo Thụ, một lần Thiên Long Thụ, cái này khiến cho những chúa tể chúng ta ngây người mấy ngàn năm này mặt mũi đại chúa tể ở đâu. Rất nhiều chúa tể Bàn Thành mắt đều đỏ, đó là đỏ thật, dù sao, đó là Thiên Long Thụ a, không giống với Khấp Huyết Bảo Thụ, chỉ có thể cho chủng tộc hoặc thế lực phía sau chúa tể. Thiên Long Thụ kết xuất Hóa Long Quả, là bảo vật vô thượng có thể làm cho nhục thân chúa tể, đại chúa tể đều tăng lên. Đừng nói cả cây Thiên Long Thụ, cho dù là một quả Hóa Long Quả, đó cũng là thu hoạch khó lường. Mà bây giờ, Lôi Đạo không chỉ lấy về cả cây Thiên Long Thụ, thậm chí còn càn quét mấy chục Hóa Long Quả, để cho rất nhiều đại chúa tể thậm chí cũng không nhịn được muốn cướp một cây Lôi Đạo. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ nghĩ thôi. Hiện tại Lôi Đạo đã về tới Bàn Thành, ở trong Bàn Thành, thủy tổ giám sát tất cả, ai dám làm can. Hơn nữa Lôi Đạo còn là đệ tử thủy tổ, có tầng thân phận này, trở về Bàn Thành, ai cũng không làm gì được Lôi Đạo. Huống chi, Lôi Đạo bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Căn cứ theo tin tức Bộ Lạc Thiên Long truyền về, sau khi Lôi Đạo thành tựu chúa tể, tốc độ đặc biệt nhanh. Thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị, cho dù là đại đế đỉnh phong, đại chúa tể đỉnh phong, không có một ai có thể đuổi kịp tốc độ Lôi Đạo. Chỉ là tốc độ này, chỉ cần không rơi vào trong vây công, Lôi Đạo liền có thể tới lui tự nhiên ở đại lục hoang cổ, đứng ở nơi không thay đổi. Lôi Đạo bây giờ đã không còn là vô danh, hoặc có thể mặc cho người ta nắm thóp, càng không phải chỉ dựa vào tên tuổi đệ tử thủy tổ. Thực lực Lôi Đạo đã có thể khiến hắn chân chính đặt chân ở Bàn Thành. Đương nhiên, phần lớn chúa tể vẫn vô cùng hâm mộ Lôi Đạo, hai lần ra ngoài, hai lần thu hoạch khổng lồ, có thể vượt qua thu hoạch mấy ngàn năm của bọn họ ở đại lục hoang cổ. Không hâm mộ, đó là không có khả năng, nhưng cũng chỉ thế thôi, bọn họ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể hâm mộ vận khí của Lôi Đạo. Phù, bỗng nhiên, phía trước phảng phất có tiếng gió cực lớn truyền đến, ngay sau đó, bầu trời đều giống như lập tức đen lại, trong mơ hồ giống như có một ngọn núi khổng lồ cấp tốc hướng Bàn Thành bay tới. Đó là ngọn núi, một ngọn núi, không phải đỉnh núi, không khổng lồ như đỉnh núi, ngược lại giống như một cái ao. Hồ, ai sẽ di chuyển một cái hồ? Mẹ nó, vậy, đây không phải là Ngưu Ma Chúa Tể sao? Hắn, ao hắn khiêng, chẳng lẽ là Long Trì? Long Trì của Bộ Lạc Thiên Long, đó chính là Ngưu Ma Chúa Tể a, đường đường là đại chúa tể đỉnh phong, một trong những đại chúa tể đỉnh phong mạnh nhất dưới thủy tổ, làm sao hiện tại cũng học Lôi Chúa Tể, trực tiếp khiêng Long Trì trở về. Tin tức truyền về rồi, rất nhiều chúa tể đều đau lòng nhức óc. Không khí thay đổi, lòng người không còn cổ nữa. Chúa tể, đại chúa tể hiện tại, mỗi một người đều trở nên tham lam, nhạn bay qua nhổ lông. Đường đường chúa tể Ngưu Ma, không phải toàn tâm toàn ý trùng kích thủy tổ sao? Sao mình sử dụng Long Trì, còn trực tiếp dịch chuyển Long Trì, mang về Bàn Thành rồi? Nghe nói Ngưu Ma Chúa Tể đã buông lời, Long Trì có thể sử dụng, nhưng muốn xuất ra bảo vật để Ngưu Ma Chúa Tể hài lòng. Trước kia Ngưu Ma Chúa Tể cũng không phải như vậy, sao đều biến thành như vậy? Nhất định là Lôi Chúa Tể làm hỏng bầu không khí của Bàn Thành. Rất nhiều chúa tể đều lắc đầu, một bộ vô cùng cảm thán, vô cùng đau lòng nhức óc. Bọn họ thật sự là vô cùng đau đớn, Ngưu Ma Chúa Tể khiêng cả Long Trì trở về, vậy sau này bọn họ còn dùng Long Trì miễn phí như thế nào? Căn bản không có khả năng, về sau các chúa tể muốn thử dùng Long Trì gây dựng lại thân thể. Vậy cũng phải trả giá đắt, từ trong tay Ngưu Ma Chúa Tể đổi lấy cơ hội tiến vào Long Trì. Ngẫm lại cũng thấy đau lòng, lòng người không sâu, bầu không khí rất xấu. Đương nhiên, vô luận các chúa tể kêu rên như thế nào, cảm thán lòng người không tốt, đều không thể thay đổi sự thật Long Trì bị Ngưu Ma Chúa Tể khiêng về Bàn Thành. Lôi Đạo tự nhiên cũng nhìn thấy tòa Long Trì phía sau, thậm chí hắn còn đặc biệt ngừng lại. Vẻ mặt hâm mộ, Long Trì a, kỳ thật ta cũng muốn khiêng đi Long Trì, chỉ là Long Trì lớn như vậy, nếu ta khiêng Long Trì, tốc độ sẽ chậm lại, không nhất định có thể an toàn trở lại Bàn Thành. Vẫn là Ngưu Ma Chúa Tể lợi hại, hắn khiêng Long Trì, ai dám có chủ ý. Lôi Đạo thật sự hâm mộ, hắn là người đầu tiên tiến vào Long Trì minh giới, thậm chí hắn còn ở trong Long Trì đột phá thành chúa tể. Đây là đại cơ duyên, nhưng cơ duyên lớn hơn nữa, thật ra là đem Long Trì mang đi. Chỉ tiếc, Lôi Đạo không có thực lực như vậy, nếu không, Thiên Long Thụ, Hóa Long Quả cùng với Long Trì, Lôi Đạo một cái cũng không muốn buông tha. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo chỉ có thể mang Hóa Long Quả và Thiên Long Thụ về, hắn không có thực lực trấn áp tất cả như Ngưu Ma Chúa Tể, cũng chỉ có thể từ bỏ Long Trì. Rất nhanh, Ngưu Ma Chúa Tể cũng quay trở về Bàn Thành, hắn thậm chí còn thấy được Lôi Đạo phía trước. Lúc này, hai người liếc mắt nhìn nhau, Lôi Chúa Tể, Thiên Long Thụ của ngươi không tệ, xem ra lần này Lôi Chúa Tể thu hoạch tương đối khá. Ngưu Ma Chúa Tể, Long Trì của ngươi quý giá hơn Thiên Long Thụ nhiều, chật, thật sự là hâm mộ Ngưu Ma Chúa Tể a, cũng chỉ có một trong những chúa tể mạnh nhất dưới Ngưu Ma chúa tể Thủy Tổ mới có thể an toàn trở về Long Trì. Ha ha, Lôi chúa tể cũng không tệ, không chỉ có Thiên Long Thụ, ngay cả mấy chục Hóa Long Quả cũng càn quét không còn. Thiên Long Thụ một trong hai đại chí bảo của Thiên Long Bộ Lạc, vậy cũng phi thường chân quý, không kém gì Long Trì. Ngưu Ma chúa tể khiêm tốn rồi, Long Trì mạnh hơn Thiên Long Thụ nhiều. Lôi chúa tể khen sai rồi, hơn nữa ta cũng là học Lôi chúa tể. Nếu không, ta cũng sẽ không nghĩ tới đem Long Trì mang về Bàn Thành. Ồ, là như vậy sao? Ngưu Ma chúa tể kia về sau phải chú ý, những chí bảo quý giá này cũng không thể đặt ở Hoang Cổ Đại Lục, bỏ lỡ một món đều là tội ác. Đúng vậy, sau này ta sẽ không bao giờ từ bỏ một món chí bảo nữa. Lần này may mà có Ngưu Ma chúa tể, nếu không ta cũng không thể bình yên tiến vào Long Trì, cuối cùng thành tựu chúa tể. Lôi chúa tể không cần khách khí như vậy, lần này ta còn phải cảm tạ Lôi chúa tể, nếu không có Lôi chúa tể phá vỡ trận pháp của Bộ Lạc Thiên Long, chỉ sợ ta cũng không cách nào chém giết ba con cá trạch già kia, càng không cách nào đạt được tòa Long Trì này. Hai người bỗng nhiên cười với nhau, thế mà đều có loại cảm giác thương tiếc lẫn nhau. Nếu không phải hai người đều khiêng bảo vật chân quý, thật sự không tiện, chỉ sợ đều hận không thể ngồi xuống trao đổi một chút tâm đắc, đoạt bảo. Ha ha ha, ta còn chưa từng nếm qua tư vị của Hóa Long Quả, không biết có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Hóa Long Quả, vậy thì đơn giản, chờ ta dàn xếp xong Thiên Long Thụ, liền mang theo Hóa Long Quả đi bái phỏng Ngưu Ma chúa tể, thuận tiện cũng muốn tiến vào Long Trì, nhìn xem có thể nghiên cứu một chút huyền bí của Long Trì hay không. Không thành vấn đề, Lôi chúa tể cứ việc đến, Long Trì cho người ngâm đủ. Hai người nhìn nhau cười, sau đó mỗi người đi một ngả ở Bàn Thành, đều tự bay về phía động phủ của mình. Đông đảo chúa tể bên trong Bàn Thành, nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt há hốc mồm, một số chúa tể càng là hận đến nghiến răng. Lôi Đạo cùng Ngưu Ma chúa tể, một vị khống chế Hóa Long Quả, một vị khống chế Long Trì. Về sau không dám là Hóa Long Quả hay là Long Trì, Bàn Thành chúa tể, các đại chúa tể muốn đạt được hoặc là sử dụng Long Trì, vậy khẳng định đều phải trả giá thật lớn. Thậm chí một số chúa tể còn cảm thấy, Lôi Đạo và Ngưu Ma chúa tể, e rằng, cùng một ruột, thật không biết xấu hổ, đây là nhạn nhổ lông, một mẻ hốt gọn đồ tốt, không cho bọn họ một chút cơ hội nào. Thôi, ta phải nhanh đi bái phỏng Ngưu Ma chúa tể. Có lẽ khẽ cắn môi, có thể tiến vào Long Trì một lần. Đúng, phải nhanh chóng đi, năng lượng trong Long Trì cũng sẽ càng dũng càng ít, không có Bộ Lạc Thiên Long ủng hộ, về sau Long Trì cuối cùng sẽ biến mất, hiện tại trước tiên hưởng thụ, nếu không, về sau muốn sử dụng Long Trì cũng không có cơ hội. Long Trì muốn đi một lần, nhưng mà Hóa Long Quả cũng không thể bỏ qua a, vẫn là đi tìm Lôi chúa tể trước. Nếu như có thể mua được một viên Hóa Long Quả, vậy thì quá mỹ diệu. Hóa Long Quả thêm Long Trì, lo gì thực lực của ta không thể tiến thêm một bước. Nói không chừng đều có cơ hội thành tựu đại chúa tể. Bổn tọa không chỉ muốn Hóa Long Quả, Thiên Long Thụ cũng muốn. Thôi, Hóa Long Quả, Long Trì, hai món chí bảo này một cái cũng không thể thiếu. Lần này xem ra chỉ có thể bị Lôi chúa tể và Ngưu Ma chúa tể hung hăng làm thịt một đao. Rất nhiều chúa tể đều vô cùng đau đớn, cảm thán, lòng người không xưa, không khí trở nên xấu đi. Miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Cả đám đều nắm lấy cơ hội, gần như không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng chạy về phía động phủ của Lôi Đạo và Ngưu Ma chúa tể. Tới trước được trước, đi muộn, khả năng ngay cả cơ hội cũng không có. Đối mặt chí bảo như Hóa Long Quả cùng với Long Trì, dù biết rõ sẽ bị hung hăng làm thịt một đao, vậy cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Thật là thơm, trong mật thất động phủ Lôi Đạo, bày ra lít nha lít nhít hơn 10 trái Hóa Long Quả, từ trên Hóa Long Quả tản mát ra một cỗ mùi thơm lạ lùng, làm cho người ta ngửi cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Thậm chí, ngay cả cương thần thể của Lôi Đạo cũng dục dịch. Không biết những Hóa Long Quả này phải ăn bao nhiêu quả mới có thể khiến cho cương thần thể của ta tiến thêm một bước, tu luyện Bất Tử Không Minh Công tới đại thành. Lôi Đạo có chút do dự, hắn đang do dự, có nên nuốt hết Hóa Long Quả này không, sau đó tu luyện Bất Tử Không Minh Công, có lẽ có thể đạt tới đại thành. Chỉ là, suy nghĩ một chút, Lôi Đạo cuối cùng không có biến thành hành động. Quá không đáng tin cậy, tuy rằng Hóa Long Quả có hiệu quả kinh người, có thể trợ giúp cực lớn đối với người tu luyện nhục thân. Nhưng đối với Lôi Đạo mà nói, hắn cho tới bây giờ đều không phải là người dựa vào ngoại vật tu luyện, hắn dựa vào chính là mình. Bởi vậy, so với dùng Hóa Long Quả tu luyện, Lôi Đạo vẫn có khuynh hướng dùng dị năng trực tiếp tăng lên Bất Tử Không Minh Công, như vậy cũng không có khả năng thất bại. Chỉ là, muốn đem Bất Tử Không Minh Công từ tiểu thành tăng lên tới đại thành, có khả năng hao phí tuổi thọ hơi nhiều. Có phải tiêu hao 1 tỷ năm thọ mệnh, tăng Bất Tử Không Minh Công lên tới đại thành hay không? Lôi Đạo liếc nhìn Bất Tử Không Minh Công, từ tiểu thành tăng lên tới đại thành, cần 1 tỷ năm thọ mệnh, quả thực khủng bố. Nhưng Lôi Đạo cũng không thèm để ý, 10 ức năm, thoạt nhìn tựa hồ rất nhiều, nhưng lấy thân phận, địa vị Lôi Đạo hiện tại, kỳ thật đạt được 10 ức năm thọ mệnh cũng không tính quá khó khăn. Hơn nữa, Lôi Đạo cũng không nóng nảy tăng lên cương thần thể, dù là đem Bất Tử Không Minh Công tăng lên tới đại thành, cũng không cách nào để cho thực lực Lôi Đạo có biến đổi về chất. Nhiều nhất, chỉ là để tốc độ của Lôi Đạo nhanh hơn, càng thêm không thể tưởng tượng, đây chỉ là dệt hoa trên gấm, xa xa không tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dù sao, lấy tốc độ của Lôi Đạo trụ thần thể hiện tại, thật ra ở đại lục hoang cổ đã đủ dùng, đại đế đỉnh phong cũng không đuổi kịp tốc độ của Lôi Đạo, bởi vậy, Lôi Đạo cũng không cần bức thiết tăng lên cương thần thể. Hơn nữa, nếu như Lôi Đạo đổi mấy chục quả hóa long này thành bảo vật loại kéo dài tuổi thọ, lại có thể gia tăng bao nhiêu tuổi thọ? Chí ít cũng phải trên dưới mấy trăm triệu năm. Nghĩ, Lôi Đạo cuối cùng vẫn nhịn xuống, không có nuốt Hóa Long Quả vào. Hóa Long Quả, Thiên Long Thụ, Lôi Đạo thanh kiểm tra thu hoạch lần này, thật ra cũng chỉ có Hóa Long Quả và Thiên Long Thụ. Vốn Lôi Đạo còn có cơ hội đi Bộ Lạc Thiên Long cướp đoạt một phen, dù sao Bộ Lạc Thiên Long đã bị đánh tan hoàn toàn, có thể tùy ý cướp đoạt. Nhưng Lôi Đạo đã lấy được Hóa Long Quả và Thiên Long Thụ, bởi vậy, dứt khoát trở về Bàn Thành trước. Người không thể quá tham lam, có Thiên Long Thụ và Hóa Long Quả là đủ rồi. Đây chính là hai loại trí bảo quý giá nhất của Bộ Lạc Thiên Long, Lôi Đạo có thể đạt được một trong số đó đã rất hài lòng. Xem ra, vẫn phải đấu giá. Trong lòng Lôi Đạo quyết định chủ ý, vì vậy lập tức bắt đầu chuẩn bị. Quy củ cũ, thả ra tin tức, 1 tháng sau ở trong động phủ của ta, cử hành Hóa Long Quả đấu giá hội, vẫn là lấy loại bảo vật kéo dài tuổi thọ làm chủ. Lôi Đạo nghĩ, bắt đầu cho người giải tin tức. Hơn nữa, lần này Lôi Đạo chỉ nhắc tới bán đấu giá Hóa Long Quả, mà không đề cập tới bán đấu giá Thiên Long Thụ. Trên thực tế đây là Lôi Đạo có chút hoài nghi sức mua của đông đảo chúa tể bên trong Ban Thành. Dù sao, lần trước Lôi Đạo lấy được 108 viên Trường Sinh Châu cùng với một thùng Bất Lão Tuyền, trên cơ bản đã vắt cạn chúa tể Ban Thành. Bây giờ chúa tể trong Ban Thành còn có thể lấy ra thứ gì tốt nữa? Thiên Long Thụ không thua kém Khấp Huyết Bảo Thụ, thậm chí còn càng thêm chân quý, hiện tại lấy ra đi bán đấu giá, có thể bán đấu giá ra thứ gì tốt? Bởi vậy, Lôi Đạo cũng không chuẩn bị hiện tại liền bán đấu giá Thiên Long Thụ, mà là phải đợi một đoạn thời gian. Trước tiên bán đấu giá Hóa Long Quả mới có thể tối đa hóa lợi ích. Ai, xem ra một tòa Bàn Thành, trên cơ bản cũng chỉ như vậy. Những chúa tể, đại chúa tể này, ngàn vạn chúa tể ở đại lục hoang cổ ngây người vô số năm, xem ra cũng không có được thứ gì tốt, có muốn đi Lam Thành nhìn xem hay không? Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm, bây giờ hắn đã có chút không để vào mắt chút của cải của Bàn Thành. Nhiều chúa tể, đại chúa tể như vậy, nhiều năm như vậy lấy được đồ tốt lại ít như vậy, dù sao Lôi Đạo cảm thấy, những chúa tể này, đại chúa tể rất nghèo, ít nhất, hẳn là mua không nổi cây Thiên Long Thụ trong tay hắn. Nếu như là chúa tể khác nghe được lời này của Lôi Đạo, không biết có thể hộc máu mà chết hay không. Có lẽ Lôi Đạo nói có lý, nhưng trên Lôi Đạo một lần đã đấu giá Khấp Huyết Bảo Thụ, toàn bộ Bàn Thành chiếm giữ ở hoang cổ đại lục bao nhiêu năm. Ai có thể có được Khấp Huyết Bảo Thụ? Không có, một gốc cũng không có, đây là một trong những bảo vật cao cấp nhất toàn bộ hoang cổ đại lục. Hơn nữa còn là bảo vật truyền thừa, có thể truyền thừa từng đời một, cam đoan một chủng tộc hưng thịnh không suy. Xuất hiện một gốc Khấp Huyết Bảo Thụ đã đủ khiến Bàn Thành chấn động, thậm chí ngay cả Ngưu Ma Chúa Tể, một trong những chúa tể mạnh nhất dưới thủy tổ, cũng lấy ra 108 viên Trường Sinh Châu. Những người khác còn có thể có bảo vật chân quý hơn sao? Không có, khẳng định không có. Lúc này mới cách bao lâu, Lôi Đạo lại thu được một gốc Thiên Long Thụ càng thêm chân quý, cái này còn muốn người sống hay không? Nhiều lần lấy ra trí bảo đỉnh tiêm như vậy, coi như là Bàn Thành gia đại nghiệp đại, những chúa tể này cũng gánh không được. Cho nên, Lôi Đạo vẫn rất sáng suốt, không lựa chọn dự định đấu giá Thiên Long Thụ ở Bàn Thành. Thậm chí Lôi Đạo còn muốn đi Lam Thành. Nguyên Thành là thành trì thủy tổ Côn Bằng tọa trấn, cũng vững như thành đồng, nhưng nơi đó cũng không có bị Lôi Đạo vơ vét qua, bởi vậy, ngược lại có khả năng lấy ra bảo vật so sánh với 108 viên Trường Sinh Châu thậm chí càng thêm chân quý. Đến lúc đó, Thiên Long Thụ bán đấu giá cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Lôi Đạo cũng không vội. Đi tới Lam Thành cũng không phải chuyện có thể quyết định trong chốc lát, huống chi, Lôi Đạo còn phải bán Hóa Long Quả trước mới được. Lần này, Lôi Đạo thậm chí đặc biệt dùng thời gian 1 tháng, thật ra chính là để cho các chúa tể bên trong Bàn Thành chuẩn bị bảo vật loại kéo dài tuổi thọ. Dù sao, mấy chục viên Hóa Long Quả, vậy cũng không tầm thường. Lôi Đạo dựa vào mấy chục Hóa Long Quả, cũng có thể lần nữa cướp đoạt một đợt ở Bàn Thành. Theo thời gian trôi qua, tin tức dần dần bắt đầu lên men. Nhưng mà, toàn bộ Bàn Thành hiện tại đều tràn ngập đủ loại tin tức. Đầu tiên là về Bộ Lạc Thiên Long, Thiên Long Trì và Thiên Long Thụ của Bộ Lạc Thiên Long đều bị Ngưu Ma Chúa Tể và Lôi Đạo mang về Bàn Thành, nhưng một Bộ Lạc Thiên Long lớn như vậy, chắc chắn vẫn có không ít đồ tốt. Bị rất nhiều chúa tể Bàn Thành chia cắt không còn, sau đó viện quân của Thánh Nhân Nguyên phái tới, cuối cùng cũng cướp được Thiên Long Bộ Lạc. Chỉ là lúc đó Thiên Long bộ lạc đã bị vơ vét không còn, các loại bảo vật đều không thấy bóng dáng. Ngay cả bảo châu trên cây cột cũng bị đào đi, chỉ để lại một đống bừa bộn. Trải qua một kiếp này, bộ lạc Thiên Long tổn thất thảm trọng, không còn thế lực bộ lạc cỡ lớn như trước kia. Thậm chí không thể ở bên ngoài Bàn Thành, mà chỉ có thể di chuyển đến địa phương khác, có lẽ mấy vạn năm cũng không thể trì hoãn lại. Thậm chí từ đó triệt để xuống dốc, Tốt Tử Hồng biến mất trong dòng sông lịch sử. Mà các chúa tể Bàn Thành cũng coi như thắng lợi trở về, bọn họ chính là đào đất ba thước, vơ vét sạch sẽ bộ lạc Thiên Long, từng người đều xem như có thu hoạch. Chỉ là, khi bọn họ vừa về đến Bàn Thành, liền nghe được tin tức của toàn thành, nghe nói chưa, 1 tháng sau, đệ tử của Thủy Tổ không là Lôi chúa tể, lại phải đấu giá Hóa Long Quả ở động phủ, những Hóa Long Quả này, đối với đại chúa tể đều có hiệu quả. Lại là Lôi chúa tể, lần trước hắn đấu giá Khấp Huyết Bảo Thụ coi như kiếm được một khoản lớn, không có những tài nguyên kia, chỉ sợ Lôi chúa tể cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy liền thành tựu chúa tể a. Dù hắn là Thủy Tổ đệ tử cũng giống như vậy, lần này Lôi chúa tể lại chiếm được Hóa Long Quả, thậm chí còn có Thiên Long Thụ, vận khí này. Chẳng lẽ hắn chính là khí vận chi tử trong truyền thuyết của Hoang Cổ Đại Lục? Đại lục Hoang Cổ ngược lại từng có lời đồn về khí vận chi tử, một ít khí vận chi tử trong truyền thuyết, bất luận gặp phải ngăn trở gì, đều có thể đạt được lợi ích cực lớn. Ví dụ như bị kẻ thù đuổi giết, nhảy đến dưới vách núi liền đạt được thần công truyền thừa, ăn một trái cây ngủ một giấc liền lột xác thành thần ma vân vân. Chỉ là, Lôi chúa tể là người tu hành minh giới chúng ta, đại lục Hoang Cổ sẽ làm Lôi chúa tể trở thành khí vận chi tử. Khí vận chi tử là lời nói vô căn cứ. Bất quá, vận khí của Lôi chúa tể cũng thật sự quá tốt, lần này đấu giá Hóa Long Quả. Nghe nói có mấy chục Hóa Long Quả, hắc hắc, có lẽ chuẩn bị một phen, có thể mua được một Hóa Long Quả cũng đáng a. Những chúa tể trở về Bàn Thành này, nguyên bản còn bởi vì thu hoạch của mình mà đắc chí. Nhưng hiện tại, nghe được Lôi Đạo lại muốn đấu giá Hóa Long Quả, biểu lộ trên mặt từng cái đều cứng lại. Đây là tiết tấu lại muốn duỗi cổ ra bị Lôi Đạo làm thịt sao? Hóa Long Quả a, rất nhiều chúa tể thở dài một tiếng. Không có ai buộc bọn họ bị Lôi Đạo làm thịt, nhưng Hóa Long Quả, không có bất kỳ một vị chúa tể nào nguyện ý từ bỏ, ai không muốn đạt được Hóa Long Quả. Dù sao, đây chính là có thể trực tiếp tăng cường thực lực của các chúa tể. Thậm chí, nếu như vận khí tốt, hoặc là số lượng Hóa Long Quả đủ nhiều, cũng có thể để cho một vị chúa tể đỉnh tiêm đột phá trở thành đại chúa tể. Chí bảo như vậy, vị chúa tể nào không động tâm? Bởi vậy, dù biết rõ sẽ bị Lôi Đạo làm thịt, cũng vẫn có vô số chúa tể đổ xô tới. Nhưng mà những chúa tể này cho rằng đây là kết thúc. Không, còn lâu mới kết thúc, ngoại trừ tin đồn về Lôi Đạo, còn có tin tức liên quan tới Ngưu Ma chúa tể, nhất là tin tức về Long Trì. Ngưu Ma chúa tể đem Long Trì khiêng về Bàn Thành, thậm chí cũng học theo Lôi chúa tể. Làm ra cái danh ngạch gì cạnh tranh, mỗi vị chúa tể hoặc là đại chúa tể đều có thể lấy bảo vật đấu giá danh ngạch tiến vào Long Trì. Long Trì a, một khi tiến vào Long Trì liền có thể để cho thân thể gây dựng lại một lần, đây là bảo vật so với Hóa Long Quả càng tốt hơn. Nhưng Ngưu Ma chúa tể luôn luôn rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, sao cũng biến thành thế lực như vậy. Lòng người không tốt, bầu không khí rất xấu, ngay cả Ngưu Ma chúa tể cũng học được, đều là Lôi chúa tể mở một cái đầu xấu. Long Trì sắp bị làm thịt một đao, Hóa Long Quả lại phải bị làm thịt một đao. Lôi chúa tể và Ngưu Ma chúa tể, đây là tiết tấu muốn liên thủ, đống trị, Bàn Thành, mang toàn bộ chúa tể, đỉnh tiêm chúa tể Bàn Thành đều hung hăng, làm thịt một đao, sao? Cho nên, hiện tại Bàn Thành cũng mơ hồ có một ít tin đồn. Xưng Lôi chúa tể và Ngưu Ma chúa tể theo thứ tự là Lôi nhất đao và Ngưu nhất đao, hai vị chúa tể hai đao này, quả thực, giết sạch toàn bộ Bàn Thành, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Rất nhiều chúa tể vừa trở về Bàn Thành đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ mới rời khỏi Bàn Thành bao lâu, làm sao vừa về đến, tựa hồ liền, trời thay đổi. Bàn Thành, nhiều thêm, 2 thanh đao, 1 thanh Lôi một đao, 1 thanh Ngưu nhất đao, tể biến Bàn Thành. Không ai may mắn thoát khỏi. Thất sách, thật sự là thất sách. Ngưu Ma chúa tể sao có thể như vậy? Lôi Đạo cao mày, hắn cảm thấy lần này thật sự là thất sách. Ngưu Ma chúa tể thế mà làm ra cái danh ngạch gì, danh ngạch đấu giá. Lần này phiền phức lớn rồi, chính là danh ngạch này đấu giá, để rất nhiều chúa tể, đại chúa tể, đều đem toàn bộ tài sản. Tất cả bảo vật đều cầm đi cho Ngưu Ma chúa tể cạnh tranh danh ngạch, nào còn có người để ý Hóa Long Quả. Đến lúc đó, Lôi Đạo đấu giá Hóa Long Quả, chẳng phải là chỉ có thể đạt được một chút canh thừa thịt nguội của Ngưu Ma chúa tể. Đều là Ngưu Ma chúa tể không muốn, hoặc là chúa tể cạnh tranh danh ngạch thất bại, đến đấu giá Hóa Long Quả. Vậy sao có thể được? Trong lòng Lôi Đạo cũng rất bất đắc dĩ. Ngưu Ma chúa tể đường đường là đại chúa tể đứng đầu, một trong những đại chúa tể đứng đầu mạnh nhất dưới Thủy Tổ. Đã nói đường đường chính chính, uy nghiêm bất phàm mà. Đã nói là cao cao tại thượng mà, sao bây giờ lại biến thành con buôn như vậy? Thậm chí còn tuyệt hơn cả Lôi Đạo, danh ngạch đấu giá. Đây quả thực là tuyệt đối trong tuyệt, ngay cả Lôi Đạo cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Lòng người không sâu, bầu không khí xấu. Lôi Đạo lắc đầu, thở dài thở ngắn. Nghĩ lại lúc trước, khi hắn vừa tới Bàn Thành, bầu không khí nơi này thuần phác cỡ nào, mỗi vị chúa tể hiền lành cỡ nào. Sao tới bây giờ, không khí cũng trở nên xấu đi rồi. Không được, phải nghĩ cách. Lôi Đạo Minh suy nghĩ khổ sở. Hắn muốn đấu giá Hóa Long Quả, cùng Long Trì so sánh, nói thật, hoàn toàn chính xác kém một chút. Hóa Long Quả chỉ là có khả năng tăng cường thực lực chúa tể hoặc là đại chúa tể. Nhưng Long Trì có thể hàng thật giá thật, 100% khiến một vị chúa tể hoặc là đại chúa tể trọng tổ thân thể, một khi gây dựng lại, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Cho dù không phá vỡ gông cùm xiềng xích, không đột phá, vậy thực lực cũng có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Ai ưu ai khuyết, quá rõ ràng. Ưu thế duy nhất của Hóa Long Quả là cái gì? Lôi Đạo cẩn thận suy nghĩ, có lẽ ưu thế duy nhất của hắn chính là không cần bảo vật khác, chỉ cần bảo vật kéo dài tuổi thọ đấu giá là được. Mà bảo vật kéo dài tuổi thọ ở Bàn Thành, kỳ thật không quá bị thương nặng, không tính quá chân quý. Toàn bộ đại lục hoang cổ, loại bảo vật kéo dài tuổi thọ là nhiều nhất, cũng không khó thu thập. Có lẽ, đây là ưu thế duy nhất của Hóa Long Quả mà Lôi Đạo đấu giá lần này. Đúng rồi, có lẽ phải tìm thời gian đi bái phỏng Ngưu Ma Chúa Tể một chút, danh ngạch hắn cạnh tranh Long Trì, khẳng định thu hoạch được rất nhiều bảo vật. Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, trận pháp bên ngoài động phủ Lôi Đạo bị kích động, điều này nói rõ có người tới bái phỏng. Vì vậy, niệm Lôi Đạo quét qua, bỗng nhiên, trong mắt của hắn lộ ra một tia cổ quái. Sư tỷ, Lôi Đạo có chút kỳ quái, sư tỷ Thanh Liên Chúa Tể tới làm gì? Chẳng lẽ, trong lòng Lôi Đạo mơ hồ có dự cảm bất tường, nhưng mà, Chúa Tể Thanh Liên tự mình đến bái phỏng, Lôi Đạo cũng chỉ có thể mở ra động phủ nghênh đón. Sư tỷ đại giá quang lâm, sư đệ không kịp nghênh đón từ xa. Bên ngoài động phủ, sư tỷ Thanh Liên Chúa Tể đang đứng. Thanh Liên Chúa Tể một bước đi vào động phủ, sau đó cười như không cười nhìn Lôi Đạo. Sư đệ lần này thật đúng là bỗng nhiên nổi tiếng, không chỉ phá Thiên Long đại trận, hơn nữa còn chiếm được Hóa Long Quả cùng Thiên Long Thụ, thậm chí ngay cả Ngưu Ma Chúa Tể lấy được Long Trì, tựa hồ cũng cùng sư đệ có một chút quan hệ. Thanh Liên Chúa Tể vừa lên chính là một phen tán thưởng, cái này ngược lại để cho Lôi Đạo càng thêm bất an. Lôi Đạo vội vàng lắc đầu nói, sư tỷ khen nhầm rồi. Chỉ là vận khí mà thôi. Vận khí, có lẽ thật sự là vận khí, nhưng vận khí của sư đệ để sư tỷ cũng vô cùng hâm mộ đâu. Hóa Long Quả a, thật là làm cho người ta hâm mộ. Một Hóa Long Quả có thể tăng cường nhục thân chúa tể thậm chí đại chúa tể. 10 quả Hóa Long, còn không biết sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Nếu là mấy chục quả Hóa Long, nói không chừng ta đều có thể đột phá đến đại chúa tể tối cao kia tầng thứ. So sánh Ngưu Ma Chúa Tể, nhìn ánh mắt nóng bỏng của sư tỷ, ra đầu Lôi Đạo tê dại. Hắn biết, lúc này sư tỷ tới tìm hắn chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Hóa ra là để mắt tới Hóa Long Quả, chỉ là Hóa Long Quả này là Lôi Đạo trăm cây nghìn đắng đoán được, mấy chục quả. Đó căn bản không có khả năng, vì vậy, Lôi Đạo cũng chỉ có thể kiên trì nói, sư tỷ, tác dụng của Hóa Long Quả không mạnh như trong tưởng tượng. Hơn nữa, nó rất đắt. Đắt, Thanh Liên Chúa Tể cười như không cười nói, chẳng lẽ, sư đệ cũng muốn làm thịt sư tỷ một đao. Lôi nhất đao trong truyền thuyết, hiện tại toàn bộ Bàn Thành uy danh hiển hách, phong quang rất chặt chẽ. Ách, sư tỷ nói đùa, Lôi nhất đao càng cười sưng, không đáng giá nhắc tới. Ta làm sao có thể làm thịt sư tỷ một đao, nếu không, sư đệ tặng sư tỷ một viên Hóa Long Quả. Lôi Đạo tâm đều đang rỉ máu, nói thế nào Hóa Long Quả này cũng là hắn thiên tân vạn khổ mới lấy được, đưa cho Thanh Liên Chúa Tể một khỏa, vậy cũng là thua thiệt lớn. Nhưng nghĩ đến ngay từ đầu tới Bàn Thành, cũng có sư tỷ che chở và nâng đỡ. Còn nữa, đã từng ở Minh Giới, sư tỷ cũng có chút chiếu cố đối với Lôi Đạo, tặng cho sư tỷ một Hóa Long Quả, Lôi Đạo cũng có thể tiếp nhận. Được rồi, ta cũng không nói đùa với ngươi, đại danh Lôi nhất đao của ngươi, hiện tại ai không biết ai không hiểu. Muốn cho ngươi cắt thịt, so với lên trời còn khó hơn, ngươi làm thịt người khác một đao ngược lại là rất nhuần nhuyễn. Ta không cần Hóa Long Quả của ngươi, một quả cũng không cần. Ách, cảm ơn sư tỷ thông cảm. Lôi Đạo thở phào nhẹ nhõm, xem ra sư tỷ vẫn là mình xử lý, sẽ không vô duyên vô cớ liền yêu cầu Lôi Đạo Hóa Long Quả. Thanh Liên Chúa Tể vừa rồi, chỉ là nói đùa mà thôi. Đừng vui mừng quá sớm, ta không muốn một Hóa Long Quả, nhưng ta muốn một danh ngạch tiến vào Long Trì. Danh ngạch tiến vào Long Trì. Lôi Đạo trầm mặc, biểu cảm trên mặt cũng hoàn toàn cứng đờ. Hiện tại toàn bộ Bàn Thành ai không biết, Ngưu Ma Chúa Tể Long Trì một cái danh ngạch đắt đỏ cỡ nào. Coi như là rất nhiều đại chúa tể đỉnh tiêm, cũng không nhất định có tư cách đấu giá đến cái danh ngạch này. Thấy vẻ mặt của Lôi Đạo, Thanh Liên Chúa Tể thở dài một tiếng nói, Lôi sư đệ, lần này xem như ngươi giúp ta một chuyện, ta sẽ nhớ kỹ. Vốn ta cũng đi tìm Ngưu Ma Chúa Tể, chỉ là lần này thu hoạch của ta ở Bộ Lạc Thiên Long không nhiều lắm, lại là vừa mới tới Bàn Thành không lâu, thu được rất ít bảo vật. Cho dù là lấy ra tích lũy trước kia, cũng xa xa không cách nào đấu giá được một danh ngạch tiến vào Long Trì. Lôi sư đệ hẳn là không rõ lắm, tu hành giả đạt tới đại chúa tể đỉnh phong như ta, trên thực tế phía trước đã không còn đường. Muốn thành tựu thủy tổ, căn bản là không có khả năng, ngoại trừ thành tựu thủy tổ, muốn tăng lên một chút xíu đều vô cùng khó khăn, mà Long Trì là cơ hội duy nhất. Long Trì có thể gây dựng lại thân thể, cho dù là đại chủ tể đứng đầu cũng có tác dụng, tựa như Ngưu Ma Chúa Tể, ở trong Long Trì gây dựng lại thân thể một lần, hiện tại tuy rằng vẫn không có thành tựu thủy tổ, nhưng thực lực đã đạt đến trình độ sâu không lường được. Sở dĩ để Lôi sư đệ hỗ trợ, đó là bởi vì Ngưu Ma Chúa Tể lần này nhận ân tình của Lôi sư đệ. Nếu không phải Lôi sư đệ bất chấp nguy hiểm, trợ giúp Ngưu Ma Chúa Tể phá vỡ đại trận bộ lạc Thiên Long, Ngưu Ma Chúa Tể há có thể đạt được Long Trì, thậm chí ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, do sư đệ đi nói giúp, hẳn là có thể được. Hơn nữa, ta sẽ đem tích giúp những năm này đều giao cho sư đệ, hy vọng Ngưu Ma Chúa Tể có thể nể mặt sư đệ, cho ta một danh ngạch tiến vào Long Trì. Lôi Đạo nhìn Thanh Liên Chúa Tể sư tỷ, giọng điệu rất thành khẩn, thỉnh cầu Lôi Đạo. Điều này kỳ thật chính là để Lôi Đạo hỗ trợ. Điều này khiến Lôi Đạo rất kỳ quái, từ khi nào mà hắn có thể có mặt mũi lớn như vậy? Vì sao ngay cả chính Lôi Đạo cũng không biết, ta có mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho Ngưu Ma Chúa Tể cũng bán mặt mũi cho ta. Biểu cảm của Lôi Đạo rất cổ quái, thậm chí trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Thanh Liên Chúa Tể khóe miệng mỉm cười nói, sư đệ, ngươi bây giờ còn chưa thích ứng thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ chính là Bàn Thành đại danh đỉnh lôi nhất đao, ai dám khinh thường. Hơn nữa, trong truyền thuyết, ngươi cùng Ngưu Ma Chúa Tể là tương giao tâm đầu ý hợp, nếu không làm sao sẽ mạo hiểm đi phá vỡ Thiên Long bộ lạc đại trận, cứu Ngưu Ma Chúa Tể. Lôi Đạo trợn tròn hai mắt, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi. Ta và Ngưu Ma Chủ Tể tướng tâm đầu ý hợp, ta chẳng qua chỉ giao dịch với Ngưu Ma Chúa Tể 108 viên Trường Sinh Châu mà thôi. Duyệt gặp mặt một lần, sao lại thành tâm đầu ý hợp? Còn nữa, ta cũng không phải đi cứu Ngưu Ma Chúa Tể, mà là vì tiến vào Long Trì trước một bước, nếu không, ta há có thể nhanh như vậy thành tựu Chúa Tể. Làm sao hiện tại biến thành ta chuyên môn đi cứu Ngưu Ma Chúa Tể? Ta có dũng khí lớn như vậy sao? Lôi Đạo thật sự rất cạn lời, phù phiếm, bậc không khí bây giờ thật sự là quá sốc nổi. Hơn nữa khắp nơi đều là lời đồn, mấu chốt là những lời đồn này cũng thật sự quá bất hợp lý. Hắn có quan hệ gì với Ngưu Ma Chúa Tể không? Không có, thậm chí còn điên cuồng truyền ra hai thanh đao của Bàn Thành, đây quả thực là bôi đen thật to. Lôi Đạo sẽ làm thịt người khác một đao sao? Không thể nào, Ngưu Ma Chúa Tể đó mới thật sự là lòng dạ đen tối. Nhìn Ngưu Ma Chúa Tể cạnh tranh danh ngạch, hiện tại đã đến hồi gay cấn, một ít đại chúa tể đỉnh tiêm thậm chí đều nhịn không được muốn ra tay đánh nhau. Lôi Đạo thậm chí có thể tưởng tượng đến, hiện tại trong mật thất của động phủ chúa tể Ngưu Ma, bảo vật trồng chất như núi, quả thực có thể làm hoa mắt của hắn. Thậm chí Lôi Đạo còn vô cùng đau đớn, mơ hồ có chút hối hận. Lúc trước hắn hẳn là ẩn núp thêm một đoạn thời gian, tại lúc Ngưu Ma Chúa Tể cùng tam đại đỉnh tiêm đại đế đại chiến, liền đem Long Trì khiêng về Bàn Thành. Đương nhiên, có thể an toàn trở về hay không, đây là một chuyện, nhưng vạn nhất thành công thì sao? Chỉ tiếc, không có nếu như, cũng không hối hận. Lôi Đạo bỏ lỡ Long Trì, chỉ mang về một ít Hóa Long Quả cùng với Thiên Long Thụ, thật sự là được không bù mất. Lôi Đạo đã đau lòng đến mức không thể thở nổi, bây giờ hắn nhớ tới lúc trước cùng Ngưu Ma Chúa Tể trở lại Bàn Thành. Hai người thậm chí còn nhìn nhau cười một tiếng, chắc hẳn lúc đó, trong lòng Ngưu Ma Chúa Tể vô cùng đắc ý nhỉ. Vốn dĩ Long Trì này hẳn là của Lôi Đạo, mà bây giờ, Thanh Liên Chúa Tể lại muốn Lôi Đạo lần nữa đi đối mặt Ngưu Ma Chúa Tể, hơn nữa còn là vì danh ngạch Long Trì, thật sự là để cho Lôi Đạo có loại cảm giác vô cùng đau lòng. Được, vì sư tỷ, cho dù khó khăn hơn nữa, ta cũng phải dốc hết toàn lực đi thử một lần. Lôi Đạo nhất cắn răng đáp ứng sư tỷ, mặc kệ hắn đau lòng như thế nào, nhưng chuyện này vẫn phải giúp. Cho dù đau lòng nhức óc hơn nữa, Lôi Đạo hiện tại cũng chỉ có thể cố nén đau lòng, đi tới động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể bái phỏng, tranh thủ giành lấy một danh ngạch tiến vào Long Trì cho sư tỷ. Khó a, Lôi Đạo tiễn sư tỷ Thanh Liên Chúa Tể đi. Ở trước mặt Lôi Đạo là bảo vật sư tỷ lưu lại. Đây coi như là toàn bộ tài sản của sư tỷ, xác thực phi thường kinh người. Dù Thanh Liên Chúa Tể lần này ở bộ lạc Thiên Long thu hoạch không tính quá lớn, nhưng cũng phi thường kinh người, vượt xa đại chúa tể bình thường. Dù sao, Thanh Liên Chúa Tể thế nhưng là đại chúa tể đỉnh tiêm, đứng ở đỉnh tu hành minh giới, nhưng Lôi Đạo hiểu rất rõ, cho dù sư tỷ có lưu lại những bảo vật này, muốn đạt được một danh ngạch chúa tể Ngưu Ma tiến vào Long Trì cũng vô cùng khó khăn. Nhất là dưới tình huống bình thường, càng khó càng thêm khó. Thôi, có lẽ lần này phải đổ máu một lần. Lôi Đạo lắc đầu, trong lòng đã có quyết định, hiện tại Lôi Đạo chỉ hy vọng Ngưu Ma Chúa Tể giơ đao lên cao cao có thể nhẹ một chút, đừng thật sự biến thành Ngưu Nhất Đao, như vậy Lôi Đạo sẽ phiền toái. Cho tới bây giờ đều chỉ có những người khác của Lôi Đạo là tấu, có khi nào những người khác có thể làm thịt Lôi Đạo. Nhưng lần này lại là Lôi Đạo vươn cổ ra, chủ động cho Ngưu Ma Chúa Tể một cơ hội, làm thịt, một đao. Rất nhanh, Lôi Đạo thu hồi những bảo vật này, trực tiếp rời khỏi động phủ, đi về phía động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể. Lôi Đạo muốn đích thân đi bái phỏng Ngưu Ma Chúa Tể. Nhưng mà, khi Lôi Đạo đi tới trước động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể, Lôi Đạo lại trợn tròn mắt. Chúa Tể, khắp nơi đều là Chúa Tể. Không chỉ có là Chúa Tể, thậm chí còn có Đại Chúa Tể, thế mà đều xếp hàng ở trước động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể. Đúng, Lôi Đạo không nhìn lầm, đó chính là xếp hàng. Đường đường Chúa Tể, Đại Chúa Tể, thế mà cũng giống như phàm tục, sẽ xếp hàng. Cơ hồ chính là ngục điểm ở trước động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể. Mục đích là gì, không cần nói cũng biết, nhất định là vì giành ngạch Long Trì. Sức hấp dẫn của Long Trì lớn như vậy sao? Sớm biết như vậy, bất kể như thế nào ta cũng phải mang về Long Trì. Lôi Đạo thật sự hối hận vì lúc trước đã không làm được. Hắn thật sự không biết sức hấp dẫn của Long Trì đối với Chúa Tể, Đại Chúa Tể lại lớn đến loại trình độ này. Nếu biết, Lôi Đạo còn muốn Thiên Không Thụ gì, còn cướp Hóa Long Quả gì. Trực tiếp không tiếc bất cứ giá nào, khiêng về Long Trì, vậy chẳng phải cái gì cũng có sao. Chỉ tiếc, đã muộn, cho dù hối hận, hiện tại Long Trì cũng là thuộc về Ngưu Ma Chúa Tể. Lôi Đạo than thở, chỉ có thể tiếp nhận sự thật thống khoái này. Rất nhanh, Lôi Đạo lướt qua đám người, đi tới trước động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể. Nơi này có mấy vị Đại Chúa Tể tựa hồ đều đang ngồi xổm Ngưu Ma Chúa Tể, hy vọng có thể thu hoạch được một danh ngạch tiến vào Long Trì. Những người này đều là Đại Chúa Tể, chỉ tiếc cũng không đủ bảo vật để cạnh tranh một danh ngạch, hiện tại lại dùng loại phương thức gần như vô lại này nằm vùng ở động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể. Điều này không khỏi khiến Lôi Đạo thổn thức cảm thán, đến cấp độ Đại Chúa Tể này, tiến không thể tiến, đó là nghĩ hết tất cả biện pháp đều muốn tăng lên một chút thực lực, chỉ cần có thể tiến bộ một chút, bọn họ đều nguyện ý trả bất cứ giá nào. Huống chi còn là tiến vào Long Trì, đây chính là có thể gây dựng lại nhục thân, cũng không chỉ là tiến bộ một chút, mà là đột nhiên tăng mạnh. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, sau đó là lớn với động phủ Ngưu Ma Chúa Tể, Lôi Mỗ đặc biệt tới bái phỏng, kính xin Ngưu Ma Chúa Tể gặp mặt. Thanh âm của Lôi Đạo trùng trùng điệp điệp, không chỉ truyền vào trong động phủ, còn truyền ra bốn phía. Lập tức, Chúa Tể, Đại Chúa Tể chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Không phải mỗi vị Chúa Tể đều nhận biết Lôi Đạo, cho dù Lôi Đạo đã cử hành một lần hội đấu giá, nhưng gặp Chúa Tể của Lôi Đạo, Đại Chúa Tể cũng vô cùng thưa thớt. Một số Chúa Tể đang nghi hoặc, người nào lại trực tiếp đến cửa động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể, bọn họ đã thử qua, căn bản thua thiệt không có khả năng để Ngưu Ma Chúa Tể mở ra động phủ. Nhưng bây giờ, giọng nói của Lôi Đạo truyền về bốn phía, các Chúa Tể xung quanh lập tức biết thân phận của Lôi Đạo. Thế là, nguyên một đám Chúa Tể đều lộ ra vô cùng kích động. Là Lôi Chúa Tể, đệ tử của Thủy Tổ không? Lôi Nhất Đao trong truyền thuyết, thế mà tới bái phỏng Ngưu Ma Chúa Tể. Đúng rồi, Lôi Nhất Đao và Ngưu Nhất Đao, đây chính là tương giao tâm đầu ý hợp, làm sao có thể không có giao thoa. Danh ngạch Long Trì của Ngưu Ma Chúa Tể rất khó đấu giá, nhưng một tháng sau Lôi Chúa Tể sẽ đấu giá Hóa Long Quả. Hóa Long Quả này tuy không có hiệu quả như Long Trì, nhưng đối với nhục thân Chúa Tể, Đại Chúa Tể cũng có hiệu quả tăng cường rất lớn, có nên đi hỏi trước một chút hay không? Đúng, tiên hạ thủ vi cường, dứt khoát không cần đấu giá, trực tiếp mua Hóa Long Quả trên người Lôi Chúa Tể. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Chúa Tể, Đại Chúa Tể biết được thân phận Lôi Đạo, ánh mắt nhìn Lôi Đạo đều vô cùng nóng bỏng. Trong lòng Lôi Đạo giật mình, đang định nói gì đó, bỗng nhiên, trong động phủ truyền ra một giọng nói sang sảng, ha, là Lôi Chúa Tể sao? Mau mời vào, ngay sau đó, cửa động phủ mở rộng, Lôi Đạo gần như bước ra đầu tiên, trực tiếp bay vào trong động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể. Rất nhanh, động phủ liền đóng cửa, những Chúa Tể kia nhìn động phủ đóng cửa, thần sắc cả đám đều phức tạp, bất quá, cũng không có ai dám xông loạn động phủ. Dù sao, nơi này cũng là Bàn Thành, hơn nữa, đây còn là động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể. Ba con Thiên Long mạnh nhất trong số 3 vị đại đế đỉnh phong của Bộ Lạc Thiên Long không thua kém bất kỳ một vị Chúa Tể nào trong Bàn Thành, cho dù là Ngưu Ma Chúa Tể. Ba con Thiên Long đại đế cũng có thể chống lại, nhưng ba con Thiên Long đại đế đỉnh tiêm kia đều chết trong tay Ngưu Ma Chúa Tể. Hiện tại Ngưu Ma Chúa Tể càng tiến vào Long Trì, thân thể gây dựng lại một lần. Ngưu Ma Chúa Tể hiện giờ mạnh đến mức nào, ai cũng không thể phỏng đoán. Rất nhiều Chúa Tể suy đoán, Lôi Nhất Đao và Ngưu Nhất Đao mưu đồ bí mật, có phải nên mài đao soàn soạt, cùng nhau chém khắp toàn bộ Bàn Thành hay không? Trong lúc nhất thời, trong động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể, dường như mơ hồ có một cỗ khí tức âm mưu, khiến đông đảo Chúa Tể ở đây đều rất bất an. Lúc này, trong động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể, Lôi Đạo và Ngưu Ma Chúa Tể đều ngồi trên mặt đất, xung quanh cũng không có những người khác, chỉ có Lôi Đạo và Ngưu Ma Chúa Tể. Lôi chúa tể, rốt cuộc người cũng tới rồi. Ô, Ngưu Ma chúa tể đã sớm biết ta muốn tới. Ha ha, cũng không phải sớm biết, mà là cảm thấy lôi chúa tể nếu như không đến, chẳng phải là có chút xin lỗi đoạn thời gian gần đây, danh hiệu của hai người chúng ta sao? Nhìn bộ dáng thoải mái cười to của Ngưu Ma chúa tể, nào có một chút không vui. Rõ ràng rất cao hứng. Lôi đạo biết, Ngưu Ma chúa tể nói chính là xưng hào, lôi nhất đao, cùng, Ngưu nhất đao. Đối với việc này, lôi đạo cười khổ nói. Lôi mỗ nào có tư cách đánh đồng với Ngưu Ma chủ tể tướng. Xưng hào, lôi nhất đao, này, thật sự là lời đồn, ta chỉ là đấu giá mấy quả hóa long mà thôi, làm sao so được với Ngưu Ma chúa tể, ngồi ở trong động phủ, các loại bảo vật liền liên tục không ngừng đưa lên, trồng chất như núi. Lôi đạo thật sự rất hâm mộ Ngưu Ma chúa tể, người ngồi trong nhà, bảo vật từ trên trời rơi xuống. Chuyện tốt như vậy, chỉ có một nhà này, không có người khác có thể có. Hơn nữa, Ngưu Ma chúa tể còn từ chối rất nhiều bảo vật. Có bảo vật đưa tới cửa cũng không cần, còn phải chọn lựa bảo vật. Điều này khiến lôi đạo rất hâm mộ. Ngưu Ma chúa tể, hiện tại 100 danh ngạch Long Trì còn chưa bán ra ngoài sao? Lôi đạo nghiêm mặt, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên không có, còn rất sớm. Một ít lão gia hỏa, luôn đem bảo bối quý giá nhất giấu đi. Không chịu lấy ra, bọn họ muốn tiến vào Long Trì. Nghĩ hay lắm, phải xuất ra những bảo bối quý giá nhất mới có thể đấu giá được một danh ngạch tiến vào Long Trì. Nếu không, cửa cũng không có. Ách, Ngưu Ma chúa tể đây là có lực lượng a. Ha ha ha, đương nhiên là có sức mạnh. Nói ra thì cũng may là có lôi chúa tể, nếu không phải lôi chúa tể hết lòng giúp đỡ ở bộ lạc Thiên Long, bổn tọa há có thể có được Long Trì này. Lôi đạo không nói, hắn cũng không biết Ngưu Ma chúa tể có phải cố ý hay không. Lôi đạo đã rất đau lòng bỏ lỡ Long Trì, hiện tại Ngưu Ma chúa tể nói, đó là rắc muối lên vết thương của lôi đạo. Thật đau, Ngưu Ma chúa tể, lần này ta tới là muốn xin Ngưu Ma chúa tể một danh ngạch Long Trì, có điều kiện gì, Ngưu Ma chúa tể cứ việc nói. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trực tiếp nói. Hắn biết, nói chuyện với Ngưu Ma chúa tể loại cường giả đỉnh cao, lão gian cự hoạt này, vậy thì phải trực tiếp bị lừa, không cần chơi cái gì cong cong vẹo vẹo, dù sao chính lôi đạo cũng rất đơn thuần, hắn cảm thấy hắn chơi không lại Ngưu Ma chúa tể. Vì vậy, vẫn dứt khoát nói ra thỉnh cầu của mình, nhìn xem Ngưu Ma chúa tể ra giá. Một suất Long Trì, Ngưu Ma chúa tể nhìn thoáng qua lôi đạo, vừa cười vừa nói. Là thay Thanh Liên chúa tể yêu cầu phải không? Trước đó Thanh Liên chúa tể tới tìm ta, nhưng ta không đồng ý. Dù sao một danh ngạch vô cùng quý giá, có nhiều chúa tể như vậy, đại chúa tể đều nhìn chăm chăm, ta cũng không tiện thiên vị. Nhưng, nếu có lôi chúa tể mở miệng, vậy thì dễ nói, chỉ một danh ngạch, ta sẽ cho người đưa cho Thanh Liên chúa tể. Ách, vậy là được rồi, Ngưu Ma chúa tể, ngươi đồng ý, lôi đạo dường như cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí còn chuẩn bị cò kè mặc cả với Ngưu Ma chúa tể, hơn nữa còn chuẩn bị xuất huyết nhiều. Kết quả, Ngưu Ma chúa tể trực tiếp đồng ý. Ngưu Ma chúa tể cười như không cười nói, lôi chúa tể, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận thức được lực ảnh hưởng của ngươi ở Bàn Thành bây giờ? Bàn Thành hiện tại, bất cứ một vị chúa tể, đại chúa tể nào, đều sẽ nể mặt ngươi, ngẫm lại ngươi chỉ ra ngoài 2 lần, đã đạt được bảo vật gì? Khấp huyết quả, khấp huyết bảo thụ, hóa long quả cùng với thiên long thụ. Có loại nào không phải là bảo vật cao cấp nhất, nhất là hiện tại trong tay ngươi còn có hóa long quả cùng thiên long thụ, nhất là thiên long thụ, vô số chúa tể đều thèm thuồng. Một câu của ngươi, so với một câu của đại chúa tể đứng đầu còn có tác dụng gấp 100 lần. Cho nên, đại chúa tể cũng tự mình mở miệng, bản tọa còn có lý do gì không đồng ý. Ta thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao? Lôi đạo rất hồ nghi, trước đó hắn ở Bàn Thành vẫn là không có tiếng tăm gì, nhiều nhất chỉ là một đại tôn hơi có danh tiếng một chút, vẫn là dựa vào tên tuổi đệ tử thủy tổ mà thôi. Hiện tại lại nhảy lên trở thành nhân vật phong vân của cả Bàn Thành, thậm chí ngay cả Ngưu Ma chúa tể. Một trong những chúa tể đứng đầu dưới thủy tổ cũng phải nể mặt, lấy ra một danh ngạch Long Trì chân quý. Ai dám tin, ngay cả chính lôi đạo cũng không tin tưởng lắm. Có, đương nhiên lôi chúa tể có mặt mũi lớn như vậy. Thật sự không có yêu cầu khác sao? Cái này, yêu cầu ngược lại vẫn là có một chút, kỳ thật cũng không tính là yêu cầu gì. Chỉ là lôi chúa tể, thiên long thụ trong tay ngươi. Nếu như có ý định xuất thủ, nhất định phải cho ta biết. Hơn nữa, có thể một ít đại chúa tể đỉnh tiêm cũng cần thiên long thụ. Đến lúc đó, còn xin lôi chúa tể có thể cho ta một ít mặt mũi. Nhìn xem những cái bảng giá mà những đại chúa tể đỉnh tiêm kia đưa ra có đủ hay không, như thế nào? Lôi đạo đã hiểu, thì ra đây là một loại trao đổi của Ngưu Ma chúa tể. Ảnh hưởng của thiên long thụ cũng rất lớn. Về sau lôi đạo muốn bán ra thiên long thụ, tất nhiên sẽ dẫn tới oanh động. Như vậy, Ngưu Ma chúa tể chỉ cần biết trước một bước một chút tin tức, vậy thì so với bất kỳ chúa tể nào khác đều có ưu thế. Đương nhiên, Ngưu Ma chúa tể có lẽ không cần thiên long thụ, nhưng không có nghĩa là đại chúa tể đỉnh tiêm khác cũng không cần. Nghe Ngưu Ma chúa tể cũng có yêu cầu, lôi đạo ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Được, không thành vấn đề, Lôi đạo không sợ Ngưu Ma Chúa Tể đưa ra yêu cầu, chỉ sợ Ngưu Ma Chúa Tể không có yêu cầu. Danh ngạch Long Trì tới tay, Lôi đạo cũng chuẩn bị cáo từ. Nhưng trước khi đi, dường như Lôi đạo nhớ ra điều gì đó. Vì vậy, Lôi đạo trực tiếp hỏi, Ngưu Ma Chúa Tể, người có biết một số phương thức liên lạc Chúa Tể của Lam Thành không? Có, đương nhiên là có. Tốt, vậy còn xin Ngưu Ma Chúa Tể truyền tin tức cho Chúa Tể Đế Đô. 1 tháng sau, Hóa Long Quả bán đấu giá. Chúa Tể có hứng thú có thể đến động phủ của ta tham dự bán đấu giá. Nếu như cảm thấy hứng thú đối với Thiên Long Thụ, Lôi mỗ cũng không ngại nói chuyện một chút. Yêu cầu chỉ có một, bảo vật loại kéo dài tuổi thọ, ít nhất không kém hơn 108 viên Trường Sinh Châu. Ồ, Lôi Chúa Tể quả nhiên muốn bán ra Thiên Long Thụ. Lôi Chúa Tể yên tâm, tin tức ta nhất định đưa tới. Thế là, Lôi đạo liền cáo từ Ngưu Ma Chúa Tể, đứng dậy rời khỏi động phủ của Ngưu Ma Chúa Tể. Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh 1 tháng đã trôi qua. Hôm nay là thời gian Lôi đạo đấu giá Hóa Long Quả, rất nhiều chúa tể sáng sớm đã đi tới trong động phủ Lôi đạo, lẳng lặng chờ đợi. Thật ra trong 1 tháng này, rất nhiều chúa tể đều chủ động đưa ra, dùng lượng lớn bảo vật loại kéo dài tuổi thọ. Trực tiếp mua Hóa Long Quả trong tay Lôi đạo, nhưng đều bị Lôi đạo cự tuyệt. Lôi đạo nhất định phải đấu giá, dù sao, hắn đã thả ra tin tức muốn đấu giá, đến lúc đó nếu không có Hóa Long Quả đấu giá thì làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là thất tín với người khác. Hiện tại Lôi đạo ở Bàn Thành vẫn là người có uy tín danh dự, có thân phận có địa vị, không thể tùy ý thất tín với người khác. Đương nhiên, quan trọng hơn là Lôi đạo còn chưa gặp được chúa tể có thể khiến hắn vô cùng động tâm, có thể trực tiếp đả ngất hắn. Bảo vật kéo dài tuổi thọ bình thường, Lôi đạo đều có chút chướng mắt. Mà bán đấu giá có thể tối đa hóa lợi ích, cạnh tranh lẫn nhau mới có thể khiến Hóa Long Quả của Lôi đạo bán ra một cái giá tốt. Hơn nữa, Lôi đạo còn biết, thời gian gần đây, trong Bàn Thành có thêm một số chúa tể của Ương Thành. Những chúa tể này đều là vì Hóa Long Quả mà đến, thậm chí là vì Thiên Long Thụ mà đến. Nhưng kỳ quái là, cho đến nay, không có bất kỳ một vị chúa tể kỳ thành nào tìm đến Lôi đạo. Chẳng lẽ là có tự mình hiểu lấy, biết mua không nổi Thiên Long Thụ? Lôi đạo có chút hoài nghi, so với Hóa Long Quả, thật ra Lôi đạo quan tâm Thiên Long Thụ hơn, hắn càng để ý có thể bán được Thiên Long Thụ hay không. Đương nhiên là bán với giá tốt, chúa tể Bàn Thành, Lôi đạo là không trông cậy vào. Trải qua lần trước Khấp Huyết Bảo Thụ, vơ vét, hiện tại lại có Ngưu Ma Chúa Tể Long Trì, trên cơ bản không có chúa tể có thể mua được Thiên Long Thụ. Nhưng chúa tể của Lam Thành, Lôi đạo còn chưa từng cướp đoạt, tựa như có hy vọng mua được Thiên Long Thụ. Nhưng chậm chạp không có người hỏi thăm, Lôi đạo cũng có một chút nghi ngờ. Không lẽ là uy danh của Lôi nhất đao hắn dọa lui rất nhiều chúa tể Đế Thành? Ngay tại lúc Lôi đạo do dự nghi ngờ, Ngưu Ma Chúa Tể đã đến, mà Ngưu Ma Chúa Tể còn mang đến 3 vị đại chúa tể. Thoạt nhìn có chút quen biết Ngưu Ma Chúa Tể, nhưng lại không phải chúa tể Bàn Thành. Ha ha ha, Lôi Chúa Tể, bản tọa đến cổ vũ cho ngươi. Ngưu Ma Chúa Tể cười to sang sảng. Bá, lập tức, Ngưu Ma Chúa Tể liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả chúa tể. Thậm chí, một ít chúa tể đều có chút dục dịch, muốn đi bắt chuyện cùng Ngưu Ma Chúa Tể, nhìn xem có thể đạt được một cái danh ngạch Long Trì hay không. Hiện tại Ngưu Ma Chúa Tể Long Trì 100 danh ngạch đều còn xa xa không có gom đủ, đủ thấy Ngưu Ma Chúa Tể yêu cầu cao. Liền ngay cả Lôi đạo đều có chút bội phục Ngưu Ma Chúa Tể. Hành động của Ngưu Ma Chúa Tể này rõ ràng chính là đang làm một lần mua bán. Lần này chính là dựa vào danh ngạch Long Trì, vơ vét sạch sẽ toàn bộ các đại chúa tể đỉnh tiêm của Bàn Thành mới bằng lòng bỏ qua. Điểm này thật sự là quá tàn nhẫn, Lôi đạo mặc cảm. Ít nhất, Lôi đạo còn chưa có ý ép khô một chút tích xúc cuối cùng của chúa tể Bàn Thành. Ngưu Ma Chúa Tể, 3 vị chúa tể này là? Lôi đạo nghi ngờ hỏi, 3 vị này là đại chủ tể đỉnh tiêm của Lam Thành, chuyên môn vì Hóa Long Quả và Thiên Long Thụ của Lôi Chúa Tể mà đến. Chủ tể Cương Thành, hoan nghênh, Lôi mỗ tự nhiên hoan nghênh 3 vị chủ tể. Hai mắt Lôi đạo tỏa sáng, xem ra Ngưu Ma Chúa Tể vẫn rất đáng tin cậy, lại thật sự mang đến chúa tể của Ương Thành. Nhưng mà, hiện tại đấu giá sắp bắt đầu, Lôi đạo cũng không nên nhiều lời với Ngưu Ma Chúa Tể. Vì vậy, Lôi đạo trực tiếp vung tay lên nói, cảm tạ các vị chúa tể cổ động, có thể tham gia đấu giá Hóa Long Quả của Lôi mỗ lần này. Hóa Long Quả sẽ được đấu giá từng quả một, mỗi người đều có cơ hội, đấu giá xong là dừng. Mọi người nhất định phải dụng tâm, bằng không, khi nào Hóa Long Quả không còn, Lôi mỗ cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, hiện tại Hóa Long Quả thứ nhất bắt đầu đấu giá, chỉ tiếp nhận bảo vật loại kéo dài tuổi thọ đến đấu giá. Nói xong, Lôi đạo lấy ra một quả Hóa Long Quả, đặt ở trên đài cao của động phủ. Đặt một cái khay tinh xảo, trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả chúa tể đều tập trung vào Hóa Long Quả. Đó là Hóa Long Quả. Đối với chủ tể thậm chí đại chủ tể nhục thân đều có hiệu quả tăng lên, có thể nói là một trong những bảo vật hiếm có của toàn bộ đại lục hoang cổ. Đương nhiên, một quả Hóa Long hiệu quả hơi thấp, nhưng nếu như có thể mua sắm rất nhiều quả Hóa Long Quả, vậy hiệu quả sẽ hết sức kinh người. Hơn nữa, Lôi Đạo còn dùng một kỹ xảo nhỏ để đấu giá. Hắn cố ý không nói ra số lượng Hóa Long quả cụ thể, mọi người chỉ biết là có mấy chục quả, cụ thể có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Bởi vậy, không có chúa tể nào dám kéo dài tới cuối cùng mới đấu giá, vạn nhất đều đấu giá xong, bọn họ chẳng phải là không có cơ hội. Cho nên, từ viên Hóa Long quả thứ nhất bắt đầu, tất cả chúa tể đều đang toàn lực ứng phó. Có thể bắt liền bắt, tuyệt không tiếc rẻ. Một gốc băng tuyết thần liên, một mũi tham tinh cấp độ thần ma, lợi hại, tham tinh cũng có thể bắt được. Lão phu một bình long quy huyết. Ngay từ đầu, sự cạnh tranh của Hóa Long quả đã tiến vào giai đoạn gay cấn, đây chính là cảnh tượng mà Lôi Đạo muốn nhìn thấy. Đương nhiên, cũng có một số chúa tể không nóng nảy, cũng không có cạnh tranh. Bọn họ cảm thấy 10 quả Hóa Long trước bán đấu giá, cạnh tranh đều sẽ rất kịch liệt, bởi vậy đều không có ra tay. Theo thời gian trôi qua, Hóa Long quả một viên lại một viên, thuận lợi bị đánh cắp. Một viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên. Mãi cho đến khi Hóa Long quả thứ 10 bị lấy đi, Lôi Đạo kỳ thật rất hài lòng. Đây là lợi ích tối đa hóa, loại phương thức cạnh tranh này, nhất là càng đến về sau. Lại càng không có khả năng có chúa tể nương tay, ai biết Hóa Long quả của Lôi Đạo lúc nào đã bán hết rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lôi Đạo không lập tức lấy ra toàn bộ Hóa Long quả để đấu giá. Nhưng Lôi Đạo vẫn luôn chú ý đến 3 vị chúa tể Côn Bằng Thành bên cạnh Ngưu Ma chúa tể. Từ đầu đến cuối, 10 viên Hóa Long quả đầu tiên, 3 vị chúa tể Côn Bằng Thành này đều không có xuất thủ. Chẳng lẽ bọn họ đến không phải là vì cạnh tranh Hóa Long quả? Lúc này, Ngưu Ma chúa tể thật ra đang trao đổi với 3 vị chúa tể. Ngưu Ma chúa tể, vị Lôi chúa tể này quả nhiên có thủ đoạn a, không hổ là bị Bàn Thành chúa tể các ngươi gọi là Lôi nhất đao, phương thức đấu giá này đích xác rất kỳ lạ. Từng viên đấu giá, so với cùng một chỗ đấu giá thu hoạch lớn hơn nhiều, Lôi nhất đao quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là tự nhiên, Lôi chúa tể là đệ tử của Thủy Tổ không, há lại là người thường. Hơn nữa, Lôi chúa tể không chỉ rét làm thịt một đao, càng mấu chốt chính là Lôi chúa tể rất biết đoạt bảo, tựa hồ thân có khí vận rất lớn. Khí vận, Ngưu Ma chúa tể nói vậy là thật. Chúng ta ở Minh Giới, thật ra không tin khí vận gì, nhưng ở Hoang Cổ Đại Lục, thần ma nơi này rất chú ý khí vận, mà khí vận của Hoang Cổ Đại Lục cũng thật sự tồn tại. Trước kia một số tu hành giả Minh Giới chúng ta cũng đánh bậy đánh bạ, có một ít khí vận, chỉ là trước kia chúng ta không có nhận biết tốt lắm mà thôi. Nếu Lôi chúa tể thật sự có khí vận không tầm thường, có lẽ sự kiện đó có thể cho Lôi chúa tể tham dự. Không vội, chờ thêm một chút, nhìn xem rồi nói sau. Chuyện khí vận, hư vô mờ mịt, tuy rằng tồn tại chân thật ở trong đại lục hoang cổ. Nhưng ngay cả thánh nhân đại lục hoang cổ cũng không thể nhìn thấu khí vận của một người, chúng ta cũng không thể võ đoán như vậy. Chuyện quan trọng, còn cần quan sát thêm. Không sai, thật sự là nên quan sát nhiều một phen, dù sao chuyện này cũng quan trọng. Nếu không, chúng ta mời Lôi chúa tể đi Lam Thành một chuyến. Dù sao Lôi chúa tể không phải cũng muốn đấu giá Thiên Long Thụ sao? Đi Lam Thành đấu giá. Tin tưởng nhất định có thể làm cho Lôi chúa tể thỏa mãn. 3 vị hảo hữu của Ngưu Ma chúa tể Lam Thành đang nhẹ giọng trao đổi với nhau. Bọn họ đều truyền âm, những người khác cũng không biết bọn họ đang trao đổi cái gì. Viên thứ 11, viên thứ 15, viên thứ 20, viên thứ 25. Theo thời gian trôi qua, Hóa Long quả của Lôi Đạo bán đấu giá cũng càng ngày càng nhiều. Mà cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, tất cả chúa tể đều hiểu rõ, đều đã đấu giá ra nhiều Hóa Long quả như vậy. Như vậy Hóa Long quả của Lôi Đạo lúc nào cũng có thể bị đấu giá xong. Hiện tại không nắm bắt cơ hội, về sau rất có thể sẽ không có cơ hội. Rốt cục, sau khi Lôi Đạo bán ra Hóa Long quả thứ 38, tuyên bố Hóa Long quả đã bán đấu giá xong. Một số chúa tể vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Hóa Long quả đúng là đã đấu giá xong, lần đấu giá này cũng có người vui mừng có người lo lắng. Từng quả Hóa Long quả được đấu giá, dù cạnh tranh kịch liệt đến đâu, cuối cùng cũng có người do dự, thậm chí có thể coi là mưu sót, lấy giá cả tương đối thấp mua được. Tuy nhiên, đối với Lôi Đạo mà nói, lần bán đấu giá này lại vô cùng thành công. Tổng thể, thu hoạch so với trong dự đoán của Lôi Đạo ít nhất phải nhiều hơn gấp 3 lần trở lên. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra, bảo vật về sau cũng phải một loại bán đấu giá, hơn nữa không nói cho số lượng. Lôi Đạo như có điều suy nghĩ. Sau khi đấu giá kết thúc, rất nhiều chúa tể đều nhao nhao rời đi, nhưng Ngưu Ma chúa tể lại không có chút ý tứ rời đi nào, vì vậy, Lôi Đạo cũng trực tiếp nghênh đón. Lôi chúa tể, chúc mừng. Lần đấu giá này thu hoạch thành công, chắc hẳn được lợi không nhỏ a. Ha ha, so với Ngưu Ma chúa tể còn kém xa. Đúng rồi, Ngưu Ma chúa tể có việc gì sao? Lôi Đạo lại nhìn thoáng qua 3 vị chúa tể Côn Bằng Thành bên cạnh Ngưu Ma chúa tể, 4 vị chúa tể này nếu đã lưu lại, vậy thì nhất định có lời gì muốn nói. Lôi chúa tể, chúng ta đường xa mà đến, kỳ thật cũng không phải là vì Hóa Long quả, thậm chí cũng không phải là vì Thiên Long Thụ, mà là vì Lôi chúa tể mà đến. Vì ta mà đến, đôi mắt Lôi Đạo khẽ híp lại. Ba vị chúa tể lạt thành này chướng mắt Hóa Long Quả cùng Thiên Long Thụ, kỳ thật Lôi Đạo đã sớm đoán trước. Có danh ngạch Long Trì, có thể gây dựng lại nhục thân một lần, nơi nào còn cần Hóa Long Quả. Về phần Thiên Long Thụ, cho dù có thể liên tục không ngừng kết ra Hóa Long Quả, nhưng đối với những đại chúa tể đứng đầu này mà nói, không thể tăng cường thực lực bản thân. Vậy thì không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng những chúa tể này đặc biệt vì Lôi Đạo mà đến, điều này khiến Lôi Đạo có chút tò mò. Hắn là một chúa tể bình thường, sao có thể hấp dẫn mấy vị chúa tể đỉnh phong từ đường xa của Lam Thành mà đến? Không sai, chính là vì Lôi chúa tể mà đến, có thể ngay cả Lôi chúa tể cũng không có ý thức được, Lôi chúa tể ở Hoang Cổ Đại Lục có thể có đại khí vận. Nói cách khác, Lôi chúa tể rất có thể chính là khí vận chi tử trong truyền thuyết của Hoang Cổ Đại Lục. Ánh mắt bốn vị chúa tể sáng ngời nhìn chằm chằm Lôi Đạo, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia nóng bỏng, để Lôi Đạo cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Khí vận chi tử, Lôi Đạo đô ngây ngẩn cả người. Đây không phải là đãi ngộ của nhân vật chính trong một số truyện ký của các quầy hàng rong khi hắn còn ở chân thần giới sao? Làm gì có cái gọi là khí vận chi tử, huống chi Lôi Đạo còn là người tu hành minh giới. Bốn vị chúa tể, các ngươi có phải nhầm lẫn rồi hay không? Lôi mỗ là người tu hành hàng thật giá thật của minh giới, sao có thể là khí vận chi tử của Hoang Cổ Đại Lục? Minh giới chúng ta cùng Hoang Cổ Đại Lục là đối địch, nào có đạo lý kẻ địch trở thành khí vận chi tử. Lôi Đạo lắc đầu, cảm thấy lời này thật sự là vô căn cứ. Đơn giản chính là bởi vì hắn hai lần rời khỏi Bàn Thành, kết quả hai lần thu hoạch tương đối khá, lúc này mới khiến người ta sinh ra liên tưởng. Nhưng mấu chốt là mỗi một lần, Lôi Đạo đều bỏ ra cố gắng vất vả của mình, thậm chí còn phi thường mạo hiểm, coi như là trải qua gian khổ, lúc này mới cuối cùng thu được những bảo vật này. Đây đều là Lôi Đạo cố gắng đoạt được, cùng cái gọi là khí vận có quan hệ gì? Căn bản không có quan hệ, nếu như nói Lôi Đạo vận khí tốt, Lôi Đạo cảm thấy hắn có thể thu được hai lần bảo vật này, vận khí nhiều nhất chỉ chiếm 1 thành. Mà chính hắn cố gắng hẳn là chiếm 9 thành. Lôi Đạo đều dựa vào chính hắn, nếu không, bảo vật sẽ từ trên trời giáng xuống. Căn bản không có khả năng. Ngưu Ma chúa tể ý vị thâm trường nhìn Lôi Đạo, trầm giọng nói, Lôi chúa tể, ai nói rõ giới và Hoang Cổ Đại Lục là đối địch? Ân, chẳng lẽ, trong lòng Lôi Đạo khẽ động, hắn nghĩ tới lời sư tôn Thủy Tổ không đã từng nói. Minh giới và Đại Lục Hoang Cổ, trên thực tế chỉ là một thể hai mặt mà thôi. Chân chính đối địch chỉ có người tu hành minh giới cùng người tu hành của Hoang Cổ Đại Lục, ám giới chỉ là một cái khoảng cách. Hai thế giới sao có thể đối địch? Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, minh giới cùng Hoang Cổ Đại Lục thật ra đều thuộc về cùng một thế giới trên nghĩa rộng, người tu hành minh giới lại có khí vận trong Hoang Cổ Đại Lục, không phải rất bình thường sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Lôi Đạo, hiển nhiên đã có suy đoán. Ngưu Ma chúa tể thở dài một tiếng nói, xem ra Lôi chúa tể đã nghĩ đến, quả thực minh giới và Đại Lục Hoang Cổ chỉ là một thể hai mặt. Thậm chí có Thủy Tổ từng hoài nghi, minh giới và Đại Lục Hoang Cổ vốn từng là một thế giới. Chỉ là không biết xuất hiện biến cố gì, kết quả lại bị ám giới tách ra. Có lẽ trong đó có một số bí ẩn không cho chúng ta biết. Nhưng có một điều, chúng ta có thể xác định, minh giới và Đại Lục Hoang Cổ tuyệt đối không phải là đối địch. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu chúng ta là người ngoài, có từng bị áp chế không? Áp chế, trong lòng Lôi Đạo khẽ động, hắn nghĩ tới rất nhiều tiểu thế giới ở trong minh giới. Trên thực tế, một số chân thần từ bên ngoài tiến vào trong tiểu thế giới khác, có thể cảm nhận được rất rõ ràng ý chí thế giới áp chế chân thần từ bên ngoài đến. Lôi Đạo cũng đã từng trải nghiệm qua loại áp chế này. Thậm chí, Lôi Đạo còn đã từng là giới chủ, tự nhiên rất rõ ràng loại áp chế của tiểu thế giới đối với chân thần từ bên ngoài đến kia, đây mới thực sự là bài xích, là chân chính đối địch. Nhưng Lôi Đạo từ khi đi vào Đại Lục Hoang Cổ, ngoại trừ cảm thấy không gian của Đại Lục Hoang Cổ rất vững chắc ra, lại không có loại cảm giác áp chế đó. Cái này thậm chí cũng không khiến cho Lôi Đạo chú ý. Cho tới bây giờ Ngưu Ma chúa tể nhắc tới chuyện này mới khiến Lôi Đạo giật mình. Chuyện này nghĩ kỹ thì cực kỳ sợ hãi. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn giấu ở trong ám giới. Sao tu hành giả minh giới đến Đại Lục Hoang Cổ lại không có một chút áp chế nào? Kỳ thật, điều này đã có thể nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ ta thật sự có đại khí vận của Hoang Cổ Đại Lục? Lôi Đạo hiện tại cũng mơ hồ có chút hoài nghi. Chỉ là, rất nhanh hắn lại kiên định lại. Không thể nào, Lôi Đạo dựa vào chính mình cố gắng, vận khí không tồn tại, nhiều nhất vận khí chỉ chiếm 1 thành mà thôi. Muốn hoàn toàn dựa vào vận khí liền tìm được bảo vật, vậy căn bản là không có khả năng. Bằng không, Lôi Đạo cũng muốn đi thử xem, nhìn xem ở bốn phía Hoang Cổ Đại Lục loạn chuyển, có thể đạt được bảo vật hay không. Lôi chúa tể, có lẽ ngươi có đại khí vận, có lẽ không có, những thứ này đều chỉ là suy đoán của chúng ta, không có định số. Bất quá, nếu như có thể, Lôi chúa tể đến Lam Thành một chuyến. Chúng ta cũng sẽ thay Lôi chúa tể tạo thế, để cho Lôi chúa tể có thể thuận lợi bán ra Thiên Long Thụ, đổi lấy lượng lớn tài nguyên tu hành. Bất quá, sau khi chuyện thành, chúng ta muốn mời Lôi Chúa Tể giúp một tay. Hỗ trợ, chư vị đều là đại chúa tể đỉnh phong, đâu còn cần một chúa tể bình thường như ta hỗ trợ. Lôi Đạo lập tức trở nên cảnh giác, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, những người này đều là đại chúa tể đứng đầu. Bọn họ đều cảm thấy chuyện khó làm, còn cần mời Lôi Đạo hỗ trợ. Đây có thể là một cái hố chơi, sư tỷ Thanh Liên Chúa Tể đã sớm nhắc nhở Lôi Đạo, ở đại lục hoang cổ, đừng tin tưởng bất luận kẻ nào, đối với bất luận kẻ nào cũng phải giữ cảnh giác. Ngưu Ma Chúa Tể nhìn vẻ mặt phòng bị của Lôi Đạo, chỉ đành cười khổ nói, Lôi Chúa Tể, chuyện này rất quan trọng, xin thứ cho chúng ta không thể nói cho người biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng mà, ta có thể cam đoan, tuyệt đối không phải chuyện gì nguy hiểm, chỉ là cần một người tu hành có đại khí vận mà thôi. Chúng ta tìm nhiều năm như vậy, cũng không tìm được người thích hợp, chỉ có Lôi Chúa Tể, để cho chúng ta thấy được hy vọng. Lôi Đạo vẫn cẩn thận nhìn Ngưu Ma Chúa Tể, sau đó vẫn lắc đầu. Không phải hắn không tin Ngưu Ma Chúa Tể, mà là chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, cho dù Ngưu Ma Chúa Tể thì như thế nào? Nếu quả thật ở trước mặt đại lợi ích, ai có thể bảo trì bản tâm? Ví dụ như, nếu có cơ duyên có thể thành tựu thủy tổ, ai còn có thể bảo trì bản tâm? Đến lúc đó Lôi Đạo chết thì cũng chết, bị lừa thì cũng bị lừa, có thể thế nào? Dù sao Lôi Đạo cũng sẽ không dễ dàng để cho mình mạo hiểm. Thấy Lôi Đạo vẫn không muốn, Ngưu Ma Chúa Tể và 4 vị chúa tể liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, 4 vị chúa tể dường như đã đưa ra một quyết định, Ngưu Ma Chúa Tể cắn răng một cái, trầm giọng nói, Lôi Chúa Tể, ngươi không muốn biết 108 viên Trường Sinh Châu kia của bản tọa là từ đâu lấy được sao? Hả, 108 viên Trường Sinh Châu? Thật ra Lôi Đạo cũng có chút kỳ quái, thậm chí không chỉ là Lôi Đạo kỳ quái, chúa tể khác cũng rất kỳ quái. Lúc trước khi Lôi Đạo đấu giá Khấp Huyết Bảo Thụ, Ngưu Ma Chúa Tể trực tiếp lấy ra 108 viên Trường Sinh Châu, quả thật khiến rất nhiều chúa tể đều chấn động. Dù sao, trong đại lục hoang cổ đã sớm có tin tức, 108 viên Trường Sinh Châu là bảo vật của Thánh Nhân Hy. Nhưng bảo vật của Thánh Nhân Hy của hoang cổ đại lục làm sao lại rơi vào trong tay Ngưu Ma Chúa Tể? Cho dù Ngưu Ma Chúa Tể mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cướp đi bảo vật từ trong tay Thánh Nhân của hoang cổ đại lục? Đó căn bản là không có khả năng. Thật ra, 108 viên Trường Sinh Châu là bản tọa cùng với mấy vị đại chủ tể tìm được từ trong một tòa động phủ hư không. Động phủ hư không kia rất có thể là động phủ của Thánh Nhân Hy. Cái gì? Động phủ hư không? Hơn nữa còn là động phủ của Thánh Nhân Hy. Thánh Nhân Hy sẽ mặc cho các ngươi lấy đi bảo vật của hắn. Lôi Đạo hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Lôi Chúa Tể, chẳng lẽ ngươi không biết Thánh Nhân Hy đã gần một kỷ nguyên không lộ diện sao? Một cái kỷ nguyên? Lôi Đạo rất mơ hồ. Hắn thật sự không biết kỷ nguyên là gì. Ngưu Ma Chúa Tể rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích kỷ nguyên, kỳ thật vô luận minh giới hay là hoang cổ đại lục đều có khái niệm tương tự như vậy. Kỷ nguyên là cách nói của hoang cổ đại lục, đại khái 12 vạn ức năm là một kỷ nguyên. Mà minh giới cũng không sai biệt lắm, đại khái cũng là 12 vạn ức năm là một cái hủy diệt chi chiều. Phàm là đến 12 vạn ức năm, vô luận minh giới hay là hoang cổ đại lục đều sẽ sinh ra lực lượng hủy diệt khủng bố, đem toàn bộ thế giới đều quét sạch không còn, tất cả sinh mệnh, hết thảy đều quy về hỗn độn. Toàn bộ thế giới triệt để hủy diệt. Đại lục hoang cổ gọi là đại kiếp kỷ nguyên, minh giới chúng ta gọi là thủy triều hủy diệt. Phàm là đại kiếp kỷ nguyên tiến đến, trừ thánh nhân và thủy tổ, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng thánh nhân và thủy tổ cũng không phải là bất tử, nghe đồn, thánh nhân hoặc là thủy tổ, nhiều nhất có thể kiên trì 9 lần kỷ nguyên. Hơn nữa, nếu vận khí không tốt, thậm chí một lần kỷ nguyên liền hóa thành tro bụi. Mà Thánh Nhân Hy thì thuộc về thánh nhân kỷ nguyên trước. Có lẽ Thánh Nhân Hy đã rời khỏi đại lục hoang cổ, đi ám giới, hoặc là minh giới chúng ta, hoặc là địa phương khác đều không nhất định, đi nghĩ phương pháp tránh kiếp. Cho nên, chúng ta tìm được động phủ của Thánh Nhân Hy, lấy được một ít bảo vật bên trong. Trong lòng Lôi Đạo cảm thấy rất chấn động, kỷ nguyên đại kiếp nạn, đây là chuyện trước giờ Lôi Đạo chưa từng nghe nói, thậm chí ngay cả sư tôn cũng không nói với Lôi Đạo. Có lẽ là bởi vì Lôi Đạo khi đó ngay cả chúa tể cũng không phải, cân nhắc kỷ nguyên đại kiếp nạn có chút quá xa xôi. Hiện tại, Lôi Đạo đã biết đại kiếp nạn kỷ nguyên, rất nhiều nghi hoặc trong lòng hắn tựa hồ cũng đã được giải quyết dễ dàng. Ví dụ như, vì sao tu hành giả của minh giới và hoang cổ đại lục đều đang nhằm vào nhau, tranh đấu với nhau. Thậm chí, đông đảo đại chủ tể đứng đầu minh giới, mỗi một người đều phải đi tới hoang cổ đại lục liều mạng. Không phải tất cả đại chủ tể đứng đầu đều không chịu nổi tịch mịch. Nguyên nhân chân chính là đại kiếp nạn kỷ nguyên. Một khi đại kiếp nạn kỷ nguyên tiến đến, không thành thủy tổ hoặc thánh nhân thì sẽ hóa thành tro bụi. Không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Cho nên, những đại chúa tể đứng đầu kia mới có thể đến đại lục hoang cổ liều mạng, cố gắng tìm kiếm một tia cơ duyên thành tựu thủy tổ. Về phần tranh đấu giữa thủy tổ hoặc là thánh nhân, lại là vì cái gì? Chỉ sợ là vì tránh kiếp. Thủy tổ hoặc là thánh nhân cũng không thể nói 100% liền bình yên vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn. Trong này khẳng định có một ít bí ẩn, chỉ có thủy tổ hoặc là thánh nhân mới biết được, dù là Ngưu Ma Chúa Tể đỉnh tiêm đại chủ tể bực này cũng không rõ ràng lắm. Trong đầu Lôi Đạo xoay chuyển rất nhiều ý niệm, rốt cuộc, Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm trạng kích động, sau đó chậm rãi mở miệng nói, các ngươi tìm được động phủ của Thánh Nhân Hy, đây là chuyện cực tốt. Các ngươi không mang bảo vật của Thánh Nhân Hy dọn sạch, tìm Lôi mỗ có chuyện gì? Nếu chúng ta có thể dọn sạch động phủ của Thánh Nhân Hy, sẽ không có bộ dạng như bây giờ. Bổn tọa cũng sẽ không đi tìm bộ lạc Thiên Long liều mạng. Một mật thất cất giấu bảo vật quan trọng nhất của Thánh Nhân Hy chúng ta không vào được, căn cứ theo suy đoán của chúng ta, chỉ có loại tu hành giả khí vận kinh người mới có thể tiến vào mật thất cất giấu bảo vật. Cho nên, chúng ta mới có thể đến mời Lôi Chúa Tể đi thử một lần. Một khi thành công, bảo vật trong động phủ Thánh Nhân chỉ sợ có bảo vật tốt hơn 108 viên Trường Sinh Châu, Lôi Chúa Tể có thể chia đều bảo vật bên trong chúng ta. Lôi Chúa Tể, chúng ta hư muốn ngươi. Ngưu Ma Chúa Tể đã thể hiện thành ý của hắn, dù sao, bí ẩn bực này, không phải ai cũng có tư cách nghe. Hiện tại, liền xem quyết định của Lôi Đạo. Được, ta có thể đi thử một chút, nhưng mà, nếu như trong động phủ có bảo vật loại kéo dài tuổi thọ, mặc kệ bao nhiêu, ta đều muốn toàn bộ. Thật lâu sau, Lôi Đạo cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đương nhiên không có vấn đề, Ngưu Ma Chúa Tể và 4 vị chúa tể đều nhìn nhau cười một tiếng. Bảo vật loại kéo dài tuổi thọ, ở Hoang Cổ Đại Lục căn bản không tính là chân quý cỡ nào, thậm chí, coi như tương đối phổ biến. 108 viên Trường Sinh Châu kia, cũng là bởi vì có tác dụng khác. Cho nên mới được Thánh Nhân Hy để vào trong bảo khố. Bởi vậy, cho dù đáp ứng Lôi Đạo, cũng không tổn thất được cái gì. Huống chi, nếu như thiếu vị khí vận chi tử Lôi Đạo này, vậy bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mở ra mật thất tàng bảo của Thánh Nhân Hy. Không biết Lôi Chúa Tể cần bao lâu thời gian đi tới động phủ hư không? Lôi Đạo nghĩ ngợi một chút, lần đấu giá Hóa Long quả này thu hoạch không ít. Cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, tăng lên một chút thực lực. 10 ngày sau xuất phát, Lôi Đạo nói ra một con số bảo thủ, bảo đảm có thể không sơ hở chút nào. Vốn Lôi Đạo còn muốn bán Thiên Long Thụ trước, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nóng này. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ Thiên Long Thụ rất khó bán ra giá cả cao. Ngược lại có thể thừa dịp khoảng thời gian này, tiếp tục để cho Thiên Long Thụ lên men, để cho các chúa tể kỳ thành ở kỳ thành truyền bá tin tức liên quan tới Thiên Long Thụ. Thời gian lâu một chút, bảo vật mà các chúa tể chuẩn bị tự nhiên cũng nhiều hơn một chút. Huống chi, Lôi Đạo còn có một ý tưởng mới. Nếu có thể mở ra động phủ hư không, tiến vào bảo khố của Thánh Nhân Hy, vậy có thể đạt được bao nhiêu bảo vật? Thật đến lúc đó, Lôi Đạo cùng nhau đấu giá Thiên Long Thụ, sẽ tạo thành oanh động lớn bao nhiêu? Thậm chí, đến lúc đó hấp dẫn cũng không chỉ Bàn Thành, Lam Thành chúa tể. Dù sao, cứ điểm Minh Giới tại Hoang Cổ Đại Lục cũng không phải chỉ có Bàn Thành cùng Lam Thành, còn có rất nhiều cứ điểm. Được, vậy 10 ngày sau xuất phát, Ngưu Ma Chúa Tể cười nói. Thế là, mấy vị chúa tể liền cáo từ, rời khỏi động phủ của Lôi Đạo. Nhìn bóng lưng mấy vị chúa tể biến mất, Lôi Đạo trầm mặc không nói. Kỷ nguyên đại kiếp nạn, Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm, hắn không hỏi đại kiếp nạn kỷ nguyên còn bao lâu, căn bản là không có ý nghĩa. 12 vạn ức năm một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, đây là thời gian vô cùng dài, thậm chí thời gian như vậy, ở trong mắt rất nhiều người tu hành, đã coi là thời gian vĩnh hằng. Nhưng Lôi Đạo biết rất rõ, những thánh nhân bất tử bất diệt ở Hoang Cổ Đại Lục kia, tuyệt đối sẽ không cảm thấy thời gian này là vĩnh hằng. Thậm chí, các thủy tổ minh giới cũng sẽ không cảm thấy thời gian này vĩnh hằng. Bất luận là thánh nhân hay là thủy tổ, chỉ sợ trong lòng đều có cảm giác bức thiết. Xem ra, ta còn phải càng thêm cố gắng, bằng không có lẽ mấy chục ức năm, mấy chục tỷ năm sau, đại kiếp nạn kỷ nguyên tiến đến, thực lực mạnh hơn nữa, chỉ cần không có thành tựu thủy tổ, liền hóa thành tro bụi. Lôi Đạo không hề cảm thấy mấy tỷ năm thậm chí mấy chục tỷ năm dài đằng đẵng đến mức nào. Điều này có liên quan đến việc hắn tiêu hao tuổi thọ để tăng thực lực lên. Tuổi thọ mà Lôi Đạo tiêu hao đã vượt qua 10 tỷ năm, dường như cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bởi vậy, mấy tỷ năm tính là gì? Mấy chục tỷ năm tính là gì? Nhìn xem, Hóa Long quả lần này bán đấu giá, có thể mang đến cho ta bao nhiêu tuổi thọ? 38 Hóa Long quả, đều là chúa tể, các chúa tể rất cần. Mặc dù không có một món bảo vật quý giá như Bất Lão Tuyền và Trường Sinh Châu, nhưng tích tiểu thành đại, có nhiều bảo vật loại kéo dài tuổi thọ như vậy, cho dù kém Bất Lão Tuyền và Trường Sinh Châu, nhưng hẳn là cũng không kém quá nhiều. Nhưng mà, cân nhắc đến việc sử dụng càng nhiều bảo vật kéo dài tuổi thọ, hiệu quả lại càng kém, Lôi Đạo cũng không dám khẳng định thu hoạch lần này có thể gia tăng bao nhiêu tuổi thọ. Thế là, Lôi Đạo hiển hóa ra cương thần thể, bắt đầu trực tiếp luyện hóa những bảo vật loại kéo dài tuổi thọ này. 100 vạn năm, ngàn vạn năm, 100 triệu năm, 200 triệu năm, 500 triệu năm. Theo Lôi Đạo luyện hóa bảo vật loại duyên thọ, tuổi thọ của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không phải gia tăng từng chút một, mà là gia tăng số lượng lớn. Điều này cũng có liên quan đến cương thần thể của Lôi Đạo. Cương thần thể của Lôi Đạo từ sau khi đạt tới tiểu thành của Bất Tử Không Minh Công, luyện hóa bảo vật loại duyên thọ đều nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Số lượng lớn tuổi thọ gia tăng, Lôi Đạo cũng có cảm giác. Tuổi thọ gia tăng, Lôi Đạo có thể cảm giác được khí tức sinh mệnh trong cơ thể trụ thần gia tăng. Lúc này, toàn thân Lôi Đạo đều tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Rốt cục, Lôi Đạo luyện hóa tất cả bảo vật loại kéo dài tuổi thọ, mà tuổi thọ của hắn cũng gia tăng kinh người 30 ức năm. 3 tỷ năm thọ mệnh, vẻn vẹn chỉ bằng một nửa lần trước. Lôi Đạo nhíu mày, trên thực tế, lần này đấu giá hơn 30 hóa long quả, Lôi Đạo cũng hao hết tâm tư, hơn nữa hiệu quả cũng phi thường tốt. Thu hoạch xa xỉ, dù không có một thùng bảo vật chân quý như Bất Lão Tuyền cùng 108 viên Trường Sinh Châu, nhưng số lượng cũng đủ rồi. Vấn đề duy nhất có lẽ xuất hiện ở trên người Lôi Đạo. Đối với bảo vật loại kéo dài tuổi thọ đã sử dụng qua, hiển nhiên hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Mà lần này thu hoạch rất nhiều bảo vật, kỳ thật đều có lặp lại, như vậy đến nay, tuổi thọ gia tăng liền xa xa không nhiều bằng 6 tỷ năm lần trước. Thiếu đi một nửa, chỉ có 3 tỷ năm, 3 tỷ năm, chắc cũng đủ rồi. Lôi Đạo bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc nên sử dụng 3 tỷ năm thọ mệnh như thế nào. Lôi Đạo trước tiên nghĩ đến chính là mở ra tòa cương vực thứ hai. Dựa theo hệ thống tu hành thế giới của nhân loại, trên thực tế cũng chỉ đến cấp độ chúa tể, về phần đại chúa tể, đến nay cũng không có người có thể đạt tới. Kiếm chi chúa tể cũng vẻn vẹn chỉ là sắp đột phá đến đại chúa tể mà thôi. Hơn nữa trên cơ bản 10 năm thời gian là có thể đột phá trở thành đại chúa tể. Nhưng cái này cuối cùng không có đột phá, bởi vậy, đại chúa tể cũng là thế giới hệ thống tu hành lý luận, cảnh giới mà thôi, đến nay đều không có người có thể chân chính thực hành. Nhưng mà, cho dù là lý luận, nhưng cũng vô cùng hoàn thiện. Ít nhất, kiếm chi chúa tể đã dựa vào lý luận hệ thống tu hành thế giới này, đạt đến tình trạng sắp đột phá. Dựa theo lý luận hệ thống tu hành thế giới, từ chúa tể tu luyện tới đại chúa tể, cùng trước đó không sai biệt lắm, kỳ thật chính là mở lãnh thổ trong cơ thể, mở ra một tòa lại một tòa. Cuối cùng đạt tới trình độ hình thành vực giới chi lực, từ đó lột xác thành vực giới, chúa tể cũng có thể tấn thăng trở thành đại chúa tể. Đây cũng là lấy hệ thống minh giới làm cơ sở, minh giới lại tiểu thế giới, đại thế giới, cương vực. Mà một ít đại tộc cổ xưa, cương vực vô cùng lớn, vô cùng nhiều, cuối cùng có thể liên kết thành một mảnh hình thành vực giới lực lượng, mới có thể chân chính đứng ở thế bất bại, trở thành đại tộc trường thịnh bất suy. Không có hình thành chủng tộc vực giới, đều không được xưng là đại tộc cổ xưa cao cấp nhất. Tựa như liên tộc, mặc dù cũng rất phồn vinh, nhưng cũng không có sinh ra vực giới chi lực, xa xa không tính là đại tộc cổ xưa cao cấp nhất. Lực vực giới, Lôi Đạo lắc đầu, hắn cách sinh ra vực giới chi lực, lột xác thành đại chúa tể còn có khoảng cách rất xa. Hiện tại hắn quan tâm mở ra một tòa cương vực, cần hao phí bao nhiêu thọ mệnh. Thế là, Lôi Đạo tập trung tinh thần, chuẩn bị mở ra cương vực trong cơ thể. Có phải tiêu hao 500 triệu năm thọ mệnh, mở ra một tòa cương vực hay không? 500 triệu năm thọ mệnh, trong lòng Lôi Đạo cả kinh, đây không phải là một con số nhỏ, dòng dã 5 ức năm thọ mệnh, nếu là trước kia, có thể mở ra 5 tòa đại thế giới. Kỳ thật, nghĩ lại, cái này coi như là tương đối, tiện nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo cương vực nhưng là mở ra hơn 100 tòa đại thế giới, từ trên 100 tòa đại thế giới hội tụ. Lột xác mà đến, mà trên 100 tòa đại thế giới là hao phí Lôi Đạo dòng dã trên 100 ức năm tuổi thọ. Hiện tại lại mở ra tòa cương vực thứ hai giống nhau như đúc, vẻn vẹn chỉ cần 5 ức năm thọ mệnh, vậy đã coi như không tệ. Đương nhiên, dùng dị năng tăng thực lực lên, không thể dùng loại phương pháp này tính toán tuổi thọ tiêu hao, nhưng kỳ thật cũng có thể từ mặt khác nói rõ, 500 triệu năm tuổi thọ mở ra một tòa lãnh thổ quốc gia. Đã rất không tệ, nhưng mấu chốt là cương thần thể của Lôi Đạo, vẻn vẹn chỉ cần 1 tỷ năm thọ mệnh là có thể tu luyện Bất Tử Không Minh Công từ tiểu thành tới đại thành. Lôi Đạo bây giờ là thân thể, hai thế giới cùng tu, cụ thể ai mạnh ai yếu, thật ra Lôi Đạo đã sớm có kết luận. Hệ thống thế giới làm chủ, hệ thống thân thể làm phụ. Hơn nữa, lấy sự hiểu biết của Lôi Đạo đối với dị năng, từ trên tuổi thọ tiêu hao của dị năng cũng có thể phỏng đoán được một ít manh mối. Lôi Đạo tăng tuổi thọ tiêu hao trong thế giới trong cơ thể lên, vượt xa tăng lên thần thể. Thật ra cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề, tuy dị năng tiêu hao tuổi thọ rất nhiều, nhưng tiền nào của nấy. Dị năng tiêu hao tuổi thọ càng nhiều, vậy càng chứng minh có giá trị, tiềm lực càng lớn. Hiển nhiên, ít nhất trước mắt xem ra, hệ thống tu hành thế giới có tiềm lực to lớn, vượt xa cương thần thể. Lần này muốn đi động phủ hư không, sẽ gặp phải đủ loại phiền phức. Lấy tốc độ của cương thần thể trước mắt, kỳ thật đã vượt xa đại chúa tể đỉnh tiêm, lại tiếp tục tăng lên, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại không bằng toàn lực mở lãnh thổ quốc gia trong cơ thể, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Lôi Đạo suy nghĩ một chút rồi cẩn thận phỏng đoán, cuối cùng cũng quyết định tạm thời mở ra cương vực trong cơ thể mình. Thế là, Lôi đạo trực tiếp điều động dị năng, mở ra cương vực thứ hai. Ầm ầm, sau một khắc, trong cơ thể lôi đạo lập tức nổ vang, tòa cương vực thứ hai từ không đến có, nhanh chóng được mở rộng ra, đồng thời trực tiếp khuếch trương đến lớn nhỏ tương đương với tòa cương vực thứ nhất. Loại tăng lên kia, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, đây còn chưa phải kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm, tòa thứ sáu, tòa thứ bảy. 3 tỷ năm thọ mệnh của lôi đạo đủ để mở ra 6 cương vực, cộng thêm một cương vực trước đó, một khi lôi đạo tiêu hao hết 3 tỷ năm thọ mệnh, số lượng cương vực trong cơ thể sẽ đạt tới 7 tòa. Mỗi lần tăng lên một tòa cương vực, thực lực lôi đạo đều sẽ tăng cường rất nhiều. Khi cương vực trong cơ thể đạt tới 7 tòa, lôi đạo liền cảm giác lực lượng trong cơ thể phảng phất muốn nổ tung. Ta cảm giác giống như có thể một quyền đánh nổ đại chúa tể. Đương nhiên, ta biết, đây là ảo giác lực lượng tăng vọt. Lôi đạo lắc đầu, dáng vẻ đã sớm biết, tất cả những điều này đều là ảo giác. Lúc trước kiếm chi chúa tể, trong cơ thể mở ra 10 tòa cương vực, đối mặt hạt tộc đại chúa tể. Không phải cũng thúc thủ vô sách, thậm chí kém chút vẫn lạc. Cuối cùng vẫn là dựa vào thanh liên chúa tể mới hóa giải nguy cơ lớn của nhân loại. Lôi đạo hiện tại vẻn vẹn chỉ có 7 tòa cương vực, nào dám nói đánh nổ đại chúa tể. Nhất định là ảo giác. Phù, lôi đạo thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng điều động dị năng kiểm tra tình huống thân thể của mình. Họ tên, lôi đạo, 29 tuổi. Hình thái sinh mệnh, chúa tể. Tuổi thọ, 153.536.279 năm. Thể nội thế giới, 7 tòa cương vực, có thể tăng lên. Bất tử không minh công, tiểu thành, có thể tăng lên. Quả nhiên, 3 tỷ năm thọ mệnh bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng cương vực trong cơ thể lại đạt đến 7 tòa kinh người. Kiếm chi chúa tể đã từng đạt đến 10 tòa lãnh thổ. Cưỡng ép ý đồ đột phá trở thành chúa tể, nhưng cho dù có bất tử thảo, cuối cùng cũng thất bại, hơn nữa còn là 2 lần đột phá, 2 lần đều thất bại. Điều này nói rõ, được ăn cả ngã về không, cưỡng ép đột phá không có bất kỳ ý nghĩa gì, vẫn là phải tự nhiên sinh ra lực lượng vực giới mới được. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm, hiện tại hắn đã bắt đầu phát triển cảnh giới đại chúa tể. Cho tới bây giờ, cảnh giới đại chủ tể đều là một lý luận, bất quá, đây cũng là chuyện tốt, chính là bởi vì lý luận, lôi đạo cũng có thể tiến hành thực tiễn. Lôi đạo hiện tại đang vì nhân loại đi ra một con đường chúa tể. Thậm chí, lôi đạo cũng đang hoàn thiện lý luận hệ thống tu hành thế giới. Ví dụ như, lôi đạo hiện tại cảm thấy không thể cưỡng ép đột phá, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vấn đề lực lượng vực giới sinh ra như thế nào, lôi đạo sẽ không cưỡng cầu, hắn có một quan điểm, đó chính là gia tăng số lượng cương vực trong cơ thể. Lôi đạo cảm thấy, hẳn là giống như đại tôn tấn thăng đến chúa tể. Đợi đến khi số lượng cương vực trong cơ thể đủ nhiều, đến lúc đó nói không chừng có thể tự nhiên sinh ra lực lượng vực giới, đến lúc đó thành tựu đại chúa tể liền vô cùng dễ dàng, có thể nói là nước chảy thành sông. Nhưng mà, lý luận này có chính xác hay không, lôi đạo cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, cùng kiếm chi chúa tể thảo luận, trao đổi một phen có một ít thu hoạch, nhưng cho đến trước mắt, lôi đạo tạm thời còn không cách nào trở về đến cương vực nhân loại. Xem ra, lần này sau khi đi động phủ hư không của Thánh Nhân Hy, nên bắt tay vào việc trở về minh giới một lần, đối với cảnh giới đại chúa tể, hẳn là cùng kiếm chi chúa tể trao đổi một phen. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, lôi đạo lại chậm rãi trải vuốt tình huống cương vực trong cơ thể, dần dần quen thuộc lực lượng tăng vọt vô số lần của chính mình, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, 10 ngày chớp mắt đã trôi qua. Đã đến giờ rồi, lôi đạo đứng dậy, rời khỏi động phủ, đi tới động phủ của chúa tể Ngưu Ma. Ngưu Ma chúa tể, rất nhanh, lôi đạo đã gặp được Ngưu Ma chúa tể. Ngưu Ma chúa tể cũng đã sớm chờ đợi lôi đạo. Lôi chúa tể, xem ra 10 ngày này, người tu hành thu hoạch cũng không nhỏ. Ngưu Ma chúa tể ánh mắt lấp lóe, nhìn lôi đạo thật sâu, tựa hồ nhìn ra chút gì. Lôi đạo cười nói, chỉ là một chút thu hoạch nhỏ mà thôi. Trên thực tế, Ngưu Ma chúa tể hiện tại đã sớm xưa đâu bằng nay. Dường như lần trước Ngưu Ma chúa tể đi bộ lạc Thiên Long, dự định tìm đường sống trong chỗ chết. Đột phá ràng buộc giữa sinh và tử, thành tựu thủy tổ. Tuy thất bại, nhưng Ngưu Ma chúa tể lại ở trong Long Trì thu được một lần cơ hội gây dựng lại thân thể, do đó có tăng lên rất lớn. Ngưu Ma chúa tể bản thân chính là đại chúa tể đỉnh tiêm, một trong những chúa tể mạnh nhất dưới thủy tổ. Hiện tại càng là cố gắng tiến thêm một bước, gây dựng lại thân thể, hôm nay đạt tới trình độ khủng bố cỡ nào. Ai cũng không biết, nhưng cũng bởi vì sau khi Ngưu Ma chúa tể gây dựng lại thân thể, hiện tại lại mơ hồ có một loại cảm giác làm cho người ta nhìn không thấu, tựa hồ đạt đến một loại cấp độ vô cùng thâm ảo khác, thế mà đều có thể nhìn ra biến hóa trên người lôi đạo. Phải biết rằng, lôi đạo tu luyện chính là hệ thống tu hành thế giới, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, như vậy hắn mở ra thế giới hoặc là cương vực. Cho dù là đại chủ tể đỉnh tiêm cũng không cách nào nhìn ra đầu mối. Có lẽ chỉ có thủy tổ mới nhìn ra một chút manh mối, nhưng bây giờ Ngưu Ma chúa tể cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trên người lôi đạo, điều này không phải bình thường. Nhưng Ngưu Ma Chúa Tể cũng không hỏi rõ, tu vi cảnh giới của một người thực tế rất mẫn cảm, bình thường sẽ không dễ dàng tiết lộ. Vì vậy, Ngưu Ma Chúa Tể cũng rời đi đề tài nói. Đã đến 10 ngày, chúng ta phải rời đi, Lôi Chúa Tể còn có chuyện gì muốn bàn giao hoặc là chuẩn bị? Không có, bây giờ có thể rời đi. Được, chúng ta đi tới Lam Thành trước. Có Ngưu Ma Chúa Tể dẫn đường, hai người rất nhanh liền đi tới một tòa truyền tống trận không gian cỡ lớn của Bàn Thành. Không gian truyền tống trận, ở minh giới kỳ thật cũng không tính quá chân quý, Chúa Tể có thể tùy ý bố trí. Nhưng đại lục hoang cổ thì khác, không gian nơi này vô cùng vững chắc, đừng nói là Chúa Tể, cho dù là đại Chúa Tể đứng đầu cũng không thể xuyên qua không gian. Cho dù Lôi Đạo tu luyện trụ thần thể, vô cùng nhạy cảm với không gian, nhưng bây giờ Lôi Đạo đạt đến cấp độ Chúa Tể, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm ứng được không gian mà thôi. Về phần xuyên qua không gian, Lôi Đạo căn bản là làm không được. Thậm chí không chỉ có hiện tại làm không được, về sau trở thành đại Chúa Tể, cũng không nhất định có thể làm được. Ở đại lục hoang cổ, duy nhất có thể xuyên qua không gian chỉ có thủy tổ hoặc là thánh nhân. Tự nhiên, có thể bố trí pháp trận không gian cũng chỉ có thủy tổ hoặc là thánh nhân. Hơn nữa, đối với thủy tổ hoặc là thánh nhân mà nói, bố trí một tòa pháp trận không gian cũng vô cùng khó khăn. Cần hao phí lực lượng rất lớn, trước mắt cũng chỉ có mấy cứ điểm ở minh giới có pháp trận không gian, dù sao chỉ có bố trí pháp trận không gian ở trong cứ điểm mới không bị phá hư. Nếu không, thánh nhân bố trí ở nơi khác của hoang cổ đại lục, chắc chắn sẽ ra tay phá hủy nó. Đương nhiên, đại lục hoang cổ mặc dù bố trí pháp trận không gian, muốn khởi động một lần, cũng phải hao phí thật lớn. Bởi vậy, cho dù là Chúa Tể cũng có chút không chịu nổi, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không lựa chọn pháp trận không gian. Lần này là tiến về Lam Thành, vận dụng không gian pháp trận tự nhiên là phương pháp nhanh nhất. Đối với chút tiêu hao này, Ngưu Ma Chúa Tể lại không thèm để ý, hắn cạnh tranh 100 danh ngạch Long Trì, thế nhưng là thu hoạch to lớn. Hôm nay tài đại khí thô, điểm tiêu hao khởi động không gian pháp trận này đã không bị Ngưu Ma Chúa Tể để vào mắt. Lôi Đạo và Ngưu Ma Chúa Tể đều bước vào pháp trận không gian, Lôi Đạo cũng rất tò mò, pháp trận không gian này xuyên toa ở đại lục hoang cổ, đến tột cùng thần kỳ đến cỡ nào. Sau một khắc, Lôi Đạo cảm giác được toàn thân vặn vẹo một hồi, ngay sau đó, trực tiếp tiến vào thông đạo không gian. Chỉ là, thông đạo không gian nơi này cũng vô cùng vững chắc. Hơn nữa Lôi Đạo lại cũng không cảm nhận được quá nhiều nguyên tố không gian. Nếu muốn dựa vào thông đạo không gian đối với lực lượng không gian của đại lục hoang cổ có lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, căn bản là không có khả năng. Xem ra, cho dù thiên phú thần thể của cương thần rất nhạy cảm với không gian, nhưng loại đường hầm không gian ở trình độ này lại vững chắc như vậy, cho dù cương thần thể đạt đến cấp độ đại Chúa Tể, chỉ sợ cũng rất khó xuyên qua không gian. Trong đầu Lôi Đạo lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nếu như có thể xuyên qua không gian, Lôi Đạo cho dù không thành thủy tổ, vậy cũng có thể ở thế bất bại ở đại lục hoang cổ, thậm chí toàn bộ đại lục hoang cổ, Lôi Đạo đều có thể đi được. Đương nhiên, hiện tại Lôi Đạo cũng không kém, mặc dù không thể xuyên qua không gian, nhưng tốc độ cực nhanh, đại Chúa Tể đỉnh phong cũng không đuổi kịp. Chỉ cần không lâm vào trong vây công, Lôi Đạo sẽ không có nguy hiểm. Bá, sau một khắc, Lôi Đạo cảm giác được thân hình nhoáng một cái, đã tới một đầu khác của pháp trận. Đã đến Lam Thành, Ngưu Ma Chúa Tể cười nói, nơi này chính là Lam Thành. Lôi Đạo là lần đầu tiên đến Lam Thành, bởi vậy hết sức tò mò đánh giá bốn phía. Lam Thành không phải cứ điểm cuối cùng mới thành lập, nhưng người trấn thủ Lam Thành, thủy tổ tối cao Côn Bằng, lại là thủy tổ trẻ tuổi nhất minh giới. Bởi vì trẻ tuổi, cho nên dường như Lam Thành cũng tràn đầy sức sống. Ngưu Ma Chúa Tể giới thiệu với Lôi Đạo, Lôi Chúa Tể vẫn là lần đầu tiên tới Côn Bằng Thành nhỉ. Côn Bằng Thành này chính là thủy tổ Côn Bằng thành lập, hơn nữa có chút không giống với Bàn Thành chúng ta. Tu hành giả của Côn Bằng Thành tràn đầy sức sống, mỗi người đều vô cùng ham thích mạo hiểm. Bởi vậy, Côn Bằng Thành đủ loại người tu hành giả đều có, thậm chí các loại kỳ chân dị bảo đều có. Đương nhiên, cũng chính bởi vì thích mạo hiểm, cho nên tỷ lệ tử vong của tu hành giả Côn Bằng Thành cũng cao không thấp. Lôi Đạo gật đầu, còn muốn hỏi thăm một chút chuyện gì đó. Bỗng nhiên, có 3 vị Chúa Tể đã đi tới bên ngoài pháp trận, chính là 3 vị Chúa Tể đứng đầu bên cạnh Ngưu Ma Chúa Tể trước đó. Lôi Chúa Tể, Ngưu Ma Chúa Tể, các ngươi rốt cuộc đã đến. Trên mặt 3 vị đại Chúa Tể đỉnh tiêm này lộ ra vẻ tươi cười. Làm phiền 3 vị Chúa Tể chờ đợi. Lôi Chúa Tể, Ngưu Ma Chúa Tể, các ngươi có muốn đi dạo một vòng Lam Thành này không? Lôi Đạo lắc đầu nói, không vội, trước tiên đi động phủ hư không, lấy được bảo vật rồi đi dạo cũng không muộn. Lôi Đạo vẫn phân rõ nặng nhẹ, nhìn bộ dáng của 3 vị đại chủ tể đứng đầu này, hiển nhiên đã không thể chờ đợi được nữa, lúc này lại đi dạo Lam Thành cũng không có ý nghĩa gì. Tốt, Lôi Chúa Tể người nhanh nói nhanh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền xuất phát. Dứt lời, dưới sự dẫn dắt của 3 vị đại Chúa Tể đứng đầu, một nhóm 5 người nhanh chóng rời khỏi Lam Thành, bay về phía chân trời. Tốc độ phi hành của 5 người đều rất nhanh, nhưng chỉ luận về tốc độ phi hành, cho dù là 4 vị đại chủ tể đỉnh tiêm này cũng không sánh nổi Lôi Đạo. Trên đường đi, Lôi Đạo cũng đều chú ý tới tình huống xung quanh. Hắn phát hiện, phụ cận Nguyên Thành giống như không có bộ lạc gì, trên đường đi thế mà đều không có gặp phải phiền toái gì. Mọi người phi hành mấy canh giờ, rốt cục, trên không một hồ nước to lớn, 5 người ngừng lại. Đến rồi, nơi này chính là động phủ hư không? Ngưu Ma Chúa Tể trầm giọng nói. Hiển nhiên, Ngưu Ma Chúa Tể cũng không chỉ một lần đi tới nơi này, bởi vậy mới có thể quen thuộc như vậy. Động phủ hư không, nói như vậy, đây là một động phủ xây dựng ở trong hư không? Ánh mắt Lôi Đạo chớp động, bắt đầu cố gắng cảm ứng tình huống trong hư không. Tuy Lôi Đạo không thể xuyên qua không gian, nhưng hắn là cương thần thể, mẫn cảm dị thường đối với không gian. Hiện tại càng có thể cảm ứng được không gian, lại có Ngưu Ma Chúa Tể nhắc nhở, Lôi Đạo cũng rất nhanh phát hiện phiến hư không này mơ hồ có một chút khác biệt. Mảnh hư không này thật giống như bị bóp méo, chúa tể bình thường thậm chí chúa tể cũng còn không phát giác ra cái gì khác thường, nhưng chỉ cần có thể cảm ứng được không gian, liền có thể phát giác ra khác biệt. Chỉ là, cho dù Lôi Đạo phát hiện hư không nơi này có chút dị thường, nhưng hắn cũng không cách nào tiến vào trong không gian. Ngưu Ma Chúa Tể, chúng ta làm sao tiến vào động phủ hư không? Rất đơn giản, đương nhiên là dựa vào tín vật. Dứt lời, Ngưu Ma Chúa Tể lấy ra một khối lệnh bài, nhìn chỉ có 1/4. 3 vị chúa tể khác cũng đều lấy ra lệnh bài giống nhau, sau đó, 4 vị đại chúa tể đem lệnh bài hợp lại làm một, tạo thành một khối lệnh bài hoàn chỉnh. Động phủ hư không, mờ, ông, theo Ngưu Ma Chúa Tể dứt lời, lập tức, toàn bộ hư không đều kịch liệt chấn động, sau đó, trước mắt phảng phất là phá vỡ sương mù, trong hư không, hiện ra một tòa động phủ nguy nga, thần bí, hùng vĩ. Hư không động phủ hiện thế, động phủ hư không, đây mới thực là động phủ hư không. Ánh mắt Lôi Đạo sáng ngời nhìn chằm chằm động phủ này. Thật ra thoạt nhìn động phủ hiện thế, nhưng trên thực tế đó chỉ là hình chiếu mà thôi. Động phủ hư không chân chính vẫn còn ở trong thông đạo không gian. Chỉ có cầm tín vật lệnh bài trong tay mới có thể tiến vào động phủ hư không trong thông đạo không gian. Chúng ta đi. Sau một khắc, lệnh bài trong tay Ngưu Ma Chúa Tể tản mát ra một đạo lực lượng kỳ lạ, sau đó phối hợp hư ảnh tòa động phủ hư không to lớn kia, mãnh liệt bọc lại 5 người Lôi Đạo. Vù, sau một khắc, thân hình của 5 vị chúa tể như Lôi Đạo đã biến mất không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã tiến vào trong động phủ hư không. Vù, 5 bóng người lảo đảo tiến vào trong động phủ hư không. Lôi Đạo trước tiên dùng thần niệm quét qua, thậm chí hắn còn phát hiện thông đạo không gian bên ngoài động phủ hư không. Không gian thông đạo của Hoang Cổ Đại Lục vô cùng vững chắc, cũng chỉ có ở Hoang Cổ Đại Lục. Có lẽ mới có người lựa chọn thành lập động phủ ở trong không gian thông đạo nhỉ? Lôi Đạo cảm thán nói, loại thủ đoạn này chỉ có thủy tổ hoặc là thánh nhân mới có. Nhưng mà, Lôi Đạo nghĩ đến sư tôn thủy tổ không, động phủ của hắn không phải cũng ở ám giới sao? Thủ đoạn của thủy tổ hoặc là thánh nhân vượt xa người tu hành bình thường tưởng tượng. Cho dù là đại chúa tể đỉnh tiêm, cũng không cách nào tưởng tượng thần lực vĩ ngạn của thủy tổ hoặc là thánh nhân. Thủy tổ, đó là tồn tại vĩ đại đã siêu thoát tất cả, hiểu rõ tất cả, toàn trí toàn năng. Lôi Đạo cẩn thận quan sát động phủ hư không, động phủ này vô cùng khổng lồ, ít nhất thần niệm Lôi Đạo quét qua, thậm chí còn không thể hoàn toàn quét sạch cả động phủ hư không. Thánh Nhân Hy thật sự đã biến mất, Lôi Đạo có chút hoài nghi, một tòa động phủ lớn như vậy, Thánh Nhân Hy nói không cần liền không cần. Hơn nữa, cho dù là vì tìm kiếm phương pháp tránh kiếp, nhưng có chỗ nào thật sự có thể vây khốn Thánh Nhân Hy? Vì sao gần một kỷ nguyên thời gian đều không lộ diện? Trong này có phải có bí ẩn gì hay không? Thật ra không chỉ Lôi Đạo nghĩ như vậy, phàm là chúa tể tiến vào động phủ hư không đều sẽ nghĩ như vậy. Thánh Nhân Hy đích xác đã biến mất, bởi vì động phủ hư không này chúng ta đã tiến vào không chỉ một lần. Nhưng mỗi một lần tiến vào đều rất tốt, hơn nữa trong động phủ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Về phần Thánh Nhân Hy đi nơi nào, hoặc là gặp nguy hiểm gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ có thủy tổ hoặc thánh nhân mới biết được. Ngưu Ma Chúa Tể hiện tại cũng không thèm để ý Thánh Nhân Hy, những chúa tể đỉnh tiêm như bọn họ thậm chí cũng không quá để ý bảo vật. Sở dĩ để Lôi Đạo mở bảo khố ra, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ muốn tìm được cơ hội trở thành thánh nhân. Dù sao, thánh nhân cũng giống như thủy tổ, đều là tồn tại cùng cấp độ, mặc dù hệ thống tu hành hơi khác biệt, nhưng Ngọc Sơn có thể công thạch. Nếu như có thể tìm được một ít manh mối hoặc bí mật thánh nhân thành tựu thánh nhân, vậy đối với Ngưu Ma Chúa Tể và các đại chúa tể đỉnh tiêm mà nói, chính là thu hoạch lớn nhất. Bởi vậy, dù cho có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Đi thôi, đi bảo khố. Một nhóm 5 người nhanh chóng đi tới trước một tòa mật thất to lớn, tòa mật thất này chính là bảo khố, bên trong có lẽ liền cất chứa rất nhiều bảo vật chân quý của Thánh Nhân Hy, có thể để cho vô số chúa tể cũng điên cuồng. Chờ một chút, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Lôi Đạo nhạy cảm phát giác được, ở trước bảo khố mơ hồ có một ít trận pháp, hơn nữa trận pháp rắc rối phức tạp, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Đó là trận pháp của bảo khố, những trận pháp này kỳ thật không có chút tác dụng nào với Thánh Nhân Hy, phía trên ghi chép ấn ký của Thánh Nhân Hy. Nhưng nếu như không phải Thánh Nhân Hy, một khi bước vào trong trận pháp bảo khố, sẽ bị trận pháp bảo khố hủy diệt đả kích. Ngưu Ma Chúa Tể trầm giọng nói, đả kích mang tính hủy diệt, mạnh cỡ nào, nhìn dáng vẻ của các vị chúa tể, đều hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là không tính là mạnh cỡ nào chứ. Lôi Đạo có chút nghi ngờ, Ngưu Ma Chúa Tể và 4 vị chúa tể đều không sao, trận pháp này có thể mạnh bao nhiêu? Ngưu Ma Chủ Tể nhìn Lôi Đạo bằng ánh mắt phức tạp, trận pháp mà thánh nhân đích thân bố trí, sao chúa tể có thể chống đỡ được? Quên không nói cho Lôi Chúa Tể biết, người đầu tiên phát hiện ra động phủ hư không này cộng thêm ta, tổng cộng có 9 người. Cái gì, 9 người? Vậy còn có 5 vị chúa tể đâu? Lôi Đạo mơ hồ có dự cảm chẳng lành, chết rồi, ngay tại trong trận pháp bảo khố trong tòa động phủ này, 5 vị đại chúa tể đỉnh tiêm, không kém hơn chúa tể của ta, kết quả, vừa bước vào trận pháp không lâu, liền biến thành tro tàn. Ách, vẻ mặt của Lôi Đạo lập tức cứng đờ, hắn lập tức chắp tay, trực tiếp đi ra ngoài nói, chư vị chúa tể, Lôi Mỗ còn có việc phải xử lý, động phủ hư không quá nguy hiểm, Lôi Mỗ cáo từ. Dứt lời, Lôi Đạo căn bản không chút do dự, muốn trực tiếp rời khỏi động phủ hư không. Đùa gì thế, 5 vị đại chủ tể đứng đầu bước vào trong đại trận đều hóa thành tro bụi, để Lôi Đạo đi vào, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lôi Đạo cũng không cảm thấy hắn có thể chống đỡ được hơn so với 5 vị đại chúa tể đỉnh phong. Hơn nữa, lúc trước đã nói không có nguy hiểm đâu. Đã nói là đến động phủ hư không để nhặt bảo bối mà. Làm sao đến nơi này lại phải bốc lên nguy hiểm tính mạng? Không có thành ý, Ngưu Ma Chúa Tể quá không có thành ý. Lôi Chúa Tể chậm đã, nghe chúng ta nói hết lời, đến lúc đó là đi hay là ở lại nghe theo là được. Giọng nói của Ngưu Ma Chúa Tể vang lên sau lưng Lôi Đạo. Lôi Đạo chỉ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tạm dừng bước chân, hắn xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngưu Ma Chúa Tể, nếu quá nguy hiểm, ta sẽ không đi mạo hiểm. Ngay cả đại chúa tể đứng đầu cũng không gánh nổi, hóa thành tro bụi, ta làm sao có thể chống đỡ? Lôi Đạo vô cùng kiên định, quá nguy hiểm, hắn kiên định sẽ không đi mạo hiểm. Ngưu Ma Chúa Tể cười khổ nói, Lôi Chúa Tể, ngươi nghe ta nói hết đã. 5 vị đại chúa tể đỉnh phong kia đúng là vì bước vào trong đại trận bảo khố. Kết quả bị đại trận hóa thành tro bụi, nhưng chúng ta tiến vào động phủ hư không vài lần, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngược lại, chúng ta có một chút thu hoạch. Chúng ta lần lượt thăm dò trận pháp này, cuối cùng tìm được một con đường tắt, có thể tránh khỏi trận pháp này, đi thẳng tới động phủ bảo khố. Nhưng thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có thời gian 3 hơi thở. Chúng ta phải trong thời gian 3 hơi thở, xuyên qua pháp trận, sau đó đi tới trước cửa bảo khố, ấn vào một trận điểm mấu chốt trên cửa lớn bảo khố. Chỉ có tìm được trận điểm chính xác, đại trận mới có thể đóng lại, hơn nữa cửa lớn bảo khố cũng mới có thể mở ra. Lôi Đạo nhất nghe xong có chút do dự nói, vậy căn bản cũng không cần ta, các ngươi có thể thử hết lần này đến lần khác. Không được, thử cũng không có tác dụng, chỉ cần thất bại, trận điểm sẽ thay đổi. Chúng ta đi vào chính là trận điểm hoàn toàn mới, lại phải tìm kiếm một lần nữa, gần như không thể tìm được. Chúng ta đã tính toán qua, trong hàng ngàn hàng vạn trận điểm, tìm ra một trận điểm chính xác, xác suất gần bằng không. Chúng ta thậm chí đã thử vận khí, thử hơn 100 lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Cho nên, chúng ta tìm được Lôi Chúa Tể, hy vọng Lôi Chúa Tể có thể đi thử một lần. Dù sao, khí vận chi tử trong truyền thuyết thân có đại khí vận, bất luận làm cái gì, vận khí đều vô cùng tốt. Ách, nói như vậy, các ngươi thật sự hoài nghi ta là khí vận chi tử, muốn cho ta dựa vào vận khí tìm được trận điểm, từ đó đóng đại trận, mở ra đại môn bảo khố. Không sai, Lôi Đạo nghe vậy không biết nên nói gì. Hắn lại nhìn kỹ trận pháp kia một chút, nhất là những cái gọi là trận điểm trên cửa chính bảo khố kia. Thật sự là lít nha lít nhít, ngàn vạn trận điểm. Hơn nữa, đây là đám người Ngưu Ma Chúa Tể hao phí cái giá to lớn cùng tinh lực, chậm rãi thử một chút mới tìm ra những trận điểm này. Tìm kiếm chúa tể, căn bản là tìm không thấy, nhưng dù vậy, đến một bước này, Ngưu Ma Chúa Tể cũng không có biện pháp nào. Chỉ có thể dựa vào vận khí, mà vận khí, hiển nhiên đám người Ngưu Ma Chúa Tể cũng không am hiểu. Hoặc là nói, vận khí của bọn họ không tốt, xác suất gần như bằng không này gần như không có xác suất. Lôi Đạo cũng rất khó tưởng tượng, sẽ có người có thể tìm được trận điểm. Nói như vậy, chỉ cần ta đi thử một lần là được. Đúng, thử một chút là được, Lôi Đạo có chút do dự. Hắn ngược lại không nghi ngờ đám người Ngưu Ma Chúa Tể hãm hại hắn, bởi vì căn bản cũng không cần thiết, thật muốn tìm kẻ chết thay. Lấy năng lực của bọn họ, tìm trên 100 vị chúa tể đều được, cần gì nhất định phải tìm Lôi Đạo. Có lẽ, thật sự là phải dựa vào vận khí của Lôi Đạo. Chỉ là, Lôi Đạo có vận khí sao? Bản thân Lôi Đạo cũng không cảm thấy, hắn cảm thấy mình có thể đi tới ngày hôm nay, hoàn toàn chính là dựa vào cố gắng của mình. Vận khí, đó chẳng qua là những người không cố gắng tìm cớ mà thôi. Người toàn bộ dựa vào vận khí, đó chính là người không làm mà hưởng, nhưng hôm nay dường như không dựa vào vận may thì không được. Như vậy, ta thử một chút, bất quá, ta chỉ thử một lần, không được liền trực tiếp rời đi. Tốt, một lần cũng đủ rồi, người có đại khí vận chân chính, căn bản không cần mấy lần, một lần cơ hội là có thể thành. Ách, các ngươi cũng bị gửi kỳ vọng quá lớn, vận khí của ta luôn luôn thưa thớt bình thường. Ta có thể thành tựu chúa tể, đều là dựa vào chính ta cố gắng. Lôi đạo dường như lại nhắc nhở, chúa tể Ngưu Ma. Đúng, chúng ta đều biết, lôi chúa tể có thể có hôm nay, nhất định là dựa vào cố gắng, vận khí của bản thân, chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó, nhưng chúng ta bây giờ lại cần một phần nhỏ vận khí trên người lôi chúa tể này. Cuối cùng lôi đạo vẫn đồng ý, hắn lại một lần nữa đi tới, đến trước mặt pháp trận bảo khố, có thể bắt đầu rồi, theo lôi đạo thoại rơi xuống, lập tức, 4 vị đại chúa tể đỉnh tiêm bắt đầu thi triển thủ đoạn, ngạnh sinh sinh quấy pháp trận. Ngay sau đó, trong pháp trận bảo khố, tựa hồ thật xuất hiện một khu vực, hoàn toàn không bị pháp trận ảnh hưởng. Lôi chúa tể, thông đạo an toàn đã mở ra, nhớ kỹ, chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Hiểu rõ, lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng đến trước cửa lớn bảo khố. Trên đường đi, không có bất kỳ biến cố nào, đi tới trước cửa lớn bảo khố, thậm chí ngay cả nửa cái hô hấp cũng không có. Lôi đạo nhìn trên cửa chính lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn cái gọi là trận điểm, lôi đạo cũng cảm thấy cạn lời. Vậy thì chọn thế nào? Hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào đáng nói. Ngưu Ma chúa tể sao lại tin tưởng ngôn luận của cái gọi là khí vận chi tử? Quả thực vớ vẩn, dựa vào vận khí, tìm được trận điểm mở ra bảo khố. Đây chính là bảo khố của Thánh Nhân Hy, dựa vào vận khí là có thể mở ra, Thánh Nhân Hy cũng không xứng xưng là thánh nhân. Lôi đạo lắc đầu, hắn cảm thấy Ngưu Ma chúa tể và 4 vị đại chúa tể đã điên rồi. Vì muốn mở bảo khố ra đã muốn điên rồi, lại dùng loại phương pháp rõ ràng sẽ thất bại này, hơn nữa vô cùng ngu xuẩn để mở ra cửa lớn bảo khố, điều này sao có thể? Lôi đạo cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát tiện tay chọn một cái trong ngàn vạn trận điểm, đưa tay trực tiếp ấn xuống. Hả? Lôi đạo tiện tay ấn xuống, sau đó, không có sau đó, giống như trong dự đoán của lôi đạo, không có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên, ta làm sao có thể là khí vận chi tử? Thật sự là buồn cười, ngàn vạn trận điểm, tùy tiện chọn một cái chính là trận điểm mấu chốt chân chính. Căn bản không có khả năng, lôi đạo lắc đầu, cảm thấy chuyến này tới thật sự là có chút thiệt thòi. Hắn nên sớm biết, nếu như biết là loại chuyện không đâu này, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tới. Đang lúc lôi đạo chuẩn bị lập tức rời khỏi cửa lớn của bảo khố, thoát khỏi đại trận bảo khố thì bỗng nhiên, cửa lớn của bảo khố lại chấn động kịch liệt. Ông, theo cửa lớn bảo khố chấn động, toàn bộ đại trận bảo khố thế mà cũng bắt đầu biến hóa. Cái này, chẳng lẽ đại trận có biến hóa, ta gặp nguy hiểm. Lôi đạo biến sắc, gần như không cần nghĩ ngợi, trước tiên liền thoát ly đại trận, quay trở về bên cạnh đám người Ngưu Ma chúa tể. Ngưu Ma chúa tể, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói không có bất kỳ nguy hiểm gì sao? Thời gian 3 hơi thở, hiện tại ngay cả thời gian 1 hơi thở cũng không có. Lôi đạo mơ hồ có chút tức giận, đây cũng không phải là việc nhỏ, dù sao đại trận của động phủ hư không, ngay cả đại chủ tể đỉnh tiêm cũng có thể dễ dàng giết chết, huống chi là một chúa tể bình thường như lôi đạo. Nếu đại trận có biến hóa, lôi đạo ngay cả trốn cũng không thể trốn. Ách, chúng ta cũng không ngờ đại trận sẽ có biến hóa, trước đó chúng ta đã thử qua vô số lần, khẳng định có thể kiên trì thời gian 3 cái hô hấp, làm sao hiện tại ngay cả thời gian 1 cái hô hấp cũng không có liền xuất hiện biến hóa. Ngay cả Ngưu Ma chúa tể cũng có chút nghi hoặc, chờ một chút, đó là, bỗng nhiên, Ngưu Ma chúa tể mở to hai mắt, không chỉ Ngưu Ma chúa tể, 3 vị đại chúa tể đỉnh tiêm khác cũng đều mở to hai mắt. Tại dưới ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của bọn họ, đại trận bao phủ cả tòa bảo khố, thế mà đang nhanh chóng tán loạn. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Đại trận, biến mất, đúng, thật sự biến mất. Lôi chúa tể, chính là tùy tiện tìm một cái trận điểm, thật chính là trận điểm mấu chốt của đại trận. Hình như là vậy, trong lúc nhất thời, đám người Ngưu Ma chúa tể cũng trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí không chỉ có Ngưu Ma chúa tể và 4 vị đỉnh tiêm đại chúa tể, ngay cả lôi đạo cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn rõ ràng chính là tiện tay chọn một cái trận điểm, sau đó tùy ý ấn xuống, kết quả, liền thật là trận điểm mấu chốt, từ đó đóng lại đại trận bảo khố. Đây thật là, khó có thể tin, thậm chí, ngay cả chính lôi đạo cũng có chút hoài nghi. Hắn có phải là khí vận chi tử trong truyền thuyết hay không? Chỉ là, chuyện này lại khiến lôi đạo khó mà tiếp nhận được. Hắn cho tới nay, đều cảm thấy có thể tu luyện tới tình trạng bây giờ, là dựa vào cố gắng, vận khí của mình. Có thể có, nhưng có lẽ chỉ chiếm một thành mà thôi. Mà bây giờ, lôi đạo tài giật mình, có lẽ, thành phần vận khí có thể lớn một chút, khả năng chiếm 3 phần trở lên. Trong lòng lôi đạo có chút hoảng hốt, không hiểu thấu lại trở thành cái gọi là khí vận chi tử của Hoang Cổ Đại Lục, làm sao không hoảng hốt. Thậm chí, Đối mặt với loại tình huống này, Lôi Đạo liền phản bác đều là vô lực như vậy. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, ngàn vạn trận điểm, lít nha lít nhít, đám người Ngưu Ma Chúa Tể đều sắp bức điên rồi, thử vô số lần đều không có thành công, kết quả Lôi Đạo đi tùy tiện ấn một cái liền thành công. Cái này có thể là trùng hợp giải thích được sao? Khí vận, nhất định là khí vận, trên người Lôi Đạo thật sự có đại khí vận. Ha ha ha, Lôi Chúa Tể, chúng ta không nói sai chứ? Trên người ngươi thật sự có đại khí vận, không sai, may mắn chúng ta tìm được Lôi Chúa Tể, bằng không mà nói, còn không biết phải tới ngày tháng năm nào mới có thể mở ra bảo khố. Lôi Chúa Tể quả thật không hổ là người tu hành có đại khí vận. Nhìn xem thoải mái cỡ nào, dễ dàng cỡ nào, tùy tiện lựa chọn một trận điểm, chính là trận điểm mấu chốt, dễ dàng phá vỡ đại trận khiến những đại chúa tể đứng đầu chúng ta cũng bó tay không có cách nào. Không có Lôi Chúa Tể, chỉ sợ chúng ta vĩnh viễn cũng không vào được kho báu. Khí vạch trên người Lôi Chúa Tể thật sự là cường đại, ngay cả trận pháp Thánh Nhân Hy tự mình bố trí, cũng không ngăn cản được khí vận trên người Lôi Chúa Tể. Đủ thấy khí vận trên người Lôi Chúa Tể khủng bố đến cỡ nào. Không hổ là khí vận chi tử trong truyền thuyết, không tầm thường. Lôi Đạo bây giờ là khóc không ra nước mắt. Làm sao tùy tiện lựa chọn một trận điểm, liền thành trận điểm mấu chốt. Thậm chí hiện tại ngay cả trận pháp cũng biến mất, cái này đích xác là công lao của hắn. Lôi Đạo nghe được 4 vị đại chúa tể đỉnh tiêm tán thưởng. Biểu lộ lại đều cứng đờ, trong lòng rất phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, toàn bộ hư không động phủ lại chấn động kịch liệt, cửa lớn bảo khố cũng đang chậm rãi mở ra, nhưng coi như là cửa lớn bảo khố mở ra, hẳn là cũng sẽ không có động tĩnh to lớn như vậy. Chuyện gì xảy ra? Động phủ hư không xuất hiện biến cố. Không tốt, động phủ hư không đã rời khỏi thông đạo không gian. Hiển hóa ở trong hư không, tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Chúng ta phải nhanh chóng tiến vào trong bảo khố, quét sạch bảo vật bên trong, nếu không, sẽ không kịp. Đám người Ngưu Ma Chúa Tể đều biến sắc, bọn họ rất rõ ràng, động phủ hư không của Thánh Nhân Hy bại lộ ra sẽ khiến cho chấn động to lớn cỡ nào. Loại tình huống này, Thánh Nhân cùng Thủy Tổ của Hoang Cổ Đại Lục lập tức liền có thể cảm ứng được, mà một tòa động phủ Thánh Nhân, coi như là Thánh Nhân, Thủy Tổ đều sẽ vô cùng động tâm. Thánh Nhân và Thủy Tổ đều có thể xuyên toa không gian, tới đây cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, đến lúc đó, nơi nào còn có phần cho đám người Ngưu Ma Chúa Tể. Bởi vậy, hiện tại phải nắm chặt thời gian, lập tức liền vơ vét bảo vật trong bảo khố. Đi vào, sau một khắc, đám người Lôi Đạo gần như không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng bay vào trong bảo khố. Hoang Cổ Đại Lục, Nguyên Thánh Cung, Thánh Nhân Nguyên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đối với chuyện của Bộ Lạc Thiên Long lúc trước, Thánh Nhân Nguyên cũng đã động chân hỏa, chỉ tiếc, lại không làm gì được người tu hành minh giới của Bàn Thành. Lần trước, Thánh Nhân Nguyên đã ăn một chút thiệt thòi nhỏ trên tay Thủy Tổ không? Điều này vẫn luôn khiến Thánh Nhân Nguyên canh cánh trong lòng. Thánh Nhân Nguyên cũng không phải Thánh Nhân bình thường, hắn đã trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, đây là kỷ nguyên thứ 4 của Thánh Nhân Nguyên. Mỗi khi vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, thực lực của Thánh Nhân đều sẽ có bước tiến dài, có thể trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, thực lực của Thánh Nhân Nguyên tương đối cường đại. Nhưng dù vậy, vẫn phải chịu thiệt trên tay của Thủy Tổ không, đủ thấy sự khủng bố của Thủy Tổ không, ít nhất cũng là Thủy Tổ cường đại đã trải qua 5 lần đại kiếp nạn kỷ nguyên. Hả, Thánh Nhân Nguyên lập tức mở mắt, động phủ hư không của Thánh Nhân Hy xuất thế rồi, hơn nữa còn là địa bàn của Thánh Nhân Cổ. Sau một khắc, thân ảnh Thánh Nhân Hy lóe lên, đã biến mất không thấy bóng dáng. Bàn Thành, Thủy Tổ Bàn cũng mở mắt, động phủ hư không hiện thế, đây không phải động phủ của Thánh Nhân Hy đại lục Hoang Cổ sao? Thánh Nhân Hy tuy chỉ trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, nhưng hắn đi truy tìm ngọn nguồn kỷ nguyên đại kiếp nạn, ý đồ tránh qua lần kỷ nguyên đại kiếp nạn thứ 2, chỉ là hiện tại bặt vô âm tín, không nghĩ tới động phủ của hắn lại xuất thế. Phải đi xem một chút. Trong lòng Thủy Tổ Bàn cũng đang tính toán, Thánh Nhân Hy, đó là Thánh Nhân của Hoang Cổ Đại Lục, động phủ của hắn không phải bình thường. Trước kia tìm không thấy ngược lại cũng thôi, hiện tại thế mà xuất thế, động tĩnh lớn như vậy, Thủy Tổ Bàn há có thể không đi. Thế là, Thủy Tổ Bàn cũng sải bước ra, thân ảnh biến mất ở Bàn Thành. Nguyên Thành, động phủ của Thủy Tổ Côn Bằng, Thủy Tổ Tuyền là Thủy Tổ thành tựu kỷ nguyên, hơn nữa còn là Thủy Tổ thành tựu ở trong Hoang Cổ Đại Lục, không giống người thường. Mặc dù ngay cả một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn cũng không có trải qua, nhưng hắn lại là Thủy Tổ đặc thù nhất, vô luận là ở trong mắt Thánh Nhân hay là trong mắt Thủy Tổ, đều là cái đặc thù nhất kia. Hả, hư không động phủ của Thánh Nhân Hy xuất thế, Thủy Tổ Tuyền mở mắt, hắn cũng cảm ứng được động tĩnh của động phủ hư không. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Thánh Nhân Hy, Thủy Tổ Côn Bằng, dù sao, Thánh Nhân Hy ở kỷ nguyên này gần như chưa từng xuất hiện qua. Mà Thủy Tổ Tuyền Cơ cũng ở kỷ nguyên này mới trở thành Thủy Tổ. Nhưng Thủy Tổ Diễm biết nguyên nhân Thánh Nhân Hy biến mất. Thánh Nhân Hy lại truy tố khởi nguồn của đại kiếp nạn kỷ nguyên. Cái này vô cùng nguy hiểm, Đã từng rất nhiều thánh nhân hoặc là thủy tổ đều muốn ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn của đại kiếp nạn kỷ nguyên. Nhưng cuối cùng trên cơ bản đều không giải quyết được gì, thậm chí hoàn toàn biến mất. Thánh Nhân Hy cũng như vậy, nhưng nếu động phủ hư không xuất thế thì dù thế nào cũng phải tranh giành một phen, đặc biệt là động phủ hư không xuất thế ở nơi rất gần Lam Thành. Thế là, Thủy Tổ Tuyền Cơ cũng sải bước ra, biến mất ở trong động phủ. Trên thực tế, giờ phút này không chỉ thủy tổ, các thánh nhân biết. Phàm là một ít chúa tể, thần ma cách động phủ hư không tương đối gần, cũng đều biết. Đặc biệt là ở Lam Thành, gần như toàn bộ các chúa tể trong Lam Thành đều có thể nhìn thấy động phủ như ẩn như hiện trong hư không xa xa, tản ra thần uy lẫm liệt. Dù sao, khoảng cách giữa Lam Thành và động phủ hư không vẫn tương đối gần. Đó là cái gì? Hình như là một tòa động phủ. Động phủ, không biết là hư ảnh hay là động phủ chân chính. Hình như là động phủ chân chính. Một tòa động phủ chân chính, xem ra có chút giống như là động phủ cường đại nào đó của Hoang Cổ Đại Lục, chỉ là làm sao lại ở trong hư không? Chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi quên một truyền thuyết của Thánh Nhân Hy Đại Lục Hoang Cổ. Truyền thuyết Thánh Nhân Hy, đúng rồi, Hoang Cổ Đại Lục vẫn luôn có tin đồn, động phủ hư không của Thánh Nhân Hy ở trong không gian. Có ai có thể tìm được động phủ hư không, có thể có được tất cả bảo vật của Thánh Nhân Hy. Thậm chí hiểu rõ bí mật của Thánh Nhân, thành tựu Thánh Nhân hoặc là Thủy Tổ. Thật sự là hư không động phủ, không được, phải mau mau đi xem một chút, bất kể có phải là động phủ hư không hay không, động tĩnh lớn như vậy khẳng định không phải chuyện đùa, có lẽ đây là cơ duyên to lớn. Đúng, cơ duyên đến rồi, không thể bỏ qua, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Thành đều chấn động. Thế là vô số chúa tể, đại chúa tể đều nhanh chóng rời khỏi Lam Thành, bay về phía động phủ hư không rộng lớn trong hư không. Trong động phủ hư không, đám người Lôi Đạo, Ngưu Ma Chúa Tể nhanh chóng bay vào trong bảo khố. Chỉ là vừa mới bay vào bảo khố, thần sắc 5 người lại cứng đờ, đứng ngây ra tại chỗ, thần sắc biến vô cùng cổ quái. Trong bảo khố có 2 tòa bảo tháp, 2 tòa bảo tháp này vô cùng cao lớn, tuy rằng động phủ chỉ lớn như vậy, nhưng bảo tháp này lại giống như vô cùng cao lớn. Lôi Đạo biết rất rõ ràng, cái này cũng không mâu thuẫn, cái này dính đến quy tắc phương diện không gian, lấy thực lực của Thánh Nhân Hy, chế tạo tu di động thiên cũng không tính là gì, huống chi chỉ là 2 tòa bảo tháp. Nhưng mấu chốt 2 tòa bảo tháp này, một tòa trên đó viết sinh, một tòa trên đó viết tử. Sinh tử bảo tháp, chuyện gì xảy ra? Thánh Nhân Hy ở trong bảo khố của mình còn cất giấu 2 tòa bảo tháp này, đây là sớm có chuẩn bị. Không thể nào, đường đường là thánh nhân, ở trong bảo khố của mình còn có phòng bị. Đây thật sự là quá cẩn thận đi, sinh tử bảo tháp này nên chọn tòa nào? Trong lúc nhất thời, đám người Ngưu Ma Chúa Tể đều trợn mắt há hốc mồm. Cũng có chút ủ rũ, bọn họ cực khổ tìm kiếm khí vận chi tử, lại thử phá giải trận pháp, thao tác mãnh liệt như hổ, kết quả mở bảo khố ra, lại chờ được 2 tòa tháp, sinh tử. Đây là bị Thánh Nhân Hy chơi rồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí của 5 người Lôi Đạo đều có vẻ hơi nặng nề. Tháp sinh tử, chọn thế nào? Đông đảo nhìn nhau, đều không có một quyết định, cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía Lôi Đạo. Muốn biết quyết định của Lôi Đạo, nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo là khí vận chi tử, ai bảo Lôi Đạo khởi vận nồng hậu như vậy? Lựa chọn của Lôi Đạo nhất định không sai, Lôi Đạo bây giờ cũng rất hoảng, đây là thao tác gì? Sinh tử tháp, thậm chí Lôi Đạo cũng trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ thấy Thánh Nhân Hy, cũng không biết sở thích của Thánh Nhân Hy. Nhưng ở trong động phủ của mình làm cái gì, tháp sinh tử? Làm trò xiếc một bước sinh một bước chết gì, cái này có bao nhiêu thú vị ác ý. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, Thánh Nhân Hy cũng làm như vậy, hiện tại Lôi Đạo phải đưa ra lựa chọn. Bảo khố có rất nhiều bảo bối quý giá, hiện tại lại còn phải lựa chọn, thậm chí sơ sẩy một cái còn có nguy hiểm ngã xuống. Lôi Đạo đô có chút muốn rút lui, hắn biết rõ, một khi tiến vào trong sinh tử tháp, tốc độ của hắn có lẽ sẽ không có ưu thế gì. Đó là một không gian phong bế, một khi có nguy hiểm gì, Lôi Đạo làm sao trốn. Vì bảo vật không hiểu thấu này, thậm chí hư vô mờ mịt, liền đem chính mình đặt vào hiểm cảnh, thật sự là cách làm rất ngu xuẩn. Tuy nhiên, Lôi Đạo vẫn đang do dự. Sinh tử tháp, tên như ý nghĩa, đơn thuần dựa theo ý tứ trên mặt chữ, tiến vào sinh tháp, có thể sống, tiến vào tử tháp, vậy thì có thể tử vong. Chỉ là, thật sự đơn giản như vậy sao? Đúng lúc này, cả tòa động phủ lại chấn động kịch liệt, tựa hồ động phủ đều muốn sụp đổ. Đó là Thánh Nhân Cổ. Ngưu Ma Chúa Tể thần sắc trầm xuống. Thánh nhân, lại có thánh nhân tiến đến. Trên thực tế, khu vực động phủ hư không chính là địa bàn của Thánh Nhân Cổ, cách Côn Bằng Thành cũng rất gần, không ngờ động phủ hư không xuất thế, nhanh như vậy đã kinh động đến thánh nhân. Thậm chí dẫn đến thánh nhân tự mình ra tay, chuẩn bị thu lấy động phủ hư không. Xong rồi, thánh nhân cũng xuất hiện rồi, chúng ta không còn cơ hội nữa. Chạy đi thì sao? Không, bây giờ chạy đi, nói không chừng sau đó Thánh Nhân Cổ sẽ tiêu diệt chúng ta. Chờ, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ, ta cảm thấy Thủy Tổ sẽ không ngồi yên không để ý tới. Thủy, ý ngươi là Thủy Tổ Tuyền? Đúng vậy, Thủy Tổ Tuyền Cơ cách động phủ hư không cũng rất gần, ngay cả thánh nhân cổ đô cũng tới, như vậy Thủy Tổ Tuyền Cơ cũng nhất định không xa. Lúc này, Ngưu Ma Chúa Tể đám người có thể làm không nhiều, chỉ có thể chờ. Trong lòng Lôi Đạo càng trầm xuống, hắn cảm thấy lần này thật sự là xui xẻo, cách rất xa chạy đến động phủ hư không, kết quả không đạt được gì, thậm chí còn lâm vào nguy cơ. Ngay cả thánh nhân cũng động thủ, hắn còn có thể làm sao? Tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa, cũng có thể nhanh hơn thánh nhân sao? Cho nên, bây giờ vẫn là thành thật thật ở lại đi. Giờ phút này, trong hư không, thánh nhân cổ đại là một vị mặc hoa bào, nhưng cả người thoạt nhìn lại có một loại tang thương, khí tức cổ xưa. Thánh nhân cổ xưa cũng không phải là một vị thánh nhân cổ xưa cỡ nào. Ngược lại, thánh nhân cổ thậm chí chỉ vẻn vẹn trải qua một lần đại kiếp nạn kỷ nguyên, cũng chính là kỷ nguyên trước, thánh nhân cổ tài thành tựu thánh nhân. Sở dĩ thánh nhân cổ thoạt nhìn tang thương, cổ xưa, đây là bởi vì đạo thánh nhân cổ tự mình đi ra tương đối đặc thù. Hiện tại, thánh nhân cổ đến vị trí động phủ hư không trước nhất. Bởi vậy, thánh nhân cổ có vẻ rất cao hứng. Ha ha ha, không ngờ hư không động phủ của thánh nhân Hy lại ở trên địa bàn của ta. Người ta nói thánh nhân Hy thôi diễn vô song, quả nhiên thuật thôi diễn của hắn đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi, dù đặt hư không động phủ ở địa bàn của ta cũng không biết. Nhưng giờ ta đã lấy được, tới đây cho ta. Thánh nhân cổ lập tức duỗi ra đại thủ, chụp thẳng tới hướng động phủ hư không. Ông, động phủ hư không bắt đầu rung động, dường như đang điên cuồng giãy giụa. Hả, hư không động phủ lại còn có liên hệ với không gian thông đạo, nhưng mà không dùng, qua đây cho ta. Bàn tay lớn của thánh nhân cổ, giống như kình thiên cự nhân, mặc cho động phủ hư không giãy giụa như thế nào, đều không thể giãy ra khỏi bàn tay của hắn. Dần dần, động phủ hư không bị thánh nhân cổ chậm rãi bắt ra. Thật ra thánh nhân cổ cũng nhìn thấy 5 vị chúa tể lôi đạo trong động phủ hư không. Hắn biết đây là vực ngoại thiên ma nhưng không thèm để ý. Có lẽ chính là 5 vị chúa tể này mới khiến cho động phủ hư không xuất thế, nếu không, thánh nhân cổ cũng không có khả năng đạt được động phủ hư không. Trước tiên bắt được động phủ hư không vào trong tay, về phần mấy tên chúa tể minh giới trong động phủ hư không, đến lúc đó thánh nhân cổ tiện tay là có thể xóa đi. Trong mắt thánh nhân, dưới thánh nhân chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi, khác biệt chính là con kiến hơi mạnh một chút và con kiến bình thường, nhưng thánh nhân ra tay cũng không khác là mấy, tiện tay nghiền ép. Ngay khi thánh nhân cổ sắp chộp động phủ hư không ra, bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một bóng người, ngay sau đó, lại là một bàn tay lớn, trực tiếp vỗ vào trên bàn tay lớn của thánh nhân cổ. Lập tức, bàn tay lớn của thánh nhân cổ trong nháy mắt sụp đổ, vỡ vụn, động phủ hư không lại lần nữa ổn định lại, lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không. Thánh nhân cổ, thế này còn đến sớm hơn so với ta, nhưng cuối cùng cũng chạy tới. Xuất hiện giữa hư không là một nam tử thoạt nhìn rất trẻ tuổi, dung nhan vô cùng tuấn mỹ, thậm chí tuấn mỹ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng thánh nhân cổ lại giống như không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Hắn quát khẽ một tiếng, Thủy Tổ Tuyền Cơ, người tới cũng không chậm. Nhưng ngươi đừng quên, khu vực này là địa bàn của ta, ngươi không trốn ở Lam Thành của ngươi đi, chạy tới địa bàn của ta, đây là muốn giấy lên đại chiến thánh nhân sao? Thì ra, nam tử tuấn mỹ vừa mới xuất hiện này, lại chính là Lam Thành chi chủ, thủy tổ vĩ đại trẻ tuổi nhất minh giới thủy tổ Lam. Thánh nhân đại chiến, thánh nhân cổ, ngươi cũng không nên dùng đại chiến uy hiếp ta, nếu ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Ánh mắt Thủy Tổ Tuyền ngưng tụ, cả người tựa hồ thoáng cái đều biến thành vô cùng lăng lệ ác liệt. Thánh nhân cổ nộ trùng thiên, nhưng hắn ta lại không thật sự ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, thủy tổ thương không kém. Theo lý thuyết, thủy tổ cùng thánh nhân đều không sai biệt lắm, có thể trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn. Vậy thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên rất lớn. Thánh nhân cổ tốt xấu gì cũng là thánh nhân thành tựu kỷ nguyên trước, đã trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, thực lực ít nhất so với thủy tổ côn bằng mạnh hơn. Dù sao, Thủy Tổ Tuyền Cơ chỉ là thủy tổ thành tựu ở kỷ nguyên này, thậm chí cũng không có trải qua bất kỳ một lần đại kiếp nạn kỷ nguyên nào. Nhưng Thủy Tổ Tuyền không giống, tình huống của hắn có chút đặc thù. Thủy Tổ Tuyền Cơ là một trong những lực lượng tổng hợp duy nhất của cả minh giới và hoang cổ đại lục, cuối cùng thành tựu thủy tổ. Thực lực mạnh, ít nhất không yếu hơn thánh nhân cổ. Hơn nữa, tiềm lực sau này của Thủy Tổ Diễm sẽ vô cùng to lớn. Thật muốn động thủ, thánh nhân cổ còn không nhất định là đối thủ của Thủy Tổ Côn Bằng. Thủy Tổ Tuyền Cơ, ngươi đừng hùng hổ dọa người như vậy, đây là địa bàn của ta. Cũng là động phủ hư không đầu tiên ta phát hiện, huống chi, động phủ hư không này còn là thánh nhân của hoang cổ đại lục ta lưu lại, lẽ ra phải bị thánh nhân của hoang cổ đại lục ta đạt được. Thánh nhân cổ vẻ mặt âm trầm nói, thánh nhân cổ, ta nghĩ ngươi tính sai rồi, động phủ hư không chính là thánh nhân Hy lưu lại không sai, nhưng thánh nhân Hy cũng không nói lưu lại động phủ hư không cho ai. Về phần động phủ hư không quả nhiên là ngươi phát hiện trước sao? Vậy cũng không nhất định. 5 vị chúa tể trong động phủ hư không, đó chính là người tu hành minh giới ta, là bọn họ phát hiện động phủ hư không trước, thậm chí tốn sức tâm huyết mới khiến động phủ hư không xuất thế. Động phủ hư không này tự nhiên phải là của minh giới chúng ta. Thủy Tổ Tuyền Cơ cũng liếc mắt thấy được tình huống trong hư không động phủ. Hắn cũng rất giật mình, không nghĩ tới động phủ hư không xuất thế, thế mà cùng người tu hành minh giới có quan hệ, hơn nữa còn là một trong mấy vị đại chúa tể đỉnh tiêm. Vậy hắn liền có lý do, hơn nữa còn làm cho người ta không cách nào phản bác. Thánh nhân cổ biến sắc, hắn thật sự không biết nên phản bác như thế nào. Hiện tại không thể nào tìm được Thánh Nhân Hy, dù sao Thánh Nhân Hy đi truy tìm ngọn nguồn của đại kiếp nạn kỷ nguyên. Hiện tại đã sớm biến mất không còn tăm tích, dù là ai cũng không cách nào tìm được. Nhưng mà, hắn sẽ cam tâm nhường ra động phủ hư không sao? Căn bản không có khả năng, có thể là động phủ của một vị thánh nhân, sao có thể dễ dàng tặng cho thủy tổ minh giới? Ha ha, Thủy Tổ Tuyền Cơ đúng là có thể kỳ quỷ giảo biện. Người tu hành minh giới ngươi lén lút muốn trộm bảo vật trong động phủ thánh nhân vĩ đại của đại lục hoang cổ ta. Loại hành vi này, đáng chết. Vù, theo một trận thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị vang lên, một đạo thân ảnh lại từ trong không gian bay ra, hơn nữa vừa xuất hiện, trên thân liền tản mát ra khí tức cường đại, vượt xa khí tức thánh nhân cổ. Lại là một vị thánh nhân, hơn nữa, còn là thánh nhân vô cùng cường đại. Bàn thánh nhân, không ngờ người cũng tới nhanh như vậy. Đôi mắt Thủy Tổ Tuyền hơi híp lại, lần này có chút phiền phức, trong lòng của hắn cũng đang cân nhắc. Thánh nhân cổ, Thủy Tổ Tuyền Cơ cũng không sợ, nhưng thánh nhân bàn thì khác. Đó chính là thánh nhân lâu năm, đã từng dám giao thủ với Thủy Tổ không? Tuy rằng bị Thủy Tổ không đánh bại, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của thánh nhân bàn. Dù sao, Thủy Tổ không chính là một trong những thủy tổ cổ xưa nhất minh giới. Thánh nhân bàn đã trải qua 3 lần kỷ nguyên đại kiếp nạn, vô cùng cường đại. Hơn nữa, bây giờ còn phải cộng thêm thánh nhân cổ, bởi vậy, Thủy Tổ Côn Bằng lập tức rơi vào thế hạ phong. Thánh nhân Nguyên, thánh nhân cổ, bây giờ là hai đại thánh nhân đối mặt với Thủy Tổ Côn Bằng. Cho dù Thủy Tổ Tuyền Cơ rất đặc thù, chính là vị chúa tể minh giới thứ nhất lại là thủy tổ thành tựu ở hoang cổ đại lục. Nhưng dù đặc thù như thế nào, đối mặt hai vị thánh nhân, vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Thánh nhân Nguyên, ngươi nhanh hơn ta một bước, sao nào, chỉ số lượng thánh nhân các ngươi nhiều thôi à. Bỗng nhiên, trong hư không lại bước ra một bóng người. Thủy Tổ Bàn, nhất thời, sắc mặt của thánh nhân Nguyên và thánh nhân cổ đều ngưng trọng, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Thủy Tổ Bàn, đây chính là trải qua 4 lần kỷ nguyên đại kiếp nạn. Ở trong thánh nhân đều thuộc về tồn tại cường đại, cũng chính bởi vì Thủy Tổ Bàn tồn tại, Bàn Thành, Lam Thành mới có thể vững như thành đồng, trên cơ bản không có xuất hiện vấn đề gì. Nếu không, cho dù có hai vị thủy tổ, nhưng nếu đều không khác gì Thủy Tổ Côn Bằng, vậy những thánh nhân của đại lục hoang cổ cũng không chắc sẽ bí quá hóa liều động thủ với hai vị thủy tổ. Nhưng có Thủy Tổ Bàn, vậy thì không giống, một vị thánh nhân hoặc là thủy tổ đã trải qua 4 lần đại kiếp nạn kỷ nguyên khủng bố đến cỡ nào, ai cũng không biết, cho dù là thánh nhân Nguyên cũng mới trải qua 3 lần đại kiếp nạn kỷ nguyên, còn kém 1 lần đại kiếp nạn kỷ nguyên với Thủy Tổ Bàn. Thủy Tổ Bàn, ngay cả ngươi cũng tới, minh giới các ngươi đến tột cùng là có ý gì, chẳng lẽ thật muốn nhấc lên đại chiến? Thánh nhân hoang cổ đại lục ta cũng không sợ. Lúc này, nguyên nhân thánh nhân cũng trở nên ngưng trọng, thậm chí không tiếc rời ra khỏi đại lục hoang cổ, đề tài lên cao đến mức đại chiến giữa đại lục hoang cổ và minh giới. Thủy Tổ Bàn nhìn thoáng qua thánh nhân Nguyên, đương nhiên có thể nhìn ra một ít tâm tư nhỏ của thánh nhân Nguyên. Có điều, Thủy Tổ Bàn cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp nói. Động phủ hư không, chắc hẳn hai vị thánh nhân cũng sẽ không từ bỏ đâu nhỉ. Mà minh giới chúng ta đương nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu vì một động phủ hư không dẫn đến hai bên chúng ta đại chiến, cuối cùng tử thương như thế nào, chỉ sợ không ai đoán trước được. Hừ, ở đại lục hoang cổ, thánh nhân chúng ta bất tử bất diệt, ai có thể làm gì được chúng ta. Ngược lại là những thủy tổ các ngươi, cho dù cường đại, nhưng chết một lần, các ngươi liền thật chết. Thánh nhân Nguyên cười lạnh một tiếng. Thật sao, thánh nhân các ngươi bất tử bất diệt, nhưng nếu như tiêu diệt tất cả hóa thân của các ngươi lại có thể làm gì? Bất quá chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy tổ của chúng ta càn quét trong đại lục hoang cổ. Huống chi, nếu thủy tổ của chúng ta cùng nhau liên thủ, chưa chắc có năng lực chấn động đại lục hoang cổ. Đến lúc đó, nói không chừng đại kiếp nạn kỷ nguyên đã tới sớm, các ngươi những thánh nhân mất đi tất cả hóa thân này, lấy cái gì để chống đỡ đại kiếp nạn kỷ nguyên? Thủy Tổ Bàn cũng đồng dạng dùng màu sắc, cười lạnh nói. Thánh nhân Nguyên cũng trầm mặc, sắc mặt của hắn rất khó coi, bởi vì hắn biết Thủy Tổ Bàn là sự thật. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng không có hóa thân, đại kiếp nạn kỷ nguyên tiến đến. Thánh nhân sẽ vẫn lạc, đây chính là nhược điểm lớn nhất của thánh nhân sợ nhất đại kiếp nạn kỷ nguyên. Đương nhiên, kỷ nguyên đại kiếp là đại địch của thánh nhân và thủy tổ. Thủy tổ cũng khó có thể vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên. Hơn nữa, hóa thân của thánh nhân rất khó hoàn toàn tiêu diệt, một khi đại chiến, thánh nhân bất tử bất diệt cũng rất khó dây dưa, không phải vạn bất đắc dĩ. Giữa thánh nhân và thủy tổ sẽ không bộc phát đại chiến sinh tử. Có lẽ sẽ có một ngày, thánh nhân và thủy tổ sẽ bộc phát đại chiến, nhưng tuyệt đối không phải là bởi vì một tòa động phủ hư không. Cho dù hư không động phủ có chân quý thế nào, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thánh nhân Hy lưu lại mà thôi. Ở chỗ này, có mấy vị thánh nhân, thủy tổ, đều mạnh hơn thánh nhân Hy, động phủ thánh Hy lưu lại. Làm sao có thể để mấy vị thánh nhân cùng thủy tổ tiến hành đại chiến sinh tử? Nếu không thể đại chiến, hơn nữa đều rất kiêng kỵ lẫn nhau, vậy cũng chỉ có thỏa hiệp. Động phủ hư không thể để các chúa tể minh giới các ngươi độc chiếm. Thật lâu sau, thánh nhân Nguyên trầm giọng nói, đây chính là ý tứ thỏa hiệp. Thủy tổ bàn cũng gật đầu nói, động phủ hư không có thể mở ra, nhưng 5 vị chúa tể của chúng ta ở trong động phủ hư không thể dịch chuyển ra ngoài. Nếu bọn họ đã tìm được động phủ hư không trước thì nên cho bọn họ cơ hội đi trước một bước, đây là cơ duyên của bọn họ. Còn lại, mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì đưa những thứ khác đến động phủ hư không đều được. Cứ quyết định như vậy đi, thủy tổ, thánh nhân không thể ra tay, thì để cho chúa tể, thần ma của hai bên tiến vào động phủ hư không, cho đến khi có người hoàn toàn xông qua sinh tử tháp mới thôi. Được, hai bên cứ như vậy đạt thành hiệp nghị, nói chung, vẫn là một phương minh giới chiếm được một chút tiện nghi, có thể cho phép 5 vị chúa tể như Lôi Đạo, Ngưu Ma chúa tể tiếp tục lang bạt trong động phủ hư không. Đây chính là ưu thế phát ra trước, đương nhiên, với thủ đoạn của Nguyên Thánh Nhân Cổ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ khiến thần ma cường đại đến đây, đám người Lôi Đạo cũng chỉ chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Ưu thế cũng không lớn, vù, sau một khắc, thánh nhân biến mất, hiển nhiên đã đi triệu tập đông đảo thần ma. Mà Thủy Tổ Bàn và Thủy Tổ Diễm liếc mắt nhìn nhau, Thủy Tổ Bàn lắc đầu nói, thật không ngờ, bọn họ còn có thể có cơ duyên như vậy. Bất quá, đạo thôi diễn của thánh nhân Hy quả thực rất mạnh, hơn nữa lưu lại sinh tử tháp, đây là căn bản của hắn. Bảo vật ngược lại là thứ yếu, nếu như ai có thể xông qua sinh tử tháp, nắm giữ đạo thôi diễn, nói không chừng về sau còn có thể có người thành tựu thủy tổ. Thủy Tổ Diễm lạnh như băng nói, đi con đường của người khác, vĩnh viễn cũng không thành được thủy tổ. Thủy Tổ Bàn cũng không phản bác, thủy tổ cũng được, thánh nhân cũng thế, đều cần phải đi ra con đường của mình. Nhưng tham khảo con đường của những người khác vẫn rất hữu dụng, chính là Nạp Bách Xuyên cũng có thể thành tựu thủy tổ. Huống chi, cho dù không thể thành tựu thủy tổ, nếu như nắm giữ thôi diễn chi đạo, vậy vô cùng có khả năng xuất hiện một vị chúa tể cường đại gần với thủy tổ, thánh nhân, đối với toàn bộ minh giới đều là một chuyện tốt. 5 vị chúa tể kia có thể cũng không biết huyền bí của sinh tử tháp, cũng được, nói cho bọn hắn, để bọn hắn nắm chặt thời gian. Thế là thánh nhân Bàn tự mình truyền âm. Lúc này, trong động phủ hư không, 5 vị chúa tể như Lôi Đạo nhìn xung quanh, cuối cùng động phủ không lắc lư nữa, hơn nữa khí thế khủng bố vừa rồi thậm chí khiến 5 chúa tể có cảm giác bị nghiền nát. Đây mới chỉ là khí thế mà thôi, thánh nhân, đây nhất định là thánh nhân, thậm chí còn không chỉ có một vị thánh nhân, đều đi rồi, yên tĩnh, chỉ còn lại thủy tổ. Thiếu chút nữa, nếu như thời gian các thủy tổ đến chậm một chút, chúng ta liền xong rồi. Động phủ hư không sao có thể xuất thế, thánh nhân Hy bày chúng ta một đường, bây giờ nên chọn như thế nào? Là rời đi hay là xông vào sinh tử tháp? Có lẽ bên trong sinh tử tháp không có thứ gì, 5 vị chúa tể cũng do dự. Dựa theo ý nghĩ của Lôi Đạo, hắn muốn trực tiếp rời đi, nhưng đám người Ngưu Ma chúa tể cảm thấy không cam lòng. Bọn họ bận rộn thời gian dài như vậy, kết quả cái gì cũng không có đạt được, uổng công bận rộn. Đúng lúc này, bên tai đám người Lôi Mỗ, Ngưu Ma chúa tể đều truyền đến một trận thanh âm. Các ngươi đều đồng ý, bên trong sinh tử tháp có bảo vật suốt đời của thánh nhân Hy, hơn nữa sinh tử tháp này, thật ra chỉ là căn bản lúc trước thánh nhân Hy thành tựu thánh nhân, sinh tử đại đạo. Các ngươi xông sinh chi tháp, thu được chính là một ít bảo vật cùng cảm ngộ liên quan tới sinh mệnh đại đạo. Nếu như đi xông tử chi tháp, vậy thu hoạch được chính là cảm ngộ cùng bảo vật liên quan tới tử vong đại đạo. Hiện tại chúng ta cùng thánh nhân của Hoang Cổ Đại Lục đã đạt thành hiệp nghị, thánh nhân, thủy tổ sẽ không nhúng tay vào hư không động phủ, nhưng sẽ mở ra đối với thần ma, chúa tể. Đến lúc đó, sẽ có lượng lớn thần ma, chúa tể đến sông sinh tử tháp, các ngươi hiện tại có ưu thế tiên phát. Nếu quyết định xông vào sinh tử tháp, hiện tại phải nắm chặt thời gian. Thanh âm này là của Thủy Tổ Bàn. Hơn nữa, Thủy Tổ Bàn nói xong, liền cùng Thủy Tổ Miểu Miểu biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ để lại bóng dáng đám người Lôi Đạo trong động phủ hư không. Là Thủy Tổ Bàn, thì ra sinh tử tháp thật sự cất giấu bảo vật, hơn nữa còn là bí ẩn đại đạo của thánh nhân Hy thành tựu thánh nhân. Một khi muốn xông vào, thánh nhân sẽ cảm ngộ, đây là huyền bí chân chính của thánh nhân, thủy tổ, bình thường bất luận vị thánh nhân hay thủy tổ nào cũng tuyệt đối sẽ không truyền thụ huyền bí như vậy, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mặc dù nói đi con đường của người khác, vĩnh viễn cũng không cách nào thành tựu thủy tổ, nhưng Hải Nạp Bách Xuyên, nếu như có thể dung nhập sinh tử đại đạo vào đạo của chính chúng ta, cảm ngộ của chính chúng ta, nói không chừng có thể đột phá ràng buộc, thành tựu thủy tổ. Nghe được Thủy Tổ Bàn nói, Ngưu Ma chúa tể và Tứ Đại Đại chúa tể đỉnh tiêm vô cùng kích động. Những đại chúa tể đỉnh tiêm bọn họ không giống với Lôi Đạo. Thứ bọn họ theo đuổi không phải là thực lực tăng lên, cũng không phải bảo vật, mà là thủy tổ. Chỉ cần có thể thành tựu thủy tổ, bọn họ sẽ đổ xô tới. Không tiếc bất cứ giá nào, hiện tại xông vào sinh tử tháp, lại có thể thu được cảm ngộ của sinh tử đại đạo. Đây chính là cảm ngộ của thánh nhân, chân quý cỡ nào. Cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhất là Ngưu Ma Chúa Tể, đã trải qua một lần cơ hội Long Trì gây dựng lại thân thể, thực lực đã tăng lên tới trình độ cao thâm khó lường. Nếu như lại có thể từ trong sinh tử tháp này đạt được một ít cảm ngộ sinh tử đại đạo, nói không chừng thật sự có thể lột xác. Thế là, đám người Ngưu Ma Chúa Tể nhao nhao bắt đầu lựa chọn. Ta chuẩn bị đi xông xáo tháp tử, ta một tiếng đều nương theo giết chóc, quật khởi từ trong giết chóc, lý giải đối với tử vong chi đạo rất sâu, hẳn là có thể có thu hoạch. Ta nên thử xông tháp sinh mệnh, có lẽ có thể đạt được bí ẩn sinh mệnh. Sinh tử đại đạo, ta đã chuẩn bị xông vào một lần. Hiện tại phải tranh thủ thời gian, Lôi Chúa Tể, ngươi không đi thử một lần. 4 vị chúa tể khác đều làm ra quyết định, chỉ có Lôi Đạo còn chưa làm ra quyết định. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, hắn nhìn thoáng qua tháp sinh và tháp tử, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Trên thực tế, sinh tử tháp thật là một cái cơ duyên, 4 vị chúa tể nói đều rất có đạo lý, nhưng có một chút, 4 vị chúa tể đều không có đề cập. Đó chính là nguy hiểm, bên trong sinh tử tháp, có thể sẽ chết, chỉ là, đối với tử vong, 4 vị đại chúa tể đỉnh tiêm này, ai sẽ để ý. Muốn mạo hiểm, tất nhiên sẽ có thương vong, thậm chí triệt để tử vong. Vì thành tựu thủy tổ, bọn họ nơi nào còn sẽ sợ hãi tử vong. Nhưng Lôi Đạo thì khác, Lôi Đạo thông qua cố gắng của mình, hắn tin tưởng vững chắc, sớm muộn gì cũng có thể trở thành thủy tổ. Bây giờ đi sinh tử tháp mạo hiểm, dường như có chút không đáng giá. Ta sẽ không đi, Lôi Đạo lắc đầu, nghe nói lúc trước Thánh Nhân Hy cũng rất thích thu thập các loại bảo vật kéo dài tuổi thọ, sinh mệnh lôi, chỉ sợ đều giấu ở trong tháp sinh mệnh, ngay cả 108 viên trường sinh châu cũng chỉ là bảo vật loại sinh mệnh bình thường mà thôi. Ngưu Ma Chúa Tể vừa dứt lời, liền thấy được bóng người Lôi Đạo. Gần như hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền bay vào trong tháp sinh. 4 đại chúa tể đỉnh tiêm liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ cũng đều nhao nhao bay vào sinh tử tháp. Vù, Lôi Đạo rơi vào tầng thứ nhất của tháp sinh mệnh, theo sát phía sau là Ngưu Ma Chúa Tể và một vị chúa tể khác. Cộng thêm Lôi Đạo, tổng cộng có 3 vị chúa tể lựa chọn tiến vào tháp sinh. Ngưu Ma Chúa Tể cười như không cười nói, Lôi Chúa Tể, sao ngươi lại đổi ý, nguyện ý xông tháp sinh mệnh. Trên thực tế, Ngưu Ma Chúa Tể biết, Lôi Đạo có nhu cầu vượt qua loại bảo vật kéo dài tuổi thọ. Một khi biết được bảo vật trong tháp sinh mệnh còn quý giá hơn 108 viên trường sinh châu, sao có thể từ bỏ. Nhưng dường như Lôi Đạo không hề cảm thấy xấu hổ, mà nghiêm túc nói, sinh chi tháp ẩn chứa đại đạo sinh mệnh của Thánh Nhân Hy. Vô cùng quý giá, đương nhiên ta phải tới xem một chút. Nghe như là chuyện như vậy, nhưng rất nhanh, Lôi Đạo lại hỏi, Ngưu Ma Chúa Tể, đại đạo sinh mệnh này có liên quan tới chúa tể minh giới chúng ta không? Chúa tể minh giới chúng ta chủ tu thân thể, tất cả thủ đoạn tu hành đều ở chỗ tăng cường độ thân thể. Khi đại đạo thân thể đạt tới trình độ nhất định, phá vỡ ràng buộc, tự nhiên sau đó có thể thăng cấp cảnh giới. Chân thần như vậy, tôn giả như vậy, chúa tể cũng như vậy. Thậm chí ngay cả thủy tổ, các ngươi cũng đang cố gắng tăng cường thân thể, để cho thân thể từng bước một tăng cường, hy vọng một ngày kia có thể triệt để đột phá xiềng xích thân thể, thành tựu thủy tổ. Lôi Đạo thật sự không hiểu, thủy tổ và thánh nhân tuy đều là cùng cấp độ, nhưng trên thực tế vẫn có khác biệt rất lớn. Dù sao, hệ thống tu hành lại khác biệt. Hệ thống tu hành minh giới, chỉ tu thân thể, sẽ không cảm ngộ quy tắc, đại đạo gì đó. Cho dù hệ thống tu hành thế giới tu luyện Lôi Đạo, chính là nhân loại sáng tạo độc đáo, trên thực tế cũng sẽ không lĩnh ngộ pháp tắc, quy tắc cùng đại đạo gì đó. Chỉ là lúc dưới chân thần, còn cần lĩnh ngộ một ít pháp tắc. Nhưng thành tựu chân thần, tôn giả, chúa tể về sau, cũng chỉ tu nhục thân là được. Tháp sinh và tháp tử, cho dù có cảm ngộ sinh tử đại đạo của Thánh Nhân Hy gì đó, cũng không liên quan đến các chúa tể. Nhưng vì sao đám người Ngưu Ma Chúa Tể lại bức thiết muốn đi vào tháp sinh tử như vậy? Đây là một vấn đề, Ngưu Ma Chúa Tể lắc đầu, lập tức cười nói, Lôi Chúa Tể vừa tới Hoang Cổ Đại Lục không bao lâu, đối với chuyện tu hành còn có một chút không hiểu biết. Bất quá, hệ thống tu hành minh giới đích thật là như vậy. Không tu pháp tắc, cũng không tu đại đạo, chỉ tu thân thể, chúng ta cho rằng lực lượng đại đạo trình độ nhất định, như vậy vấn đề còn lại cũng không phải là vấn đề. Rất nhiều thủy tổ cũng là từng bước một như vậy, lĩnh ngộ pháp tắc, đại đạo. Trên thực tế là hệ thống tu hành của Hoang Cổ Đại Lục. Hoang Cổ Đại Lục chú ý đốn ngộ, chú ý thiên phú, bọn họ chú ý giao lưu cùng thiên địa, đối với pháp tắc. Đại đạo, phi thường coi trọng, đây cũng là căn cơ của bọn họ. Mỗi một vị thánh nhân, đối với lĩnh ngộ đại đạo đều phi thường khắc sâu, thậm chí mỗi một vị thánh nhân đều nắm giữ đạo độc đáo của mình, như thế mới có thể trở thành thánh nhân. người tu hành minh giới chúng ta không tu đại đạo. Nhưng đến đại lục hoang cổ thì khác, ở minh giới đã rất lâu rồi không sinh ra một vị thủy tổ. Duy nhất sinh ra thủy tổ chính là thủy tổ Côn Bằng, hơn nữa còn là sinh ra ở trong đại lục hoang cổ. Thủy tổ Côn Bằng vừa vặn chính là tham chiếu biện pháp của đại lục hoang cổ, lĩnh ngộ một số đại đạo, hơn nữa dung nhập bản thân, cuối cùng thành tựu thủy tổ ở đại lục hoang cổ. Trong lòng Lôi Đạo sáng tỏ thông suốt, trước kia đối với sự tích thủy tổ Diễm thành tựu thủy tổ, Lôi Đạo tuy rằng nghe nói qua, nhưng tình huống cụ thể, Lôi Đạo lại hoàn toàn không biết gì cả. Có đôi khi, thậm chí còn có chút mây mù che phủ. Ví dụ như, đều nói thủy tổ Tuyền Cơ rất đặc thù, là thủy tổ minh giới cùng hoang cổ đại lục kết hợp mà thành tựu. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Lôi Đạo cũng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí nghe rất mơ hồ. Mà bây giờ, Lôi Đạo đã hiểu, thì ra thủy tổ Tuyền Cơ đi con đường lĩnh ngộ đại đạo trong hoang cổ đại lục. Đây không phải con đường thánh nhân sao? Chờ một chút, Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi vừa rồi nói thủy tổ Côn Bằng thành tựu là thủy tổ, mà không phải thánh nhân. Nếu lĩnh ngộ đại đạo, đây là hệ thống tu hành của hoang cổ đại lục, không phải nên trở thành thánh nhân sao? Lôi Đạo bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, thậm chí là căn bản. Thủy tổ Tuyền Cơ rốt cuộc là thủy tổ hay là thánh nhân? Điểm này, trên thực tế chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng đã xưng là thủy tổ cương, vậy nhất định chính là thủy tổ. Hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói thủy tổ cương tu luyện ra nguyên thần, hơn nữa đem nguyên thần ký thác ở trong hoang cổ đại lục, không có nguyên thần ký thác ở hoang cổ đại lục, vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không là thánh nhân. Chúng ta chỉ biết một điểm, cũng là thủy tổ Diễm chính miệng nói. Đại đạo của hoang cổ đại lục, đối với chúa tể thành tựu thủy tổ có trợ giúp rất lớn. Cũng chính là câu nói này, để vô số đại chúa tể đỉnh tiêm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bắt đầu xông xáo ở trong hoang cổ đại lục, thậm chí thử nghiệm lĩnh ngộ đại đạo trong hoang cổ đại lục, chỉ là, đến nay cũng vẻn vẹn chỉ có một mình thủy tổ Diễm thành công mà thôi. Lôi Đạo đã hiểu, cái gọi là đại đạo, trên thực tế chính là hệ thống tu hành của hoang cổ đại lục. Chúa tể minh giới tuy rằng không tu luyện, nhưng lại có thể tham khảo một phen, đồng thời còn có tiền lệ thành công, đó chính là thủy tổ Côn Bằng. Nếu thủy tổ Tuyền Cơ có thể thành công, vậy những người khác cũng có cơ hội thành công. Cho nên, đối với sinh tử tháp lần này, trên thực tế Ngưu Ma Chúa Tể và các đại chủ tể đỉnh tiêm đều rất xem trọng. Đây chính là đại đạo mà Thánh Nhân Hy thành Thánh Nhân lĩnh ngộ. Nếu như có thể mượn sinh tử tháp lĩnh ngộ 1-2, vậy chưa chắc không thể biến thành thủy tổ cương thứ hai. Đương nhiên, bây giờ Lôi Đạo hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hắn căn bản cũng không cần đi lĩnh ngộ cái gì đại đạo. Dù sao, Lôi Đạo còn rất trẻ tuổi, hắn thời gian có rất nhiều. Hắn còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Không có đạt tới tiến không thể tiến. Hắn tiến vào là tháp sinh, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là đạt được bảo vật loại duyên thọ. Bảo vật loại duyên thọ sánh ngang với 108 viên Trường Sinh Châu. Đúng rồi, tháp sinh chi tầng thứ nhất này, rốt cuộc khảo nghiệm là cái gì? Lôi Đạo phát hiện, tầng thứ nhất của tháp sinh là một tòa đại điện, chỉ là hiện tại trên đại điện lại không có một bóng người. Làm sao có khảo nghiệm gì? Phải xông qua tháp sinh mới có thể thu được bảo vật hoặc là cảm ngộ. Rầm rầm, đột nhiên, trên đại điện xuất hiện một đạo quang mang, trong nháy mắt đem Lôi Đạo cùng Ngưu Ma Chúa Tể ba vị chúa tể đều bao phủ ở trong đó. Sau đó, ba vị chúa tể đều thấy được trước mắt hiện ra lít nha lít nhít đường vân cùng với ký hiệu. Đây là pháp trận, lại là pháp trận, đám người Ngưu Ma Chúa Tể đối với pháp trận đều lòng còn sợ hãi. Đại trận trước bảo khố, bọn họ hao phí vô số tâm huyết và tinh lực, kết quả thì sao? Vẫn phải dựa vào khí vận của Lôi Đạo mới có thể tiến vào trong bảo khố. Hiện tại lại là pháp trận, bọn họ lấy cái gì để xông qua tháp sinh? Chờ một chút, đây không phải pháp trận, đây là khảo nghiệm. Chỉ là, khảo nghiệm này tựa hồ là một đạo đê, làm đê. Lôi Đạo kinh ngạc, hắn quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, trước mặt ba vị chúa tể như Lôi Đạo, đều đồng thời hiện ra một đề giống nhau. Hơn nữa, đề này thật đúng là vô cùng kỳ ba người lôi, để cho Lôi Đạo ba vị chúa tể đều trợn mắt hốc mồm. Thần ma giáp lĩnh ngộ một đạo sinh mệnh pháp tắc. Thần ma ất lĩnh ngộ 2 đạo sinh mệnh pháp tắc. Thần ma bính lĩnh ngộ 3 đạo sinh mệnh pháp tắc. Nếu ba vị thần ma ấn chứng trao đổi sinh mệnh pháp tắc, có thể cảm ngộ ra bao nhiêu đạo sinh mệnh pháp tắc mới? Đây là vấn đề hiện lên trước mặt Lôi Đạo, quả thực là vấn đề kỳ hoa tới cực điểm. Hơn nữa phía dưới còn có rất nhiều đáp án, từ một đạo sinh mệnh pháp tắc đến ngàn vạn đạo sinh mệnh pháp tắc, đáp án có ngàn vạn cái. Rốt cuộc nên chọn cái nào? Đây là một vấn đề lớn, mấu chốt là, một khi lựa chọn sai lầm, sẽ bị đưa vào tháp sinh. Tuy có thể lại tiến vào, nhưng mặc kệ đặt mình ở tầng thứ mấy, lại sẽ từ tầng thứ nhất bắt đầu lại từ đầu vượt tháp. Loại thiết kế này, quả thực, khó có thể nói lý. Lôi Đạo có thể tưởng tượng được, đến lúc đó những thần ma, chúa tể kia nhìn thấy một màn như vậy, sẽ có biểu lộ sụp đổ cỡ nào. Lôi Đạo cũng ngơ ngác, Thậm chí Lôi Đạo còn ác ý phỏng đoán, vị Thánh Nhân Hy này rốt cuộc đã từng trải qua những gì? Lại có thể ở trong tầng khảo nghiệm thứ nhất của tháp sinh, để lên một đạo đề như thế, quả thực làm cho người ta choáng váng. Lôi Đạo đô có chút ngơ ngác, nên chọn như thế nào? Lôi Đạo căn bản không có suy nghĩ về đề này, bởi vì căn bản không có ý nghĩa gì. Ai có thể biết đây là đề gì? Xác định không phải là thú vui xấu của Thánh Nhân Hy. Nhưng cho dù đây là thú vui xấu của Thánh Nhân Hy, thậm chí ngay cả đáp án cũng chỉ có Thánh Nhân Hy trước đó thiết lập tốt mới là đáp án chính xác. Thế này còn chọn thế nào? Chỉ sợ cho dù là những thủy tổ khác biết đề này, vậy cũng tuyệt đối sẽ bối rối. Đều nói Thánh Nhân Hy am hiểu thôi diễn, chẳng lẽ đề này cần năng lực thôi diễn rất kín đáo? Lôi Đạo lại cảm thấy đề này có thể không đơn giản như vậy. Đường đường là thánh nhân, sẽ không có ác thú vị thật chứ? Trêu đùa thần ma, Lôi Đạo lắc đầu, đường đường là thánh nhân, thật sự không đến mức như vậy, chỉ sợ đề này thật sự có chút thâm ý, liên tưởng đến Thánh Nhân Hy am hiểu thôi diễn nhất, có lẽ đề này cần thôi diễn mới có thể biết đáp án. Lôi Đạo và Ngưu Ma Chúa Tể liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tổng cộng có 3 vị chúa tể, chỉ là thôi diễn đây là cái gì? 3 người căn bản sẽ không thôi diễn, nếu không thôi diễn, cái này còn chọn thế nào? Chỉ có thể dựa vào vận khí, dù sao chúng ta cũng chỉ ở tầng thứ nhất, cho dù thất bại, cùng lắm thì bị đưa ra ngoài, còn có thể trở về. Ta thử trước một lần, một vị đại chủ tể đỉnh tiêm của Nguyên Thành, bỗng nhiên trầm giọng nói. Đáp án hắn lựa chọn là sinh mệnh pháp tắc đạo 3. Vù, sau một khắc, vị đại chúa tể đỉnh tiêm kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Sai rồi, Lôi Đạo và Ngưu Ma Chúa Tể nhìn nhau, còn chưa lấy lại tinh thần, đồng bạn bên cạnh đã thiếu mất một người. Điều này cũng khiến bọn họ bừng tỉnh, tầng khảo nghiệm thứ nhất của tháp sinh mệnh này đã bắt đầu, không phải trò đùa gì. Một khi đáp sai, sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trên thực tế, loại phương thức này, thoạt nhìn có một chút lỗ thủng. Đó chính là, có thể không ngừng thử nghiệm. Ví dụ như, đáp án thứ nhất sai lầm, mãi cho đến đáp án thứ 100, có thể tổ chức rất nhiều cái gì để thử. Nhưng lỡ như đáp án là cuối cùng thì sao? Mà đáp án cuối cùng, vậy cũng không chỉ đơn giản là ngàn vạn cái, rất có thể sẽ càng nhiều, cho dù có nhiều thần ma như vậy. Cũng không có nhiều thời gian như vậy. Huống chi, lỗ hổng rõ ràng như vậy. Thánh Nhân Hy lại không biết. Ngưu Ma Chúa Tể, người chọn trước đi. Lôi Đạo mở miệng nói, hắn thật sự không có lòng tin gì. Nhưng mà, Ngưu Ma Chúa Tể dường như tương đối tỉnh táo. Hắn nghĩ tới lúc trước Lôi Đạo lựa chọn trận điểm mấu chốt biểu hiện ra, vận khí. Vì vậy Ngưu Ma Chúa Tể vừa cười vừa nói, vẫn là Lôi Chúa Tể mời trước đi. Nếu như Lôi Chúa Tể có thể thành công, ta cũng có thể đuổi kịp Lôi Chúa Tể. Thuận tiện xông vào tầng thứ 2. Ngưu Ma Chúa Tể đây chính là muốn dựng vào Lôi Đạo. Ai bảo Lôi Đạo là khí vận chi tử chứ? Lỡ như Lôi Đạo tùy tiện lựa chọn một đáp án liền thành công thì sao? Vẫn là Ngưu Ma Chúa Tể mời đi, ta đối với đáp án này thật sự không có lòng tin gì. Không sao, tất cả đều dựa vào vận khí, đối với vận khí của Lôi Chúa Tể, ta có lòng tin. Nhưng ta không có lòng tin. Lôi Chúa Tể, ngươi không có lòng tin chính là lòng tin lớn nhất của ta, ngươi cứ nhắm mắt lại tùy tiện chọn. Lôi Đạo có chút cạn lời. Ngưu Ma Chúa Tể sao trông còn tự tin hơn hắn ta? Không được, cho dù là làm đề, vậy cũng nên phân tích một phen, không thể thật sự dựa vào vận khí. Trong lòng Lôi Đạo khẽ động, hắn cảm thấy đề này có khả năng giấu giếm, huyền cơ. Đường đường là thánh nhân, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có đạo lý nhất định, hiện tại đề này khẳng định cũng có đạo lý, chỉ là không có người nào có thể lĩnh ngộ mà thôi. Lôi Đạo cẩn thận phân tích một phen, bản thân đề này là không thể giải, nhưng người ra đề mục là Thánh Nhân Hy, cái này đáng giá thương thảo. Thánh Nhân Hy chắc chắn sẽ không xuất ra một đáp án đơn giản, bằng không mà nói, chỉ là thử đều có thể thử ra. Nhưng hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn, bằng không mà nói, có thể vĩnh viễn cũng không có ai có thể xông qua sinh chi tháp tầng thứ nhất. Cho nên, đáp án này hẳn là không đơn giản, nhưng lại không khó. Ta suy nghĩ một chút, nếu không liền chọn đáp án 999 đạo pháp tắc này. Không được, nhìn vẫn là quá đơn giản, vậy thì lại thêm chút, chọn 9999 đạo sinh mệnh pháp tắc như thế nào? Lôi Đạo suy nghĩ một chút, trải qua phân tích kín đáo của hắn, gần như là không có bất kỳ sơ hở nào phân tích, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, phân tích ra một đáp án. 9999 đạo sinh mệnh pháp tắc. Đáp án này, Lôi Đạo cảm thấy rất đáng tin cậy, dù sao, đây là đáp án sau khi trải qua hắn phân tích kín đáo cho ra, Lôi Đạo cảm thấy, ít nhất vẫn có một chút hy vọng. Lôi Đạo cũng nói đáp án này cho Ngưu Ma Chúa Tể. Ngưu Ma Chúa Tể quá sợ hãi nói, không cần, Lôi Chúa Tể, người tuyệt đối không nên phân tích. Cứ nhắm mắt lại tùy tiện chọn bừa, nhất định có thể chọn được đáp án chính xác. Ngưu Ma Chúa Tể thật đúng là tin tưởng vận khí của Lôi Đạo, về phần đáp án, cố gắng phân tích của Lôi Đạo, Ngưu Ma Chúa Tể căn bản cũng không thèm để ý. Nếu thật sự có thể phân tích ra đáp án, Thánh Nhân Hy cũng sẽ không cần ra đề như vậy, Nhưng Lôi Đạo không thể thật sự đụng vào vận may, vì thế hắn hít sâu một hơi nói, Ngưu Ma Chúa Tể, không tin ta thử một lần trước, người tự nhiên sẽ biết. Sau một khắc, Lôi Đạo kiên định lựa chọn đáp án là 9999 đạo sinh mệnh pháp tắc. Ông, bỗng nhiên, một chùm sáng mạnh mẽ bao phủ Lôi Đạo. Sau đó, liền thấy Lôi Đạo nhanh chóng bay lên bầu trời đại điện. Cả người cứ như vậy trống rỗng tiến vào tầng thứ hai của tháp sinh. Thành công, đáp án chính xác lại thật sự bị Lôi Chúa Tể phân tích ra. Ngưu Ma Chúa Tể quả thực cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ Lôi Chúa Tể là cường giả thôi diễn thâm tàng bất lộ? Tinh thông thôi diễn thuật, dù sao Ngưu Ma Chúa Tể hiện tại rất khiếp sợ, bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nếu Lôi Đạo đã phân tích ra đáp án chính xác, vậy hắn còn có cái gì có thể do dự? Ta cũng lựa chọn đáp án 9999 đạo sinh mệnh pháp tắc này. Ngưu Ma Chúa Tể nhanh chóng lựa chọn đáp án. Hắn mong đợi cũng tiến vào tầng thứ hai của tháp sinh, sau đó lại đi theo bước chân của Lôi Đạo, một đường hướng lên trên. Mặc kệ Lôi Đạo phân tích ra đáp án chính xác hay là do khí vận. Dù sao chỉ cần đi theo Lôi Đạo là được, chỉ là, theo Ngưu Ma Chúa Tể lựa chọn đáp án, lập tức, thân ảnh Lôi Đạo Chúa Tể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Vù, Ngưu Ma Chúa Tể ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là tháp sinh thứ hai, Ngưu Ma Chúa Tể còn có chút mờ mịt. Không, đây là bên ngoài tháp sinh mệnh. Ngưu Ma Chúa Tể, người cũng đoán sai đáp án, bị đưa ra. Vị đại chủ tể đứng đầu vừa rồi bị đưa ra khỏi tháp sinh, sau khi nhìn thấy Ngưu Ma Chúa Tể, dường như cũng không ngoài ý muốn, vấn đề, kỳ hoa, giống như vậy, ai có thể lựa chọn đáp án chính xác. Nhưng phản ứng của Ngưu Ma Chúa Tể dường như rất kịch liệt. Ta không phải lựa chọn đáp án chính xác a, không có đạo lý a, ta làm sao lại bị đưa ra khỏi tháp sinh. Ngưu Ma Chúa Tể hiện tại thật sự rất mờ mịt, thậm chí, hắn còn muốn hỏi nhân sinh tam vấn một lần. Hắn hiện tại rất mơ hồ, hắn chính mắt thấy đáp án chính xác mà Lôi Đạo lựa chọn, làm sao đến lượt hắn lại thành đáp án sai lầm. Ngưu Ma Chúa Tể, người biết đáp án chính xác không? Không có khả năng, sẽ không có ai biết đáp án chính xác. Là thật, ta tận mắt nhìn thấy, Lôi Chúa Tể đã tiến vào tầng thứ hai của tháp sinh mệnh. Vậy sao ngươi lại ra ngoài? Ta cũng không biết, rõ ràng ta lựa chọn đáp án giống như Lôi Chúa Tể, nhưng kết quả lại là Lôi Chúa Tể đi tầng thứ hai của tháp sinh mệnh, ta bị trục xuất ra khỏi tháp sinh mệnh. Chẳng lẽ, khí vận của Lôi Chúa Tể đã mạnh đến loại trình độ nghịch thiên này, rõ ràng là đáp án sai lầm, cũng có thể biến thành đáp án chính xác. Ngưu Ma Chúa Tể cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có một loại giải thích này. Không, có thể còn có một loại giải thích, thật ra đáp án là kiểu mở, có rất nhiều đáp án. Đáp án chính xác được chọn lựa, lần sau không thể chọn nữa, một khi chọn lại, sẽ bị coi là đáp án sai lầm. Phân tích này còn có chút đáng tin, chỉ là Ngưu Ma Chúa Tể rất yêu thương, nói như vậy. Hắn lại phải một lần nữa từ tầng thứ nhất sinh chi tháp xông vào. Nhưng không có Lôi Đạo, hắn làm sao biết đáp án chính xác. Vấn đề kia, cho hắn 100 năm, 1000 năm nữa, hắn cũng đừng mơ đoán được đáp án chính xác. Đang lúc Ngưu Ma Chúa Tể mờ mịt luống cuống, bỗng nhiên, trong hư không một trận gợn sóng. Xuất hiện một thông đạo không gian, từ bên trong nhanh chóng bay ra vô số thần ma, đều là một ít thần ma phong vương hoặc là đại đế, hiển nhiên là bị Thánh Nhân Nguyên và Thánh Nhân Cổ đưa đến động phủ hư không. Một bên khác, đồng dạng có đại lượng chúa tể đến, đều là Bàn Thành cùng Côn Bằng thành chúa tể. Chính là chỗ này, động phủ hư không? Hừ, những vực ngoại thiên ma này thật đáng giận, lại muốn chiếm cứ động phủ của Thánh Nhân Hy vĩ đại của Hoang Cổ Đại Lục chúng ta. Vực ngoại thiên ma, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ giết sạch đám vực ngoại thiên ma này. Nhưng lần này mục tiêu của chúng ta là bảo khố của hư không động phủ. Nhất định phải lấy được tất cả bảo vật bên trong. Sinh Tử Tháp, đã sớm nghe nói qua sinh tử đại đạo của Thánh Nhân Hy không tầm thường. Hiện tại rốt cục có cơ hội cảm ngộ. Động phủ Thánh Nhân Đại Lục Hoang Cổ chúng ta lưu lại, những vực ngoại thiên ma này khẳng định không cách nào xông qua, chỉ có thần ma của Hoang Cổ Đại Lục chúng ta mới có thể xông qua sinh tử tháp. Những người này đều là thần ma và đại đế của Hoang Cổ Đại Lục. Sau khi nhìn thấy Ngưu Ma Chúa Tể và đông đảo chúa tể, đều là vẻ mặt bất thiện. Nếu không phải trước đó có thánh nhân khuyên bảo, nói không chừng lúc này cũng đã bắt đầu động thủ. Lúc này, Bàn Thành cũng có chúa tể quen biết nhận ra Ngưu Ma Chúa Tể. Ha ha ha, Ngưu Ma Chúa Tể, trước đó ngươi và những đại chúa tể đỉnh tiêm kia của Lam Thành thần bí bí, lão phu còn đang suy đoán ngươi đang làm gì. Không nghĩ tới là phát hiện động phủ hư không, ngươi có thể giấu đủ sâu. Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi bán Long Trì 100 danh ngạch, hiện tại còn chưa bán hết a. Nếu không, bán rẻ cho ta một cái. Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi đã tìm được động phủ hư không, thậm chí còn hợp tác với mấy vị đại chủ tể đứng đầu của Lam Thành, cũng không thể có được trọng bảo. Ngược lại để những thần ma kia giành trước. Ngưu Ma Chúa Tể, nói cho ta biết, có phải chúng ta nên tiến vào sinh tử tháp trước không? Tránh cho bị những thần ma kia vượt lên trước một bước. Rất nhiều chúa tể đều đang hỏi Ngưu Ma Chúa Tể. Dù sao, Ngưu Ma Chúa Tể đã đến động phủ hư không một đoạn thời gian rất dài, thậm chí ngay cả động phủ hư không đều là đám người Ngưu Ma Chúa Tể phát hiện. Lúc này, có rất nhiều thần ma đã bay vào tháp sinh và tháp tử. Hơn nữa còn dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào đông đảo chúa tể. Ngưu Ma Chủ Tể cười lạnh nói, không cần phải để ý đến những thần ma kia, bọn chúng đều là lũ ngu xuẩn, cho rằng đi vào trước là có thể lấy được bảo vật bên trong sinh tử tháp sao? Đúng là vọng tưởng, chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ hiểu được sinh tử tháp đáng sợ đến cỡ nào. Thậm chí, Ngưu Ma Chúa Tể hiện tại còn rất vui sướng khi người gặp họa. Sợ là những thần ma kia không biết sợ hãi bị làm bài, chi phối. Khảo nghiệm thật sự khó khăn như vậy sao? Chúng ta là chúa tể đỉnh phong, đều không thể xông qua sinh tử tháp. Ngưu Ma Chúa Tể, bên trong khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đối với những thần ma kia tiến vào sinh tử tháp trước còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Rất nhiều người đều tò mò hỏi Ngưu Ma Chúa Tể, khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Ngưu Ma Chúa Tể hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua, nhìn thoáng qua những chúa tể quen thuộc này. Sau đó Ngưu Ma Chúa Tể bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ta không rõ khảo nghiệm của tử chi tháp, nhưng khảo nghiệm của tầng thứ nhất sinh chi tháp xác thực rất khó, hơn nữa cũng vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Bởi vì đó là đề làm, một đề vô cùng kỳ quái, thậm chí vô giải, làm bài, đông đảo chúa tể mở to hai mắt, đều phảng phất như lập tức ngây ngẩn cả người. Sinh chi tháp tầng thứ nhất, giống như Ngưu Ma Chúa Tể tưởng tượng, khi đông đảo chúa tể bước vào trong đó, liền thấy được thần ma ngây ra như phỗng. Mặc kệ những người này là phong vương thần ma hay là đại đế, giờ phút này đối mặt với khảo nghiệm kỳ hoa của tầng thứ nhất tháp sinh chi. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm, giống như không thể tin được sự yên tĩnh của mình. Làm bài, thật sự là làm bài, hơn nữa còn là một đề vô cùng kỳ quái. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi, có phải Thánh Nhân Hy lầm hay không, khảo nghiệm sao có thể là một đạo đề. Đều nói Thánh Nhân Hy am hiểu thôi diễn chi thuật, bởi vậy, lần này tới rất nhiều đại đế đỉnh tiêm am hiểu thôi diễn. Kết quả, nhìn thấy đề kỳ lạ này, cho dù là thôi diễn đại đế đỉnh phong, lúc này cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, đây rõ ràng là đề khó giải, làm sao thôi diễn. Hơn nữa, đường đường là đại đế đỉnh phong, vô số thần ma phong vương, bây giờ lại đều đang làm bài, phân tích một câu hỏi giống nhau, đây quả thực là một màn hoang đường đến cực điểm. Nhưng dù có hoang đường hơn nữa, rất nhiều thần ma cũng sẽ không từ bỏ. Các thần ma không từ bỏ, đương nhiên chúa tể cũng sẽ không từ bỏ, bao gồm cả Ngưu Ma Chúa Tể, hắn cũng đã nghĩ hết biện pháp, bắt đầu suy nghĩ minh tưởng ở tầng thứ nhất của tháp sinh mệnh, tranh thủ có thể mau chóng tìm được đáp án chính xác, từ đó tiến vào tầng thứ hai của tháp sinh mệnh. Giờ phút này, tầng thứ hai của tháp sinh chỉ có một mình Lôi Đạo. Mà Lôi Đạo cũng rất mờ mịt, ta phân tích ra đáp án chính xác. Lôi Đạo đô có chút há hốc mồm, tuy hắn phân tích rõ ràng đạo lý, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại thành công, điều này khiến người ta không biết nói gì. Chẳng lẽ nói, ta cùng Thánh Nhân Hy có tư duy giống nhau hoặc là gần giống. Nhưng loại tư duy này, thấy thế nào cũng có chút không quá bình thường. Ngay cả chính Lôi Đạo cũng cảm thấy loại tư duy này rất không bình thường. Đúng rồi, xông qua sinh chi tháp tầng thứ nhất tựa hồ có bảo vật ban thưởng, không biết là bảo vật gì. Trong lòng Lôi Đạo nhất khẽ động, ánh mắt lập tức nóng bỏng nhìn hộp gỗ tinh xảo trước mắt hắn. Bảo vật, ở ngay trong hộp gỗ, một cái hộp gỗ, ánh mắt Lôi Đạo sáng lên, tuy rằng hộp gỗ rất nhỏ, nhưng lại rất tinh xảo. Một cái hộp gỗ nhỏ nhỏ như vậy, thoạt nhìn căn bản là chứa không được thứ gì. Bất quá, Lôi Đạo ngược lại rất mừng rỡ, bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, đồ vật càng nhỏ càng chân quý. Đường đường là Thánh Nhân Hy, tồn tại vĩ đại cao cao tại thượng, bảo vật xuất thủ không thể nào bình thường, thể tích càng nhỏ, trình độ chân quý của bảo vật kia lại càng cao. Bởi vậy, Lôi Đạo rất chờ mong, bảo vật của Thánh Nhân Hy đến tột cùng là cái gì. Vì vậy, Lôi Đạo chậm rãi mở hộp gỗ ra. Một miếng ngọc bội, Lôi Đạo nhìn thấy trong hộp gỗ là một ngọc bội màu trắng, phía trên điêu khắc một ít hoa văn tinh mỹ, nhìn phi thường tinh mỹ. Chỉ là, một ngọc bội làm sao chân quý, chẳng lẽ là bảo vật phụ trợ tu hành nào đó? Lôi Đạo nghĩ đến khả năng này, vì vậy, hắn cầm ngọc bội trong tay. Ngọc bội mơ hồ có chút lạnh, chờ một chút, hình như không phải là bảo vật, nghe đồn thánh nhân của đại lục Hoang Cổ có thể chế tác một số bảo vật loại không gian. Về điểm này, so với các thủy tổ càng mạnh hơn. Các thủy tổ cũng có thể chế tác bảo vật loại không gian, nhưng xa xa không nhẹ nhàng bằng các thánh nhân. Chẳng lẽ, đây là một kiện bảo vật loại không gian? Lôi Đạo nghĩ tới một loại khả năng nào đó. Vì vậy, Lôi Đạo lập tức quét thần niệm qua, quả nhiên, bên trong ngọc bội nho nhỏ này có càn khôn, lại có một không gian thật lớn. Tốt, quả thật là không gian ngọc bội. Đây chính là không gian bảo vật, dù là ở đại lục Hoang Cổ cũng vô cùng chân quý. Về phần ở minh giới, vậy càng là có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng chỉ có thủy tổ cùng với một ít đại chúa tể cao cấp nhất mới có ít ỏi vài món không gian bảo vật mà thôi. Một khối ngọc bội như vậy, bên trong phải để bao nhiêu bảo vật chân quý. Thánh nhân Hy không hổ là thánh nhân, xuất thủ bất phàm. Trong lòng Lôi Đạo vô cùng mừng rỡ, thế mà đều dùng không gian ngọc bội đến để cất giữ bảo vật, đủ thấy thánh nhân Hy có bao nhiêu, xa xỉ, bảo vật đặt trong ngọc bội có thể ít sao. Vì vậy, Lôi Đạo vô cùng chờ mong dùng thần niệm kéo dài vào không gian bên trong ngọc bội, xem xét bảo vật cất giữ trong không gian. Bá, chỉ là, sau khi thần niệm của Lôi Đạo kéo dài vào không gian ngọc bội, sắc mặt của Lôi Đạo lại đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, cả người đều thoáng cái ngây ngẩn cả người. Chuyện này sao có thể? Lôi Đạo quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, càng không thể tin được một màn trước mắt. Nguyên lai, bên trong không gian ngọc bội xác thực có một cái không gian to lớn, chỉ là, bên trong cái không gian này lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có, đây chính là một cái không gian trống rỗng. Ban thưởng của tầng thứ nhất sinh chi tháp chỉ là một bảo vật không gian. Đơn thuần chỉ là một cái không gian ngọc bội mà thôi. Lôi Đạo cảm thấy cạn lời, một bảo vật loại không gian, nếu như ở địa phương khác đạt được một kiện bảo vật không gian như vậy, Lôi Đạo sẽ rất mừng rỡ. Nhưng đây chính là tháp sinh mệnh, đây chính là bảo vật thánh nhân Hy ban cho. Kết quả thế nào? Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Ban cho một cái ngọc bội không gian như vậy, hơn nữa không gian còn lớn như vậy, bên trong lại trống rỗng, đây là chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ chuẩn bị cho phần thưởng sau này? Ồ, ngược lại là có khả năng này, đây chỉ là ban thưởng của tầng thứ nhất mà thôi, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, chẳng lẽ những bảo vật này rất nhiều, cần dùng không gian bảo vật mới có thể chứa xuống. Ánh mắt Lôi Đạo sáng ngời, dường như đã đoán được thâm ý của Thánh Nhân Hy. Thế là, Lôi Đạo bắt đầu xem xét khảo nghiệm của tầng thứ hai sinh chi tháp. Tân tháp tầng thứ hai này, không phải vẫn làm bài chứ? Lôi Đạo có chút không xác định, từ tình huống tầng thứ nhất sinh chi tháp đến xem, vị Thánh Nhân Hy này xuất bài không theo lẽ thường, mỗi lần đều có một ít cử chỉ kinh người, ai biết tầng thứ hai sinh chi tháp khảo nghiệm là cái gì? Rất nhanh, tầng thứ hai sinh chi tháp chấn động rất nhỏ, ở trước mặt Lôi Đạo xuất hiện một đoàn hào quang chói mắt. Ánh sáng nhanh chóng tản ra, ngay sau đó, xuất hiện một bức tranh vẽ chi chít, vẽ đầy các loại đường cong, trong đầu Lôi Đạo xuất hiện một tin tức. Sinh mệnh tuyến phổ, đây là cái gì? Vẻ mặt Lôi Đạo ngơ ngác, cái gì mà sinh mệnh tuyến phổ, Lôi Đạo ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Chỉ là, những đường cong lít nha lít nhít này, ngàn vạn, nhìn liền phi thường phức tạp, bộ dáng phi thường lợi hại, tựa hồ ẩn ẩn chứa một chút pháp tắc cao thâm. Chẳng lẽ là cảm ngộ liên quan tới sinh mệnh pháp tắc? Dù sao đây cũng là thánh nhân hy sinh tháp khảo nghiệm, người tu hành của Hoang Cổ Đại Lục cần cảm ngộ một ít pháp tắc thậm chí đại đạo. Sinh tháp của thánh nhân hy ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ. Đó là chuyện không thể bình thường hơn được, mà khảo nghiệm tầng thứ hai, tựa hồ cũng trước sau như một, cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, đều rất kỳ hoa. Sinh mệnh vô cùng phức tạp, sinh mệnh cũng vô cùng cao quý, vĩ đại. Bổn thánh hao phí vô tận thời gian, vẽ ra một bức sinh mệnh tuyến phổ này, điều này đại biểu cho nguyên lý cấu thành sinh mệnh. Xin tìm ra trong sinh mệnh tuyến phổ có thể cấu thành mấy sinh mệnh tuyến phổ hoàn chỉnh. Sau khi Lôi Đạo nhìn thấy vấn đề, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta phải đi đâu? Hiện tại Lôi Đạo chính là một trạng thái mơ hồ như vậy, hoàn toàn không biết cái gọi là sinh mệnh tuyến phổ này là cái gì. Bất quá, Thánh Nhân Hy hao phí vô tận thời gian mới chế tạo ra bức sinh mệnh tuyến phổ đồ này, thoạt nhìn tựa hồ rất lợi hại. Nhưng mấu chốt là, Lôi Đạo xem không hiểu, thế này còn chọn thế nào? Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo có chút khó khăn, giờ phút này, sinh chi tháp tầng thứ nhất, Lôi Đạo cũng không biết, tầng thứ nhất này đã làm khó vô số thần ma cùng chúa tể, thậm chí không chỉ là giấy khó đơn giản như vậy, rất nhiều thần ma tâm tình vô cùng phức tạp, thật giống như vô cùng thất vọng. Khảo hạch tầng thứ nhất sinh chi tháp, lại là một đề, đây là cái quỷ gì? Trời ạ, làm sao có người có thể có được đáp án chính xác? Thánh nhân Hy vĩ đại, sao có thể có người có được đáp án chính xác? Cho dù thôi diễn 1000 năm, 10000 năm, cũng đừng mơ tưởng đạt được đáp án chính xác. Đáp án chính xác dường như không chỉ có một loại, chúng ta đã thử nhiều như vậy, kết quả đều thất bại. Nghe nói thật sự có người thành công, nhưng mà, là những thiên ma ngoại vực đáng giận kia. Cái gì, có người tìm được đáp án chính xác cho vực ngoại thiên ma sao? Không sai, là chúa tể trong một vực ngoại thiên ma, sớm đã tiến vào tầng thứ hai của tháp sinh. Nhưng hình như cũng là dựa vào vận may, vận khí, hiện tại xem ra, chỉ có thể liều một phen. Ta chọn 666 sinh mệnh pháp tắc. Một đám thần ma đều dường như sắp bị khảo nghiệm tầng thứ nhất tra tấn đến điên rồi. Trong số những thần ma này, thật ra có rất nhiều người tinh thông thôi diễn, thậm chí đều biết toàn bộ quá trình thánh nhân hy quật khởi. Tổng hợp các loại manh mối lại cùng nhau phân tích, cùng nhau thôi diễn, có thể nói là hết lòng hết sức. Chỉ tiếc, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, bọn họ hết lòng hết sức thôi diễn một lần lại một lần, kết quả phát hiện, những thôi diễn này của bọn họ căn bản không hề có tác dụng. Đột nhiên, một luồng ánh sáng bao phủ một thần ma trong số đó, đây chỉ là một vị thần ma phong vương. Thậm chí, ngay cả vị phong vương thần ma này cũng không kịp phản ứng, ngay sau đó, đã bị đưa vào tầng thứ hai của tháp sinh. Cái gì? Thành công? Lại có người thành công, lần này là thần ma của chúng ta thành công. Mau, nhanh, hắn chọn đáp án nào? Ta thấy được, là 666 sinh mệnh pháp tắc. Rất nhiều thần ma đều kích động, đáp án chính xác xuất hiện. Trong lúc nhất thời, các chúa tể lại sốt ruột, chúa tể Bàn Thành cùng Lam Thành, cho tới bây giờ trừ Lôi Đạo ra, còn lại đều không có người nào có thể đạt được đáp án chính xác, từ đó tiến vào tháp sinh thứ hai. Không xong, đám thần ma kia lại biết đáp án chính xác, chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn muốn ở lại tầng thứ nhất? Một vài chúa tể có chút lo lắng, nhưng Ngưu Ma chúa tể lại cười lạnh một tiếng nói, không cần lo lắng, tiếp tục tìm kiếm đáp án chính xác, chúng ta chỉ cần dựa vào vận may là được, không cần suy diễn, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Còn những thần ma kia, ha ha, bọn họ không thể dựa vào cái gọi là đáp án chính xác để tiến vào tầng thứ hai. Ngưu Ma chúa tể, vì sao khẳng định như thế? Ngưu Ma chúa tể lại không trả lời. Vì sao hắn lại khẳng định như vậy? Cái này còn không đơn giản, bởi vì hắn đã thử qua. Lôi Đạo lựa chọn một đáp án chính xác, kết quả Ngưu Ma chúa tể lại lựa chọn đáp án giống nhau như đúc, kết quả lại lấy thất bại chấm dứt. Đáp án giống nhau, chỉ có lần đầu tiên lựa chọn mới xem như thành công. Quả nhiên, sau khi những thần ma kia trải qua thử nghiệm, từng cái lại đều bị đưa ra khỏi tháp sinh. Hiển nhiên, lựa chọn cùng một đáp án không thể thực hiện được. Đúng rồi, hay là thử số lượng Chu Thiên viên mãn, 360 sinh mệnh pháp tắc. Trong một lần lại một lần thử nghiệm, Ngưu Ma chúa tể lựa chọn đáp án này. Ông, sau một khắc, Ngưu Ma chúa tể đã bị ánh sáng bao phủ. Cái này, thành công, Ngưu Ma chúa tể lại thành công rồi. Được, phía Minh Giới chúng ta, hiện tại có hai vị chúa tể tiến vào tầng thứ hai tháp sinh. Ha ha ha, vẫn là người tu hành Minh Giới chúng ta hơn một bậc. Chắc hẳn Ngưu Ma chúa tể và Lôi chúa tể rất nhanh có thể đến tầng thứ ba, tầng thứ tư. Những thần ma của Hoang Cổ Đại Lục này muốn so với chúng ta, không có khả năng. Rất nhiều chúa tể nhìn thấy Ngưu Ma chúa tể thành công tiến vào tầng thứ hai của tháp sinh, trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Những chúa tể và thần ma này tuy không ra tay đánh nhau, nhưng thật ra cũng đang âm thầm phân cao thấp, nhìn xem ai có thể dẫn đầu tiến vào tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba, nhìn xem phương nào số lượng càng nhiều. Hiện tại, hiển nhiên là phe Minh Giới chiếm cứ ưu thế. Ông, sinh chi tháp tầng thứ hai, Lôi Đạo nhìn thấy một tia sáng, sắc mặt hơi đổi. Lại là một đạo thân ảnh, điều này nói rõ, lại có người đi tới tầng thứ hai. Trước đó đã có một thần ma đến, chỉ có điều, thần ma kia hiện tại đang dại ra, dường như không ngờ khảo nghiệm của tầng thứ hai càng thêm kỳ lạ. Lần này, không còn là lựa chọn một đáp án đơn giản như vậy, mà là muốn chọn lựa ra mấy tuyến phổ trong số lượng lớn tuyến phổ sinh mệnh. Vậy thì chọn thế nào? Đây không phải là mấy chục, trăm, mà là hàng ngàn hàng vạn. Không, ngàn vạn cũng tính là ít, mà là mấy chục vạn, mấy trăm vạn. Nhìn lít nha lít nhít, nhiều tuyến phổ sinh mệnh như vậy, có vô số loại tổ hợp, làm sao chọn? Hả, Ngưu Ma chúa tể, Lôi Đạo nhìn thấy bóng người thứ hai lại là Ngưu Ma chúa tể, có chút ngoài ý muốn. Ngưu Ma chúa tể cũng phân tích ra đáp án chính xác. Lôi chúa tể, rốt cuộc gặp được ngươi, ta vận khí tốt, trong lúc vô tình lựa chọn đáp án chính xác. Đúng rồi, xông qua tầng thứ nhất sinh chi tháp, hẳn là sẽ có ban thưởng a, ban thưởng đâu? Phần thưởng, Lôi Đạo mặt không biểu cảm nói, ngươi tới chậm rồi, sinh chi tháp chỉ có người đầu tiên xông qua mới có ban thưởng bảo vật. Ách, Ngưu Ma chúa tể có chút cạn lời, hóa ra chỗ tốt gì cũng bị Lôi Đạo chiếm. Nhưng Ngưu Ma chúa tể cũng không quá cần bảo vật, hắn muốn là cảm ngộ pháp tắc sinh mệnh, vì vậy nhìn về phía tầng thứ hai khảo nghiệm. Đây là khảo nghiệm tầng thứ hai. Sau một khắc, biểu cảm hưng phấn trên mặt Ngưu Ma chúa tể trong nháy mắt liền đọng lại. Nhìn thấy lít nha lít nhít tuyến phổ sinh mệnh, Ngưu Ma chúa tể cũng cảm thấy choáng váng đầu óc. Thế này còn chọn thế nào? Ngưu Ma chúa tể tuyệt vọng, tùy ý tổ hợp sinh mệnh tuyến phổ, đây quả thực là muốn mạng già, có vô số loại tổ hợp, một khi thất bại, thậm chí sẽ phải làm lại lần nữa. Chẳng lẽ hắn vừa tới tầng thứ hai, liền muốn bị đánh trở về phủ, trở về tầng thứ nhất? Hơn nữa, Ngưu Ma chúa tể cũng không cảm thấy có ai có thể xông qua tầng thứ hai. Ngưu Ma chúa tể, ta đã có đáp án, mặc kệ thành bại, cuối cùng phải thử một lần. Sau một khắc, Lôi Đạo đã đứng dậy, hắn phân tích lâu như vậy, rốt cục có đáp án. Ách, Lôi chúa tể, ngươi xác định là ngươi phân tích ra, mà không phải tùy tiện chọn ra mấy đường sinh mệnh. Ta dựa vào trí tuệ của ta, cố gắng thời gian rất lâu mới phân tích ra được. Tuy rằng xác suất thành công có thể không đủ một thành, nhưng vô luận như thế nào cũng phải thử một lần. Ánh sáng trí tuệ chiếu sáng con đường phía trước. Lúc này, sâu trong nội tâm Lôi Đạo đã hạ quyết tâm. Lôi chúa tể, tuyệt đối không được kích động, suy nghĩ cẩn thận một chút. Một khi thất bại sẽ bị đưa ra khỏi tháp sinh, một lần nữa trở lại tầng thứ nhất, được không bù mất. Ngưu Ma chúa tể thật sự sốt ruột thay Lôi Đạo. Hiện tại mới bao lâu? Căn bản không vội nha. có thể đến tầng thứ 2, đã rất không tệ, có thể hảo hảo tìm hiểu vài năm, nói không chừng có thể tìm ra đáp án chính xác, từ đó tiến vào tầng thứ 3. Giống như loại địa phương này, có thể đóng quân thời gian dài. Tìm hiểu, coi như tìm hiểu hàng trăm hàng ngàn năm, Ngưu Ma Chúa Tể cũng không cảm thấy kỳ quái. Thậm chí Ngưu Ma Chúa Tể cũng đều đã quyết định, vô luận là sinh chi tháp hay là tử chi tháp, hắn đều phải chậm rãi đi xông xáo, tranh thủ đều xông xáo một lần. Để át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để át có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.